Chương 2034, Diệp Phàm làm việc xảo trá. Tiền năm ngoái từ đâu mà có? Diệp Phàm không khỏi bất mãn, trong lòng nghĩ lẽ nào lại có người muốn chơi tôi, bày ra mấy trò quỷ này. Năm ngoái được phát tiền thưởng và tiền trợ cấp, năm nay tôi vừa đến đã không có tiền thanh toán, vậy không phải là mất mặt cho chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương tôi đây quá sao? Lĩnh từ phòng tài vụ, nhưng, mấy hôm trước chủ nhiệm Phương đến phòng tài vụ dục tiền. Các đồng chí nói năm nay văn phòng chi tiêu vượt mức, cho nên, cuối năm đành phải nợ tiền lại. Phong Nhất Tú nói, chuyện quái gì vậy? Lúc này phó chủ nhiệm phòng đốc tra, Triệu Ngược hừ lạnh một tiếng. Làm cho ai nấy cũng nhìn cô chăm chú, Diệp Phàm cũng nhìn cô. Tuyệt đối không có chuyện này, tôi thấy các đồng chí phòng khác hôm qua vẫn vui vẻ nhận tiền thưởng cuối năm gì đó. Hơn nữa, các đồng chí bên phòng thư ký được lĩnh rất nhiều. Phải được 700-800 gì đó, còn có một thuộc quà Tết nữa. Cả đám bọn họ ai nấy đều khiêng không nổi, sau đó, còn phải cùng nhau thuê xe để trở về nữa, dùng cả một chiếc xe lớn để chứa đấy. Người ta đúng là có phúc quá mà. Triệu Ngọc có vẻ oán giận nói. Có việc này. Diệp Phàm tức giận hỏi Phong Nhất Tú. Đúng là có, bên phòng thư ký nhận được nhiều nhất. Bên phòng cán bộ hưu trí còn có tranh chữ với lịch nữa. Chắc hẳn là cũng không dưới 2-3 nghìn đâu, nhưng, đến phiên phòng đốc tra chúng ta hỏi tiền thì các đồng chí phòng tài vụ lại nói không có tiền. Sau đó, tôi có đích thân đi một chuyến, tìm chủ nhiệm phòng tài vụ đồng chí Trần Chấn Đông. Chủ nhiệm Trần vẻ mặt khó xử, sau đó bị tôi truy hỏi, bèn bảo tôi cứ nghĩ cách đối phó trước. Sang năm sẽ cấp lại tiền cho chúng ta. Phong Nhất Tú nói, nghĩ cách gì đi, cái này, năm nào cũng có. Dựa vào cái gì mà nói chúng ta nghĩ cách, cái này không phải là ức hiếp phòng đốc tra chúng ta sao? Lúc này, chủ nhiệm Vu Quý Phát thở phì phò nói. Diệp Phàm hiểu, lão này tâm tư không tốt, lão liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Đương nhiên, chủ nhiệm Diệp vừa tới, thật sự không thể nào nghĩ được các gì khác cả. Thật sự chẳng làm gì được thì tôi đề nghị thế này, nghe nói chủ nhiệm Diệp còn phải về quê ăn Tết, không thể nào làm lỡ việc của anh ấy. Chỉ bằng cứ để tiền ấy năm sau hãng lấy được không? Lão già này ra vẻ tốt bụng tháo gỡ giúp Diệp Phàm, nhưng kỳ thực, mọi người đều hiểu. Nói như vậy ý là đáng tránh chủ nhiệm Diệp không có bản lĩnh, vừa mới đến đã bị người ta ức hiếp. Ngay cả mọi người cũng phải chịu oan ức theo. Ha ha, không kịp rồi, tôi gọi điện thoại cho chủ nhiệm Trần một chút. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, còn cười cười, lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm phòng tài vụ Trần Chấn Đông. Chủ nhiệm Trần, tôi là Diệp Phàm chủ nhiệm phòng đốc tra. Nghe nói phòng tài vụ không có tiền nên tiền thưởng Tết của phòng đốc tra phải tự bỏ ra trước đúng không? Giọng Diệp Phàm rất ngọt ngào, dù sao, cũng đang hỏi chuyện thần tài của văn phòng trung ương mà. Năm nay dùng tiền nhiều quá, nên bây giờ cũng hết ngân sách rồi. Chủ nhiệm Diệp, rất xin lỗi. Trong tài khoản hiện chẳng còn khoản tiền nào nhàn rỗi, nếu không, tôi giữ lại làm gì? Trần Chấn Đông bình tĩnh nói. Tiền nhàn rỗi, vậy không phải là vẫn còn tiền sao, tiền đó không nhàn rỗi à? Diệp Phàm vừa nghe đã biết Trần Chấn Đông này có quỷ ý gì đó. Không hề nói không có tiền, mà nói không có tiền nhàn rỗi. Trong này chắc chắn có mưu mẹo gì đó. Đương nhiên, văn phòng trung ương không thể không có đồng nào rồi. Nếu phải chiêu đãi các lãnh đạo, chẳng lẽ bảo người ta ăn không khí à? Khoản tiền này đã định trước rồi. Không thể cấp cho ai được, tuyệt đối không thể lộn xộn. Mặc dù là lãnh đạo tạm thời không cần, chúng tôi cũng không dám chuyển tiền đi lung tung. Đương nhiên, nếu chủ nhiệm Diệp thật sự muốn động đến khoản tiền này, tôi cũng có thể chuyển đến trước. Trần Chấn Đông ra vẻ quan tâm nói với Diệp Phàm. Nhưng mà thôi, nếu lãnh đạo lúc nào đó cần dùng gấp, không biết chủ nhiệm Diệp lúc đó có thể lập tức đưa lại cho chúng tôi không? Lão già này thật đúng là âm hiểm, muốn chơi tôi. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, hừ nói. Đó là khoản tiền các người vốn phải cấp cho phòng đốc tra chúng tôi, còn cần phải trả lại hay sao? Nếu có cần trả lại thì cũng không phải là chuyện của một chủ nhiệm như năm. Cuối năm, không thể để các đồng chí phòng đốc tra trương mắt nhìn các đồng chí phòng khác lãnh tiền Tết, còn chúng tôi thì nghỉ Tết với hai bàn tay trắng được. Hơn nữa, có vài đồng chí đi công tác, ngay cả tiền xe còn chưa cách nào chi trả kia. Đây là những chi tiêu bình thường, đâu phải là khai báo lung tung đúng không nào? Diệp Phàm giọng điệu dần dần cứng rắn, mạnh mẽ lên.
Cái này, nếu anh không thể trả lại kịp lúc, tôi cũng không có cách nào khác. Khoản tiền này tuyệt đối không được động vào. Hay là, các anh cứ bỏ tiền ra trước đi, sang năm tôi nghĩ cách bù lại cho các anh. Trần Chấn Đông thái độ rất sắt đá. Vậy cũng được, muốn chuyển thì chuyển. Diệp Phàm thản nhiên hừ giọng rồi gác máy. Giờ phút này, đương nhiên toàn thể đồng chí đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm rồi. Có vài đồng chí đương nhiên trong mắt sẽ hiện lên một tia vui vẻ vì người khác gặp họa. Dĩ nhiên, thấy Diệp Phàm gặp họa một số đồng chí trong lòng vô cùng vui vẻ. Ha ha, chủ nhiệm Trần nói không có tiền, bảo chúng ta cứ bỏ ra trước, chỉ có thể làm thế thôi. Phòng tài vụ cũng đang có khó khăn, chúng ta đều làm việc chung, đều là đồng nghiệp trong văn phòng trung ương, các đồng chí phải thông cảm cho nhau đúng không nào? Diệp Phàm liếc mắt nhìn mọi người thản nhiên cười nói. Tuy nhiên, chắc hẳn hơn 10 đồng chí ngồi đát hơn một nửa là lộ tia khinh bỉ không cần che giấu. Chủ nhiệm Diệp, nếu không được thì chi phí công tác 10 ngày trước bỏ ra vẫn chưa thanh toán cứ để từ từ đi. Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, hẳn là nên thông cảm cho nhau. Quà Tết, không thấy không cần phát, phần của tôi cũng không cần. Lúc này bí thư đảng ủy kiểm tra kỷ luật Ngô Sương Lâm rộng lượng nói. Đúng vậy, của tôi tạm thời cũng chưa cần thanh toán đâu. Sang năm thanh toán luôn một thể, nên phân ưu với lãnh đạo đúng không nào? Đồng chí Vu Quý Phát cũng lên tiếng, nghe hai người họ nói vậy, các đồng chí khác đương nhiên cũng đồng ý để sang năm hãng tính. Các đồng chí rất hiểu chuyện, tôi đại diện phòng đốc tra cảm ơn mọi người. Diệp Phàm vẻ mặt mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ, đột nhiên nói tiếp. Đương nhiên, cuối năm, các phòng khác có, chúng ta cũng không thể kém được. Vất vả cả một năm rồi, những cái này không thể thiếu được. Quà Tết, dù không lớn nhưng cũng có ý nghĩa riêng. Mọi người đương nhiên không thể buồn chỉ vì mấy đồng tiền hoặc mấy món quà Tết. Tôi hiểu mọi người, nhưng, cuối năm cũng phải có chút lộc đúng không nào? Cho nên, quà Tết, không những phải phát, mà phải thật náo nhiệt mới được, để năm sau mọi người ai cũng gặp may đúng không nào? Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa nói xong, mọi người ai nấy cũng nhìn hắn chằm chằm. Diệp Phàm cũng không già mồm cãi láo, nói. Hôm mới đến nhận chức có làm quen với cục trưởng cục cảnh vệ lang. Cậu ấy cũng hào sảng lắm, nghe nói, kinh phí bên cục cảnh vệ khá dư giả, để tôi bảo anh ấy tạm thời chuyển qua trước một ít. Nói xong, không chờ mọi người có phản ứng, Diệp Phàm nhấc máy, nói. Cục trưởng Lang, là tôi, Diệp Phàm phòng đốc tra đây. Xin chào chủ nhiệm Diệp, nghe nói các anh từ Giang Đô mới về à, điều tra xong chưa? Chuẩn bị Tết mà không được yên, các anh cực khổ quá, ha ha. Lang Phá Thiên hỏi. Mỉm cười hai tiếng. Vẫn chưa xong, nhiều việc quá, vẫn chưa điều tra được hết. Nhưng Thứ trưởng Trần Thiên Hòa đã chỉ thị sang tháng 3, tháng 4 mới điều tra tiếp. Lãnh đạo cũng thông cảm cho sự vất vả của các đồng chí bên dưới, tôi cũng mừng lắm. Diệp Phàm nói. Cũng đúng, có nhiều việc quá mà. Lang Phá Thiên hừ giọng nói. Cục trưởng Lang, có thể thương lượng với anh một chút được không? Diệp Phàm đi vào chủ đề. Thương lượng cái gì? Lang Phá Thiên nói thẳng. Kỳ thật, Diệp Phàm đã sớm gửi tin nhắn cho tên này, nói thẳng đề xuất, giờ hai tên này chỉ đang cùng nhau diễn trò mà thôi. Là thế này. Diệp Phàm kể lại mọi việc. Ừ. Lang Phá Thiên trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Chủ nhiệm Diệp, cục cảnh vệ chúng tôi còn chút tiền, nhưng đều là chi phí chuyên dùng để bảo vệ an toàn cho lãnh đạo. Khoản tiền phụ trách an toàn cho lãnh đạo. Vậy khoản tiền này không dùng linh tinh được. Vậy thôi, cục trưởng Lang, cảm ơn anh nhé, cứ coi như tôi chưa nói gì. Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, khẩn trương nói. Thế này đi, tôi chuyển qua cho các anh một ít dùng tạm vậy. Dù sao cũng cuối năm rồi, cũng ít ra ngoài, khoản tiền này tạm thời chưa dùng đến, khi nào cần gấp tôi sẽ gọi điện báo cho anh. Lang Phá Thiên nói. Vậy cảm ơn, à, bên tôi phải trả tiền lãi cho các anh mới đúng, cái này. Cũng là làm khó các anh mà. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm tạ. Không cần tiền lãi đâu, đều là nhân viên của văn phòng trung ương, giúp đỡ nhau một chút là việc nên làm mà. Không thể ngờ Lang Phá Thiên lại khách khí như vậy, khiến cho các đồng chí phòng đốc tra đều phải suy nghĩ. Mấy phút sau, đồng chí phòng tài vụ của Cục Cảnh vệ Trung ương gọi điện nói đã chuyển cho phòng tài vụ phòng đốc tra văn phòng trung ương 1 triệu. Tốt lắm, mượn được tiền rồi, chủ nhiệm Phong. Phát thưởng như tiêu chuẩn của phòng thư ký.
Diệp Phàm vẻ mặt mỉm cười nói. Cái gì, mượn tiền bên Lang Phá Thiên? Trần Chấn Đông đương nhiên cũng có cắm người ở phòng đốc tra văn phòng trung ương, chỉ vài phút sau là nhận được điện thoại, tên nhãi này sợ đến mức cả hai tay đều đổ mồ hôi. Ừ, đúng vậy, chủ nhiệm phòng của phòng đốc tra văn phòng trung ương đã đi mua quà Tết rồi. Nói mọi người đợi một chút, khoảng nửa tiếng sau là có. Giọng nam trong điện thoại nói. Mẹ nó. Trần Chấn Đông không kìm được mắng một câu, có chút nghi ngờ. Lang Phá Thiên trước nay đều đi đến một mình, sao lại đưa tiền cho Diệp Phàm? Chương 2035, một đi không trở lại. Không có, cục trưởng Lang không cần, tôi cũng không thể ngờ, cục trưởng Lang đột nhiên thay đổi. Xem ra, tên họ Diệp dẫm phải phân chó rồi, nếu không sao có thể mượn được tiền từ chỗ Lang Phá Thiên. Đây đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây mà. Người đàn ông đó giận dữ nói. Biết rồi. Chủ nhiệm Trần gác máy, ngẫm nghĩ một chút lập tức gọi các đồng chí phòng tài vụ đến. Chưa đến nửa tiếng, chủ nhiệm Phong Nhất Tú nhận được điện thoại từ đồng chí phòng tài vụ. Nói là chủ nhiệm Trần suy xét đến hoàn cảnh khó khăn của các đồng chí phòng đốc tra văn phòng trung ương. Tạm thời chuyển một khoản tiền ra, hơn nữa, vốn định cấp cho phòng đốc tra 300 ngàn, giờ cấp thêm 50 ngàn nữa. Bảo các đồng chí lập tức đặt mua quà Tết và thanh toán các khoản cần thiết. Chủ nhiệm Diệp, bên phòng sổ sách có gọi điện báo, đã rút 300 rũ về. Khoản tiền cục trưởng Lang cho chúng ta mượn có cần nữa không? Dù có giữ lại cũng dư thừa. Hơn nữa, nếu bên họ có chuyện gì quan trọng, chúng ta cũng không thể làm lỡ chuyện của họ. Phong Nhất Tú xin chỉ thị của Diệp Phàm. 350.000, có đủ mua qua như bên phòng thư ký và thanh toán các hóa đơn không? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Không đủ, chắc hẳn còn thiếu khoảng 250.000 nữa. Phong Nhất Tú lập tức nói. Vậy tạm thời không cần trả. Chúng ta mượn cũng đã mượn rồi, dù sao cũng không đủ tiền để chi trả, cứ mượn tạm cái đã. Diệp Phàm khoát tay nói. Cái gì, vẫn chưa trả à? Trần Chấn Đông ngồi trên ghế, suýt chút nữa phát điên lên. Trong lòng thầm than xui xẻo. Vốn khi Trần Thiên Hòa chỉ thị mình đã có chút do dự. Chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng, Thứ trưởng Trần có chuyện nhờ mình không thể bỏ mặc mà đắc tội với vị Thứ trưởng Trần Thiên Hòa có phân lượng này được. Hơn nữa, Trần Chấn Đông hiểu Trần Thiên Hòa có quan hệ với Yến Xuân Lai, rất được Yến Lai quý mến. Người như thế, dĩ nhiên không thể đắc tội. Tuy nói lão ta không quản lý mình, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội. Hơn nữa Trần Chấn Đông thấy Diệp Phàm từ bên dưới điều lên, còn trẻ tuổi, nên mới có gan đi đâm lén Diệp Phàm. Không thể ngờ tên này lại thâm độc như vậy, không ngờ dám vay tiền Lang Phá Thiên, nên biết, khoản tiền của Lang Phá Thiên là chi phí bảo vệ an toàn lãnh đạo, nếu cho Diệp Phàm mượn rồi. Đến lúc đó an toàn lãnh đạo xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ có người điều tra. Đến lúc đó điều tra đến Diệp Phàm, vậy không phải là lộ ra cả mình sao? Rõ ràng phòng tài vụ có tiền mà giấu lại không đưa cho phòng đốc tra. Cuối cùng, cây gậy kia không phải sẽ đánh xuống y lãnh đạo phòng tài vụ không? Đồng chí Trần Chấn Đông hiện nay rất sợ, trán cũng toát mồ hôi. Để xóa tan cơn giận của Diệp Phàm, đã cấp riêng cho 50.000 rồi. Không ngờ tên này đúng là quá tham, 50.000 vẫn thấy chưa đủ, đúng là quá xảo trá mà. Ừ, chủ nhiệm Diệp nói còn thiếu 250.000. Tạm thời chưa trả tiền. Giọng kia nói. Muốn xảo trá với tôi à? Trần Chấn Đông lạnh lùng hừ nói. Chẳng lẽ Diệp Phàm đã nghĩ ra được chuyện này? Giọng kia có chút không tin, hỏi. Chuyện này cũng dễ đoán thôi mà, phòng tài vụ văn phòng trung ương sao có thể thiếu tiền được, đặc biệt là cuối năm. Chắc Diệp Phàm đã đoán được là tôi cố ý. Thằng nhãi này quá thâm, không ngờ dám đâm lại tôi một dao. Mẹ kiếp, thằng này đúng là một con chó mà. Trần Chấn Đông không kìm nổi mắng. Hắn là chó, ông không phải cũng là một con chó sao? Tên kia thầm nghĩ trong lòng. Sự việc có chút biến đổi. Nhân viên phòng đốc tra cũng chờ phát quá Tết. Những đồng chí cần thanh toán hóa đơn cũng được Phong Nhất Tú báo tin vui. Không ngờ trưởng phòng tài vụ sau khi tính toán, đã cấp thêm 300.000 cho phòng đốc tra để thanh toán chi. Diệp Phàm dĩ nhiên là gọi điện cảm ơn Trần Chấn Đông. Vừa mới gác máy, Phong Nhất Tú hỏi. Chủ nhiệm Diệp, tiền của cục trưởng Lang đã cần trả chưa? Cái này, thêm một việc chi bằng bớt một việc, bằng không, năm sau lại phải chuyển khoản tiền này đi, phiền phức lắm.
Kỳ thực, các đồng chí trong phòng họp cũng ngửi được mùi gì đó. Chắc hẳn là chủ nhiệm Diệp đang vật tay với chủ nhiệm Trần. Chủ nhiệm Trần hai lần tăng giá, rõ ràng là sợ phiền phức, phải cúi đầu trước chủ nhiệm Diệp. Phiền phức cái gì, 650.000 này tiêu cả rồi. Qua năm mới ngân sách chúng ta trống trơn, mà mới Tết xong ai cũng ngại đòi tiền, mới đầu năm mượn tiền là điểm xấu, đối với chúng ta cũng là điều không may đúng không nào. Sang năm mới, ai mà chả muốn có điểm tốt, vậy mà lại vác mặt đi mượn tiền người ta cũng không ổn, chúng ta cũng cần phải có tiền để triển khai công tác, không có tiền triển khai thế nào được. Khoản tiền của cục trưởng Lang cứ giữ đi, sang năm còn có chi phí hoạt động. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng, Phong Nhất Tú nhìn thấy, biết chủ nhiệm Trần đã chọc tức Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm lại hỏi, chủ nhiệm Phong, cô nói, sang năm khoản tiền đầu tiên phải rút cần bao nhiêu mới đủ? Theo như năm ngoái, chắc cũng không dưới 500.000 đâu. Vừa qua năm mới, tất cả các công tác đều bắt đầu vận chuyển, lúc này, cần tương đối nhiều tiền. Vì, vạn sự khởi đầu nan, mấy tháng sau thì sẽ giảm bớt. Phong Nhất Tú cũng hiểu ý của chủ nhiệm Diệp. Đơn giản chỉ là đang mượn cơ hội đập chủ nhiệm Trần một phen. Kỳ thực, triển khai công tác sau Tết cũng không cần nhiều như vậy. Phong Nhất Tú chỉ đang hỗ trợ Diệp Phàm chơi xỏ mà thôi. Cái gì, 500.000, Phong Nhất Tú dám nói như vậy à? Trần Chấn Đông tức giận đến mất quét hết mọi thứ trên bàn xuống. Chắc hẳn Phong Nhất Tú cũng thấy được tên họ Diệp kia đang chơi xỏ anh. Giọng kia nói. Cậu nói đây có phải là lần cuối không? Đã cấp tiền cho hắn những hai lần rồi. Trần Chấn Đông có chút huệ oải, nói. Cũng không biết được, suy nghĩ của tên đó, ai mà đoán được. Nếu đưa thêm 500.000 nữa hắn vẫn cứ bánh bao đánh chó thì biết làm sao. Giọng kia nói. Tôi hiểu rồi. Trần Chấn Đông gác máy, sắc mặt âm trầm giống như trời sắp mưa. Ngẫm nghĩ một chút, y cắn răng một cái, gọi điện kể lại cho Trần Thiên Hòa. Chủ nhiệm Trần, lúc đầu đáng lẽ anh không nên nhân nhượng với hắn. Anh phải hiểu chuyện này, khoản tiền này không cần gấp. Tôi đoán, vay tiền Lang Phá Thiên chỉ là một trò mượn hổ dọa dê của hắn thôi. Nếu anh không nhảy vào, cứ làm việc bình thường, chẳng lẽ tên kia cứ giữ tiền của cục cảnh vệ mãi không trả? Hắn có 10 lá gan cũng chẳng dám. Với lại, từ thái độ của Lang Phá Thiên, nói không chừng còn không muốn cho Diệp Phàm mượn tiền. Cho nên mới dễ dàng đưa khoản tiền chi cho việc bảo vệ lãnh đạo như vậy. Kỳ thực cục cảnh vệ trung ương của Lang Phá Thiên có đời nào thiếu tiền đâu. Người ta giàu nứt khố đổ vách, không phải chỉ 1 triệu sao, người ta căn bản là không đặt ở trong mắt. Anh không rõ, hàng năm phòng tài vụ các anh phải cấp cho họ trên 10 triệu sao. Kỳ thực, cảnh vệ cũng có các khoản thu khác. Trần Thiên Hòa dù sao cũng lão luyện, giảng giải rõ đạo lý. Các khoản khác. Lẽ nào trực tiếp gửi đến cho họ không thông qua phòng tài vụ chúng tôi sao? Cái này, hình như không hợp đạo lý. Phòng tài vụ chúng tôi đối diện với toàn bộ các phòng ban trong văn phòng trung ương. Là nơi tập trung tài chính của cả văn phòng. Cấp bậc giám đốc sở, hơn nữa, là do đồng chí phó chủ nhiệm thường trực Khâu Hoa trực tiếp quản lý, làm sao trực tiếp cấp tiền cho cục cảnh vệ không thông qua chúng tôi được. Cái này, không phải vi phạm quy định sao? Điểm này... Chủ nhiệm Trần thực sự ngạc nhiên, sớm biết được, đã không bị Diệp Phàm bức thành ra thế này, trở thành chuyện cười cho người khác. Trần Thiên Hòa nói với Trần Chấn Đông. Chủ nhiệm Trần, anh không thể biết được cơ mật quốc gia. Đoàn cảnh vệ trung ương là nơi anh không thể đoán được. Có vài thứ tôi không thể nói, nhưng anh phải hiểu, khoản tiền ngoài cấp cho bên Lang Phá Thiên, còn nhiều hơn phòng tài vụ cấp cho bọn họ mấy lần. Cho nên, bọn họ căn bản là không thiếu tiền tiêu. Anh không cần phải lo lắng đâu. Vậy sao hắn lại nói thế? Trần Chấn Đông có chút nghi hoặc, hơn nữa, cũng muốn đoán xem tiền của Lang Phá Thiên từ đâu tới. Là không muốn cho Diệp Phàm mượn thôi. Không phải tôi đã nói rồi à, có lẽ Diệp Phàm biết mình hết đường rồi. Nhưng không ngờ thằng nhãi này ăn phải gan báo, Lang Phá Thiên từ chối như vậy, mà hắn còn dám mặt dày mượn tiền. Lá gan quả không nhỏ. Trần Thiên Hòa thở dài. Hắn đoán tôi sẽ lo lắng nên mới làm thế, thằng nhãi này, quá gian xảo, xem như tôi được lĩnh giáo loại không biết trời cao đất rộng. Trần Chấn Đông không kìm nổi hừ giọng nói. Đúng thôi, biết hắn không có đầu óc anh còn lo lắng cái gì. Cho nên, 500.000 kia anh tuyệt đối không được cho hắn. Như vậy là càng khiến hắn thêm kiêu ngạo.
Còn Trần Trấn Đông anh sau này sao ngẩng đầu lên được nữa? Trần Thiên Hòa giật dây Trần Trấn Đông. Ông ấy à, lão già ông đương nhiên phải nói thế thôi, đổi lại là ông thử xem. Trần Trấn Đông trong lòng thầm mắng. Tên này nói. Thứ trưởng Trần, có thể nhờ anh ra mặt chỉnh đốn tên đó được không? Tên đó cũng quá càn rỡ. Nghe nói 650.000 tôi vừa cấp, hắn phát quá Tết hết rồi, hơn nữa còn tuyên bố chưa đủ phát. Phòng đốc tra được bao nhiêu người chứ, chưa được 60 người. 650.000 còn chưa đủ, vậy hóa ra mỗi vị hơn 10.000 à. Cái này, vi phạm quy định trầm trọng, anh là lãnh đạo trực tiếp của hắn, nếu dưới xảy ra chuyện, Thứ trưởng Trần Anh cũng nên để ý một chút. Chương 2036, mặt xám mày cho. Lá gan đủ lớn, đã cấp quá tiêu chuẩn còn kêu tiền không đủ, để tôi gọi điện cái đã. Trần Thiên Hòa cũng hiểu, mình mà không chỉnh Diệp Phàm một chút, Trần Trấn Đông sẽ không hài lòng. Để an ủi Trần Trấn Đông, vì thế, Trần Thiên Hòa nhấc điện thoại lên, nhưng, ngẫm đi ngẫm lại thấy như vậy vẫn chưa đủ lực độ. Hơn nữa, lần này cũng là một cơ hội. Vì thế ngồi trên ghế suy xét một hồi, bước thẳng đến phòng họp của phòng đốc tra. Vì, nghe nói hầu hết mọi người đều ngồi đây chờ phát quá Tết. Diệp Phàm còn chưa thấy Trần Thiên Hòa bước vào, lão đã lên tiếng trước. Đồng chí Diệp Phàm, nghe nói các anh đang đặt mua quà Tết. Thứ trưởng Trần à, xin chào. Diệp Phàm chào hỏi, biết lão này đến đây nhất định có liên quan đến chuyện tiền bạc khi nãy. Diệp Phàm nói tiếp. Đúng vậy, chúng tôi đang đặt mua quà Tết. Chiều nay 3 giờ là nghỉ rồi. Buổi sáng nếu không phát quá Tết, thì đã khiến mọi người vất vả cả năm mà vẫn phải về nhà với hai bàn tay trắng đúng không nào? Ừ, quà nhất định phải phát, tuy nhiên, cũng không thể vượt quá tiêu chuẩn. Đồng chí Diệp Phàm, nơi này là văn phòng trung ương, không phải ở dưới kia. Trời cao hoàng đế xa không ai quản anh, nơi này không giống như vậy, trên có cấp trên. Trên cấp trên còn có lãnh đạo trung ương, còn có chủ tịch. Làm chuyện gì đều phải thận trọng suy xét mới được, bằng không, chẳng những anh bị phê bình, bản thân tôi là lãnh đạo trực tiếp cũng không thoát khỏi liên can. Cho nên, cái gì cũng phải có chừng mực, tuyệt đối không được vượt quá tiêu chuẩn, nếu tiêu quá mức rồi, thì bảo họ trả lại ngay đi, chẳng ra thể thống gì cả. Trần Thiên Hòa giọng điệu nghiêm khắc, nói xong còn nghiêm túc liếc mắt nhìn hơn 10 đồng chí xung quanh. Chi tiêu vượt mức, Thứ trưởng Trần, không hiểu anh nghe những điều này từ đồng chí nào. Chúng tôi hoàn toàn không chi tiêu vượt mức. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, phản kích lại Thứ trưởng Trần. Đem danh sách đến cho tôi xem. Trần Thiên Hòa hơi sửng sốt, không thể ngờ Diệp Phàm nói thế, đưa tay ra nói. Phong Nhất Tú nhìn Diệp Phàm, thấy hắn gật đầu, thế là Phong Nhất Tú hai tay đưa danh sách phát quà sang. Trần Thiên Hòa nhìn, không lâu sau, nhíu mày. Chỉ vào chăn nhung lông vịt 180 đồng nói. Đồng chí Nhất Tú, trước kia các cô có phát loại chăn này sao? Không có. Phong Nhất Tú liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thấy thằng nhãi này vẻ mặt điềm tĩnh, cũng không có chút tia kinh hoàng, biết tiểu chủ nhiệm Diệp chắc đã có chuẩn bị, vì thế, thành thật gật gật đầu. Còn không tiêu quá mức sao? Một cái giường mà đã tốn trên 1.000 rồi. Các người, phát quà xa hoa như vậy, các phòng khác phải đỏ mắt. Cuối cùng ai cũng bị phê bình thì sao? Trả lại, trả ra thể thống gì cả. Trần Thiên Hòa sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Vừa rồi hỏi anh nói không vượt mức. Đồng chí Diệp Phàm, làm người phải thành thực, làm việc phải chắc chắn. Muốn dối trên gạt dưới là không được, anh về viết bản kiểm điểm đi. Trần Thiên Hòa trong lòng toát ra một tia đắc ý, bởi vì, lão thấy cuối năm cuối cùng cũng đã lấy lại được thể diện. Ván cờ ở tỉnh Giang Đô bị đánh bại, đến giờ coi như lão vẫn hơi mất mặt. Cái này có chi tiêu quá mức sao? Rất xin lỗi Thứ trưởng Trần, phòng đốc tra chúng tôi chỉ phát đúng tiêu chuẩn của phòng thư ký, sao bên tôi không nhận được, mà bên thư ký lại được nhận? Nói đến đây, Diệp Phàm liếc mắt nhìn các đồng chí khác nói. Mọi người nói có đúng không? Chúng ta đã đến phòng thư ký lấy danh sách, không hề thay đổi gì đúng không nào? Nếu thế này là chi tiêu quá mức vậy bên kia? Diệp Phàm nói một nửa. Các anh có thể so được với phòng thư ký sao? Lúc này, Thứ trưởng Trần giận dữ nói. Không so được là sao? Có phải nói phòng thư ký cao hơn phòng đốc tra văn phòng trung ương chúng tôi không? Vì họ xếp trước phòng đốc tra chúng tôi, nên chúng tôi kém hơn một bậc à? Cho nên,
quà Tết cũng phải phát kém hơn một bậc. Cái này, không hiểu là quy định ở đâu. Nếu có thật, thì tôi sẽ tuân theo chỉ thị của Thứ trưởng Trần, lập tức sửa lại quà Tết. Hơn nữa, nếu phải sửa đó cũng không phải là thừa nhận chúng tôi kém hơn một bậc. Thứ trưởng Trần, làm như vậy có chút khó nói đấy. Phòng ban có cấp bậc, vậy lãnh đạo phân công quản lý cũng có cấp bậc đúng không? Diệp Phàm cố ý nói, các đồng chí phòng đốc tra cũng bình tĩnh ngồi xem kịch. Tuy nhiên, Trần Thiên Hòa hiểu, những người này chắc hẳn có người đang thầm oán mình. Trần Thiên Hòa đầu căng lên. Không thể ngờ vốn định mượn cơ hội chỉ Diệp Phàm một chút, không ngờ lại tự chôn mình. Lão Trần có lúc này thực sự chút hối hận, tự nhiên lại chạy đến đây làm gì chứ? Diệp Phàm cũng biết, phòng thư ký đứng đầu trong văn phòng Trung ương bởi vì, phòng thư ký trực tiếp phục vụ lãnh đạo Trung ương, cấp bậc rất cao. Nói không chừng có thư ký được vị cửu thường nào thấy hợp ý, địa vị của thư ký đó tự nhiên sẽ được nâng cao. Cho nên, phòng tài vụ rất sủng ái phòng thư ký. Tiền cấp lúc nào cũng nhiều nhất, phúc lợi, tiền thưởng đương nhiên cũng nhiều hơn. Điều này các đồng chí trong văn phòng Trung ương đều biết, nhưng chẳng ai dám đứng lên lý luận. Chẳng qua hôm nay Trần Thiên Hòa xui xẻo, gặp phải đồng chí Diệp Phàm không đầu óc. Hơn nữa Diệp Phàm rất thâm, lợi dụng cấp bậc của các phòng ban bên dưới. Phân công quản lý cũng phân cấp bậc, âm thầm châm chọc Trần Thiên Hòa là thứ trưởng ở văn phòng Trung ương. Nhưng chỉ là lãnh đạo quản lý một phòng ban cấp thấp thôi. Đây gọi là anh bức tôi làm theo cấp bậc là anh đang tự làm mất mặt mình. Đồng chí Diệp Phàm, anh hiểu lầm rồi, các phòng ban trong văn phòng Trung ương đều cùng cấp, không ai cao hơn ai. Xã hội này là xã hội bình đẳng mà. Trần Thiên Hòa la lớn. Có lẽ là tôi hiểu lầm, tuy nhiên, nếu đều bình đẳng, vậy thì quà Tết của chúng tôi căn cứ theo đúng danh sách bên phòng thư ký, có được không? Diệp Phàm nói nửa câu, nhìn chằm chằm Trần Thiên Hòa. Có thể phát, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các anh phải có điều kiện kinh tế. Được rồi, các anh cứ phát đi, tôi đi đây. Trần Thiên Hòa có chút xấu hổ cười cười, xoay người định đi. Chủ nhiệm Phong, tặng quà cho Thứ trưởng Trần và Thư ký Lưu. Diệp Phàm nói với Phong Nhất Tú, đúng lúc này, đồng chí một trẻ tuổi từ cửa mặt mày rạng rỡ đi vào. Là tiểu vệ à? Trần Thiên Hòa đổi sắc, lập tức chào hỏi. Người thanh niên trẻ tuổi này là Vệ Chí Kiệt, là thư ký chuyên trách của Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Trung ương Khâu Hoa. Ở Văn phòng Trung ương cũng là nhân vật phong vân, bởi vì chủ của người ta là Khâu Hoa, còn kiêm chức Chánh Văn phòng Chủ tịch Đường, là đại quản gia bên cạnh Chủ tịch Đường. Thư ký Vệ, xin chào. Diệp Phàm cũng gật đầu chào hỏi, nhưng thật ra không biết Vệ Chí Kiệt, vừa đến Văn phòng Trung ương liền vội vàng đến Giang Đô. Cũng không rảnh để mà để ý đến mấy thư ký nhỏ này. Chủ nhiệm Diệp, nghe nói các anh mới từ dưới về, vì chi phí điều tra khá lớn, nên giờ ngân sách đã hết tiền. Còn thiếu 500.000, nên chủ nhiệm Khâu bảo tôi tới nói với anh một tiếng, vấn đề tam nông của Giang Đô, ông ấy trực tiếp phê chuẩn cho bên anh 500.000. Các hóa đơn chi phí của bên anh ở tỉnh Giang Đô có thể sử dụng 500.000 này. Tiền đã từ phòng tài vụ chuyển đến, thủ tục phải bổ sung một chút. Thư ký Vệ mỉm cười nói. Nói xong vô ý liếc mắt nhìn Trần Thiên Hòa. Diệp Phàm quan sát, chắc hẳn là cấp trên thấy Trần Thiên Hòa này quá mức, rõ ràng là muốn ức hiếp một người mới vào văn phòng Trung ương như hắn. Cho nên, chủ nhiệm Khâu ra ta, dùng 500.000 này để chỉnh Trần Thiên Hòa. Kỳ thực, ở văn phòng Trung ương, Trần Thiên Hòa và Khâu Hoa không hợp nhau. Hai người, đều có hai tập đoàn. Họ Khâu đương nhiên theo Đường, còn Trần Thiên Hòa đương nhiên theo Yến Vân. Mà Khâu Hoa như thế tương trợ Diệp Phàm, cũng không phải Khâu Hoa đối xử tốt với Diệp Phàm. Chỉ coi Diệp Phàm là con cờ để trị Trần Thiên Hòa mà thôi. Dù sao, Diệp Phàm cũng là phòng một phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch Đường, Trần Thiên Hòa cũng nên nể mặt một chút đúng không? Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ. Cảm ơn chủ nhiệm Khâu đã quan tâm, Nhất Tú, cô tặng quà xong thì đích thân đi xử lý việc này nhé. Diệp Phàm chỉ thị Phong Nhất Tú. Phong Nhất Tú đáp. Trực tiếp sắp xếp vài người đi với Trần Thiên Hòa. Cái này, là quy cũ, Trần Thiên Hòa cũng không tiện cản trở. Nhưng, đáng lẽ quà mừng là phải đưa trực tiếp đến nhà lãnh đạo. Đâu thể làm thế này, nhưng Trần Thiên Hòa cũng đành phải căn răng chịu đựng. Thứ trưởng Trần, chủ nhiệm Diệp có cẩn thận dặn dò, đây là danh sách quà Tết, mời anh xem qua. Phong Nhất Tú đưa ra một tờ giấy nói. Không cần,
Các cô vất vả rồi, mau về đi. Trần Thiên Hòa đuổi Phong Nhất Tú như đuổi ruồi. Tuy nhiên, đợi họ đi rồi ánh mắt Trần Thiên Hòa vẫn vô ý lướt qua hai giỏ quà. Không ngờ phòng đốc cha tặng quà cho mình y hệt như thư ký Lưu Tiểu Vân. Năm ngoái đâu có như vậy, bản thân mình là một thứ trưởng sao lại ngang hàng với một thư ký nhỏ. Trần Thiên Hòa tức giận, tên Diệp Phàm, dám đánh đồng ông đây với một tên thư ký. Đem đi, ném bên kia đi. Trần Thiên Hòa tức giận, đá giỏ quà, hừ giọng nói với thư ký Tiểu Lưu. Chương 2037, Kiều báo quốc đỏ mắt. Nghe nói sang năm tới đồng chí Lưu rời chỗ của Trần Thiên Hòa, bị điều đến một nơi hẻo lánh làm phó chủ tịch huyện, còn Trần Thiên Hòa lại thay thư ký mới. Phó chủ tịch huyện Tiểu Lưu dĩ nhiên buồn bực, vốn là muốn tiếp tục đi theo Trần Thiên Hòa thêm một năm nữa, sau khi được thăng lên cấp cục trưởng rồi, ít nhất chức bí thư huyện ủy cũng không quá khó khăn gì. Không ngờ chả biết vì lỗi gì, mới đó mà đã bị Trần Thiên Hòa đẩy xuống làm phó chủ tịch huyện. Đương nhiên, Tiểu Lưu gặp vạ lây, chỉ là vật hy sinh trong cuộc vật tay của Diệp Phàm với thứ trưởng Trần mà thôi. Không lâu sau, Phong Nhất Tú đã trở lại. Nếu chủ nhiệm Khâu đã cấp xuống 500.000, cuối năm chúng ta cũng còn khoản tiền tiết kiệm. 1 triệu của cục trưởng Lang chúng ta trả lại cho họ đi. Diệp Phàm nói, tiền của Lang Phá Thiên có thể phỏng tay, trả sớm chừng nào tốt chừng đó. Lúc nãy mượn chỉ để chỉnh Trần Chấn Đông một chút mà thôi. Tôi lập tức sắp xếp một đồng chí ở phòng tài vụ đi giải quyết. Phong Nhất Tú đã gọi điện cho phòng tài vụ. Một lúc sau phòng tài vụ gọi điện đến, Phong Nhất Phong sau khi một hồi, vẻ mặt kinh ngạc nói với Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, chúng ta chỉ trả 500.000. Chỉ trả 500.000, phải mượn 1 triệu sao? Không phải cục trưởng Lang thấy chúng ta khó khăn, nên quyên tặng 500.000 cho chúng ta đón Tết chứ? Diệp Phàm thật sự hơi kinh ngạc, hỏi. Trong lòng nghĩ quan hệ của mình với Lang Phá Thiên khá thân thiết nên điều đó cũng có thể xảy ra. Làm như vậy sao được? Bởi vì, Lang Phá Thiên lúc trước cũng có nói khoản tiền này là để bảo vệ sự an toàn của lãnh đạo Trung ương, không thể chi vào việc khác, cái đó, dự án khác nhau, ý nghĩa cũng khác nhau. Huống chi Lang Phá Thiên biết mình có tiền, đừng nói là vài trăm ngàn, có vài trăm triệu thì cũng bỏ ra được. Cần gì phải cướp thịt từ trong miệng con hổ đoàn nội vệ? Không phải, tôi đã hỏi bên kia rồi. Nói là lúc nãy, chủ nhiệm phòng tài vụ Trần Chấn Đông có chỉ thị trực tiếp cấp 500.000 cho cục cảnh vệ. Nghe nói bên phòng đốc cha vay tiền của cục cảnh vệ, nên đã thay phòng đốc cha trả trước 500.000. Diệp Phàm vừa nghe thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Biết mình đã liên kết với Phong Nhất Tú biển thủ thành công 500.000. Trần Chấn Đông nghĩ lại, cảm thấy vẫn không ổn, cuối cùng vẫn tặng không 500.000. Đương nhiên là vì che đậy, lão già này trước tiên nói là thay phòng đốc cha trả nợ trước. Cái này cũng là tín hiệu cuối cùng Trần Chấn Đông gửi cho mình. Cũng có nghĩa là, lão ta cấp 500.000 cuối cùng, còn lại 500.000 thì phòng đốc cha phải tự trả lấy. Tôi thực sự cảm ơn chủ nhiệm Trần. Chủ nhiệm Trần thật tốt, đã suy nghĩ chu đáo giúp phòng đốc cha chúng tôi. Diệp Phàm tự mình nói, cười he he gọi điện thoại cho Trần Chấn Đông biểu thị sự cảm tạ. Đương nhiên, Trần Chấn Đông bên kia đang khạc ra máu. Cảm tạ cái rắm, mày thật ra chỉ là thằng lừa gạt. Một kẻ khốn kiếp, gác máy, Trần Chấn Đông tức không chịu nổi chạy vào nhà vệ sinh hét lên vài tiếng. Lão quăng mấy cái khăn mặt, lập tức dội mấy gáo nước lạnh mới cảm thấy tốt hơn một chút. Kỳ lạ, bình thường chủ nhiệm Trần rất sợ lạnh. Không thể tưởng tượng được trong cái khí trời khoảng 10 độ C như hôm nay mà lão lại hạ mình xuống tắm nước lạnh. Ngay cả chủ nhiệm Trần cũng bị chính cái điên cuồng của mình dọa cho kinh hãi một trận. Đi ra từ phòng vệ sinh gã nhìn chằm chằm vào cái vòi nước lạnh như băng kia mà lòng vẫn kinh hãi. Buổi chiều 4 giờ, Diệp Phàm mới hoàn thành xong công việc. Đi ra khỏi văn phòng trung ương hắn không kìm được một tiếng thở dài, cả người nhẹ nhõm bước xuống. Buổi tối phải tới đại viện Kiều gia ăn cơm. Vốn định về nhà ăn cơm tất niên với ba mẹ ở huyện Tứ Xuyên, thế nhưng xem ra không kịp rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã đặt chuyến bay tối, ăn cơm tối xong sẽ dẫn theo Kiều Viên Viên về nhà đón năm mới. 5 giờ Diệp Phàm từ Hồng Diệp Bảo, đi thẳng đến đại viện Kiều gia. Buổi tối thời tiết thật đẹp trời không có tuyết, tuy nhiên, xung quanh tường viện lớp tuyết phủ từ hôm qua vẫn chưa tan hết. Hai cảnh sát vũ trang đứng gác cửa vừa thấy Diệp Phàm đều cười chào hỏi chủ nhiệm Diệp. Mỗi người một gói, đón năm mới.
Diệp Phàm cười lấy từ trong túi hai bao thuốc lá loài đặc cung vứt cho hai cảnh sát vũ trang đang canh cửa. Cảm ơn chủ nhiệm Diệp. Cảnh sát vũ trang đó cười he he nói. Bởi vì từ trước đến nay chủ nhiệm luôn là người hào phóng, hai vị cảnh sát vũ trang đó trong lòng cũng khâm hục lắm. Có người khác đến không? Dù sao cũng quen thân rồi, Diệp Phàm nói. Đương nhiên muốn biết tối nay đại viện Kiều gia có ai trở về ăn cơm giao thừa không? Đừng coi thường những người trông cửa, quen thân rồi cũng có thể lấy được rất nhiều thông tin quan trọng từ chỗ anh ta. Chẳng hạn như tối nay có khách quý không, người Kiều gia có về đông đủ không, còn có khách lạ nào đang chờ không? Ngoại trừ ủy viên Kiều và bộ trưởng Kiều gia, cô em gái Kiều Nhã Lệ của họ cũng đã về rồi, còn có cả nhà cô ấy. Những người khác không có. Chấm, một cảnh sát vũ trang nói. Ừ. Diệp Phàm gật đầu rồi đi vào đại viện Kiều gia. Phát hiện Kiều Viễn Sơn và Kiều Hoành Sơn ngồi ở hai bên trái phải của chiếc ghế dành cho chủ nhân ở giữa đại sảnh. Chủ nhân ngồi trên chiếc ghế đó chính là ông cụ Kiều gia Kiều Quân Đỉnh cùng với bà xã Thái Như Tú. Kiều Quân Đỉnh rất ít khi xuất hiện, chỉ ngày lễ ngày Tết mới xuất hiện ở đại sảnh. Bình thường thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa, cả đời ông cụ chỉ ngồi lên được chức chủ tịch huyện, cấp bậc cũng không cao. Còn bà xã của lão Thái Như Tú là một giáo viên bình thường. Dù Kiều Quân Đỉnh làm chủ tịch huyện, lão cũng không buộc bà xã đổi nghề. Thái Như Tú giảng dạy cả đời. Hai con người ấy cũng ân ái cả đời, hơn nữa, bằng lòng sống cuộc sống tầm thường cả đời. Chiếc ghế thứ hai bên trái ghế Thái Sư là cô em gái út Kiều Nhã Lệ và chồng Tăng Thủy Hưng. Tăng Thủy Hưng ở doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm phó tổng, đối chiếu với bên chính phủ cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Ở trong này, Diệp Phàm phát hiện một điều không ngờ tới. Người này chính Kiều không thành em họ của Nhị Kiều, lúc ấy đã từng học chung với Diệp Phàm ở trường Đảng Trung ương. Mà Diệp Phàm đảm nhiệm chức lớp phó, Kiều không thành cũng là ủy viên trong ban cán bộ lớp nâng cao của trường Đảng, người này hiện đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố tại thành phố Phổ Hải. Thành phố Phổ Hải là thành phố trực thuộc Trung ương, phó chủ tịch thành phố cũng là cán bộ cấp phó tỉnh. Bên dưới là đám tiểu bối của Kiều gia, như Kiều Thế Hào và Kiều Báo Quốc. Còn có Kiều Thanh Dương, Kiều Viên Viên, cùng với Kiều Quyên em gái Kiều Thế Hào. Đương nhiên, có thể có tư cách ngồi ở đây đều là những người có thân phận tương xứng với Kiều gia. Hơn nữa, là những họ hàng thân thích nhất. Thấy Diệp Phàm tiến vào, Kiều không thành vẻ mặt nhiệt tình tiến lên chào hỏi đầu tiên. Chủ nhiệm Diệp đến rồi. Kiều không thành không phải trực hệ với Kiều gia, cho nên so với Diệp Phàm thì có họ xa hơn với Kiều gia. Cho nên ở Kiều gia mặc dù anh ta đã là cán bộ cấp thứ trưởng, trừ Nhị Kiều gia là người có cấp bậc cao nhất ở Kiều gia. Nhưng, ở Kiều gia, Kiều không thành là người rất khiêm tốn. Trong lòng anh ta hiểu rõ, không có Nhị Kiều, Kiều không thành chẳng là cái gì cả. Ha ha, chúng ta là bạn học cũ mà. Diệp Phàm cũng cười tủm tỉm giơ tay bắt tay Kiều không thành. Lúc trước ở lớp nâng cao trường Đảng Trung ương, Kiều không thành không hiểu được mối quan hệ của Diệp Phàm với Kiều gia. Cho nên, với Diệp Phàm có thái độ không lạnh cũng chẳng nhạt. Sau lại mặc dù là hiểu được, nhưng, thời điểm đó Diệp Phàm tuy là một cán bộ cấp phó giám đốc sở ở Việt Đông. Cho nên cũng chẳng coi trọng lắm. Hiện tại đã khác, vị trí mà Diệp Phàm ngồi lên khiến nhiều cán bộ địa phương phải ghen đỏ mắt. Kiều không thành tự nhiên cũng hạ thấp mình. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Diệp Phàm tiến đến chào hỏi ông cụ cùng với Nhị Kiều đánh, đang định ngồi sau, nhưng, Kiều Thế Hảo vỗ chỗ bên cạnh nói. Diệp Phàm, lại đây ngồi. Ở Kiều gia, Diệp Phàm chơi thân nhất với anh họ Kiều Thế Hảo của Viên Viên. Còn quan hệ giữa Kiều Báo Quốc anh ruột Kiều Viên Viên với Diệp Phàm lại không tốt lắm. Hai người trước kia còn vật tay qua lại, sau này dù nói đã giảng hòa rồi. Nhưng, hiện tại hai người cũng đang âm thầm phân cao thấp. Kiều Báo Quốc hiện tại đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu Nam Lĩnh tỉnh Nam Phúc, cũng là cái địa phương nghèo rất mùng tơi. So với vị trí hiện tại của Diệp Phàm, thì có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cho nên tâm trạng của Kiều Báo Quốc rất phức tạp, ngồi cùng bà xã Tô Hương Lĩnh liếc nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt chẳng nở một nụ cười. Hơn nữa, thấy Kiều Thế Hào xích xuống một ghế, nhường ghế của mình cho Diệp Phàm. Kiều Báo Quốc còn nhíu mày, cái này tuy nói chỉ có là một động tác nhỏ, nhưng ý nghĩa khác nhau. Tất nhiên là Kiều Thế Hào đặt vị trí của Diệp Phàm quan trọng hơn mình, tuy nói trong nhà ngồi khá tùy tiện. Nhưng, thế hệ trước cùng thế hệ sau đều biết, kỳ thật,
vị trí trong nhà cũng phân cấp bậc cao thấp. Diệp Phàm dò xét, thấy ghế thể hiện theo cấp bậc. Thế Hào, ghế của anh thì anh cứ ngồi đi, túi của em còn chưa có chỗ để đây này. Kiều Báo Quốc liếc mắt nhìn Kiều Thế Hòa một cái, không kìm nổi nói ra. Bởi vì, y vốn ngồi ở phía dưới Kiều Thế Hào. Hơn nữa giữa hai người còn có một chiếc ghế trống khoảng không một phen ghế dựa. Trên ghế đang đặt chiếc cặp của Kiều Bá Quốc. Kiều Thế Hào muốn xịch xuống nhường ghế cho Diệp Phàm, nên, thuận tay đem túi da của Kiều Bá Quốc đặt lên đầu gối của Kiều Báo Quốc. Báo Quốc, em treo lên dùm anh. Bà xã Kiều Báo Quốc, Tô Hương Linh vội đứng lên nói đưa tay định cầm lấy túi da. Em nhiều chuyện cái gì? Kiều Báo Quốc mặt trầm xuống, không có ý đưa túi. Diệp Phàm vừa nhìn đã biết, hóa ra là Kiều Bá Quốc thấy người anh họ Kiều Thế Hào tôn sùng mình, còn chủ động nhường ghế. Trong lòng thằn nhãi này ghen tức đến đỏ mặt. Cũng khó trách, giờ Diệp Phàm đường đường là chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương, phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch. Trong khi đó Kiều Báo Quốc vẫn còn đang lăn lộn với chức chủ tịch địa khu Nam Lĩnh tỉnh Nam Phúc. Ngay cái chức bí thư địa ủy còn chưa với tới, đương nhiên trong lòng không thoải mái. Ha ha, tôi treo cho ngài. Kiều Thế Hào vừa thấy cũng cảm thấy có chút thú vị cười đưa tay qua. Một cái túi da nhỏ như này em sao dám làm phiền anh đường đường là Kiều Đại Sư trưởng mà. Kiều Báo Quốc mãi mới nói móc được một câu, sau đó đưa cho bà xã Tô Hương Linh, ra hiệu cô đi treo lên. Diệp Phàm giả bộ như chưa nhìn thấy hành động của Kiều Báo Quốc, đặt mông xuống chiếc ghế Kiều Thế Hào đã nhường, hơn nữa, còn vắt chéo chân. Chương 2038 chứ Kiều Viễn Sơn thay đổi rồi. Thế Hào, đặc huấn ở bên báo săn xong rồi. Sư đoàn Hồng Kiếm các anh đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Diệp Phàm thuận miệng cười hỏi. Những cái phải chuẩn bị thì đương nhiên phải chuẩn bị rồi, chỉ có điều nhân viên rất khó chuẩn bị đầy đủ ngay lập tức. Hơn nữa nhiều cao thủ như vậy rất khó tìm. Kiều Thế Hào thở dài. Có bác cả ở đây, có gì mà không giải quyết được? Diệp Phàm nói. Có một số việc ông ấy cũng không tiện ra tay, chẳng hạn như chúng ta đi tìm người, người ta cũng có ý kiến. Huống chi chúng ta đều rõ, phương diện nhân sự, khắp nơi đều rối rắm, có khi cũng không phải khan hiếm nhân tài, mà là vì vấn đề thể diện nên người ta che đậy không phô bày ra. Kiều Thế Hào nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Việc của huyện Giang Đô điều tra đến đâu rồi? Điều tra đại khái, cụ thể đợi đến sang năm. Diệp Phàm nói, cũng đúng, một công trình xây dựng vài trăm triệu, đâu có dễ mà điều tra được. Kiều Thế Hòa nói nhỏ, cậu anh không bị phê bình chứ? Không có. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Thật là kỳ lạ. Kiều Thế Hào có chút không hiểu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cậu làm thế nào đối phó được đồng chí họ Trương kia? Đối phó cái rắm, người ta là ủy viên quốc hội, trợ lý thủ tướng. Em chỉ là một chủ nhiệm văn phòng đốc tra sao có thể đối phó hắn. Nếu ba của Viên Viên ra tay xem ra còn được, em thì tuyệt đối không thể. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để lộ ra một số chuyện mờ ám. Đừng đóng kịch với tôi, việc này, chú hai không ra tay. Việc này là do cậu tự đối phó, bằng không họ Trương sao lại tốt như vậy, tuyệt đối không thể. Kiều Thế Hào căn bản không tin, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thực sự là em không cách nào đối phó Viện GC này, anh tin cũng tốt không tin cũng tốt. Anh nói xem, bảo anh thu phục anh có thể thu phục sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Anh và cậu đương nhiên không được, tuy nhiên, phí gia của Phong Diệp Loan nhất định có năng này. Ngay cây cổ thụ đằng trước nhà phí gia, ủy viên Trương cũng phải cúi người. Kiều Thế Hào thản nhiên hừ nói. Tuyệt đối không phải, đã lâu em không qua nhà phí gia rồi. Diệp Phàm lắc đầu khẳng định, Kiều Thế Hào biết những lời của Diệp Phàm là thật, trên khuôn mặt càng nghi hoặc khó hiểu. Ngay sau tên này nói một câu làm Diệp Phàm suýt chút nữa bị nghẹn chết. Kiều Thế Hào ghé sát vào tai Diệp Phàm nói nhỏ. Có phải có bé nhà Phượng gia kia không chịu nổi nên đã ra tay không? Việc này, nhất định không được để Viên Viên biết, bằng không cậu dáng mà chịu đấy. Anh, toàn là bậy bạ, em cũng đã mấy năm chưa gặp cô ấy. Những chuyện trước kia đều không nhớ gì cả. Diệp Phàm nhìn chân chân không nói lên lời, liếc nhìn Trần Thế Hào. Thật không? Kiều Thế Hào vốn không tin, tuy nhiên, Diệp Phàm có chút chột dạ. Tuyệt thế phong tư của Phượng Khuynh Thành kia lại hiển hiện trước mắt, đồ ngốc này thở dài trong lòng không thể vừa có cá vừa có bàn chân gấu được.
Diệp Phàm, đây là trà sâm đã phối chế, anh uống nhiều một chút. Lúc này Kiều Viên Viên cẩn thận bưng một cái cốc trong suốt giống ngói hộp bước qua. Nhìn một ly nước nghi ngút khói nồng đậm mùi sâm trà, trong lòng Diệp Phàm có chút cảm động, đang giơ tay ra nhận thì trước mắt xuất hiện một cánh tay khác rồi. Bàn tay ấy đã lấy tách trà, hừ nói. Anh khát rồi, để anh uống trước. Dĩ nhiên, người này là Kiều Báo Quốc. Anh sao có thể tự nhiên cướp trà của người ta uống? Kiều Viên Viên có chút giật, liếc nhìn Kiều Báo Quốc một cái. Hừ, anh uống của em một tách trà mà em đã ý kiến như vậy phải không? Anh em ruột thịt mà keo kiệt như vậy sao? Kiều Báo Quốc mặt sầm lại, hừ nói. Báo Quốc, tách trà này là người ta pha cho Diệp Phàm. Lúc này, Tô Hương Linh nhìn không nổi, bèn lên tiếng. Phải không? Kiều Bá Quốc giả bộ kinh ngạc hỏi một câu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Ha ha, trả lại cho cậu. Nói xong thì đưa sang, Diệp Phàm đưa tay ra lấy, thịch một tiếng, chén trà lại rơi xuống đất, do chén trà dày nên không vỡ. Sâm Trường Bạc cùng với chén trà rơi thịch xuống sàn nhà. Anh làm cái gì vậy? Kiều Viên Viên thiếu chút nữa thì hét lên. Ngại quá, do nó cầm không chắc. Kiều Bá Quốc chỉ vào Diệp Phàm nói, lúc này ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn sang. Báo Quốc, cậu đang làm gì vậy? Kiều Thế Hào có chút tức giận, Kiều Báo Quốc đã hai lần kiếm chuyện rồi. Quái, Diệp Phàm cầm không chắn sao mọi người lại hỏi em làm gì? Kiều Báo Quốc vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói, giống như thực sự chẳng có chuyện gì cả. Được rồi, cầm không chắc thì thôi, thu dọn một chút thôi mà. Kiều Hoành Sơn cười ba phải, ngầm liếc mắt một cái, không nhịn được nói một câu. Ai, tiếc cho gốc sâm 50 năm tuổi. 50 năm, Viên Viên, con kiếm đâu ra vậy? Kiều Viễn Sơn nhướng mày, hỏi. Bác cả cho con. Kiều Viên Viên liếc mắt nhìn Kiều Hoành Sơn một cái, thuận miệng nói. Kiều Viễn Sơn vừa nghe, quay đầu lại nhìn anh trai Kiều Hoành Sơn. Ha ha, đâu phải là tôi tặng, căn bản là cô con gái bảo bối của cậu cướp đi đấy chứ. Mấy hôm trước tôi tới thư phòng dạo loanh quanh một vòng, không ngờ để cho nó phát hiện ra gốc nhân sâm núi Trường Bạch lâu năm này. Đây là tôi một người bạn cũ ở núi Trường Bạch tặng. Nghe nói để đào được nó chiến hữu cũ của tôi còn bị mất một cái răng đấy. Vì chỗ đó địa thế rất cao, sinh trưởng ở vách núi. Cậu phải buộc dây thừng mới có thể lên được, đào sâm là việc rất khó. Cái này bị độ rồi, hư hết, đổ cả ra nhà, đáng tiếc thật. Kiều Hoành Sơn lắc đầu có chút tiếc nuối. Nhìn thấy không, là nhân sâm 50 năm đấy, còn phải dụng cả răng, người ta cũng chẳng dễ dàng gì. Diệp Phàm, về sau cậu nên cẩn thận một chút, ngay một chén trà cũng cầm không nổi, chân tay quá lóng ngóng rồi. Hiện giờ nơi công tác của cậu đã khác trước, nếu ở văn phòng chủ tịch mà pha trà như vậy không phải tốt đâu. Viên Viên, em phải khuyên chú ấy ổn định tinh thần mới đúng. Kiều Báo Quốc lên giọng huynh trưởng giáo huấn tiểu đệ, Kiều Thế Hào ngồi bên nghe thấy bèn nhíu mày lại, trong lòng thầm kêu tiếng hẳn là tiêu rồi. Kiều Thế Hào đang muốn khuyên Diệp Phàm, có điều, Diệp Phàm đã ra tay rồi. Hắn ngồi xổm xuống nhặt sơn sâm ở dưới đất lên, nhìn, nói. 50 năm, xem này, cọng sâm dâu dài như vậy, còn có màu đỏ, giống dâu cá chép. Lão sơn sâm này đúng là bảo bối, không thể lãng phí. Vậy để nó phát huy chút nhiệt lượng thừa đi. Vừa nói xong, Diệp Phàm đi đến trước mặt Kiều Báo Quốc. Bốp, một tiếng động vang lên, mọi người thấy Diệp Phàm lấy sơn sâm kia vỗ vào bàn trà trước mặt Kiều Báo Quốc. Đợi Diệp Phàm thu tay về, ai ya. Lập tức, mấy người nhà Kiều gia không chịu được, thất thanh kêu lên. Bởi vì, củ sâm đã được Kiều Viên Viên cách thủy rất nhuyễn rồi nên củ sơn sâm mang theo chòm dâu bị Diệp Phàm ném lên bàn trà bên. Giống như chiếc bàn trà mỹ nghệ kỳ dị được khảm nhân sâm. Hơn nữa củ sâm kia không có chút thương tổn nào, ngay cả chòm dâu đều được tản ra khảm trên bàn trà. Phải biết rằng bàn trà của nhà Kiều gia làm bằng gỗ lim, muốn cho nhân sâm mềm như vậy khảm được trên gỗ lim cứng, đây là khái niệm gì, bình thường dùng đinh sắt cũng khó có thể đóng vào được. Tặng cho anh Kiều Báo Quốc chủ tịch địa khu, sau này anh nhìn thấy nhân sâm này xem như gặp được Diệp Phàm em. Nhân sâm sinh, hy vọng anh thuận lợi trên con đường của mình, mỗi một bước đều phải đắn đo, phải cẩn thận. Bằng không, nó nát đi đấy. Mà nhân sâm này, sâm ở trong tay em, chơi thế nào cũng chẳng nát được. Diệp Phàm một ngữ hai ý nghĩa,
dùng nhân sâm đồng âm với nhân sinh. Để giáo huấn Kiều Báo Quốc một phen. Không nhọc cậu vướng bận, cậu tự quan tâm đến mình đi. Nhân sinh, sâm của Kiều Báo Quốc tôi sẽ càng đi càng to, càng trải càng rộng. Kiều Báo Quốc phản kích Diệp Phàm, cũng dùng nhân sâm sinh. Tốt lắm, nhân sinh phải dựa vào chính mình đi. Đắn đo nhân sinh phải đi đường lớn mới là cuộc đời, được rồi, không nói, ăn cơm đi. Lúc này ông cụ Kiều vốn không mở miệng, Kiều Quân Đỉnh mở to mắt, mắt lão có chút lồi ra, thản nhiên mở miệng. Tuy nhiên, tất cả mọi người trở về vị trí cũ, ông cụ Kiều nói những lời này. Hình như cảnh cáo Kiều Báo Quốc, nhân sinh phải đi, đường lớn, chứ không phải chỉ bằng việc quảng chén trà là có thể được việc. Hình như cũng là đang nhắc nhở Diệp Phàm, chỉ dùng vũ lực thôi cũng không giải quyết được nhân sinh. Đây chỉ là thủ thuật nhỏ. Thời đại ngày nay phải dùng cái đầu không phải dùng nắm đấm. Đó là hành vi lỗ mãng. Trên bàn cơm mọi người ăn cơm rất quy củ, chỉ ngẫu nhiên nghe được nhị kiều của Kiều gia tán gẫu chút việc vặt vãnh không liên quan tới đại sự. Mặt khác bọn tiểu bối cũng không nói gì nữa. Cơm nước xong Kiều Viễn Sơn vừa dùng khăn lau miệng, vừa nói với Diệp Phàm. Đến thư phòng của ba một chút, con còn phải lên máy bay, chúng ta giờ lên luôn nhé. Vào thư phòng. Kiều Viên Viên pha xong trà liền lui ra ngoài. Nhìn thấy bức tường sau lưng Kiều Viễn Sơn, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện. Chữ Kiều Viễn Sơn trên tường không ngờ đã đổi thành hai chữ, nghiêm túc. Nghiêm túc, cái này đại diện cho cái gì? Diệp Phàm trong lòng cân nhắc, thấy hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vách tường ngơ ngẩn, Kiều Viễn Sơn không ngờ không hé răng, xem ra là muốn cho Diệp Phàm thời gian để giảm sốc. Khoảng 2 phút sau, Kiều Viễn Sơn uống một ngụm trà hỏi. Đã hiểu chưa? Không hiểu ạ. Diệp Phàm thành thật lắc đầu. Ha ha, bình thường. Kiều Viễn Sơn hơi gật gật đầu. Bình thường, là có ý gì? Chẳng lẽ mình xem không hiểu thì là bình thường, lão Kiều thật đúng biết tỏ ra huyền bí a. Diệp Phàm trong lòng oán thầm lão Kiều một câu. Chuyện của Giang Đô nghiêm túc không? Kiều Viễn Sơn ra vẻ rất tùy tiện, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghiêm túc? Diệp Phàm gật đầu nói. Nếu rất nghiêm túc, vậy bản thân con có nghiêm túc không? Ánh mắt Kiều Viễn Sơn sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khiến tên này trong lòng có chút sợ hãi. Giống như, ánh mắt đồng chí lão Kiều có thể xuyên thủng tâm tư mình vậy. Con luôn rất nghiêm túc, tuy nhiên, có một số việc thân bất do kỷ được. Diệp Phàm nghĩ tới việc Tề gia, thuận miệng đáp. Làm bừa bãi. Kiều Viễn Sơn đột nhiên khoát tay chặn lại, thiếu chút vứt điếu thuốc đang kẹp trong tay. Xem ra lão Kiều dùng sức quá mạnh, chứng tỏ, trong lòng lão có chút không khống chế được. Diệp Phàm hiểu, lão không hề hài lòng với cách xử lý việc ở Giang Tô của Diệp Phàm. Diệp Phàm không hé răng, chờ đồng chí lão Kiều giải thích một chút. Không phải chơi cái trò khôn vặt nữa, trên đời này không chỉ Diệp Phàm là người thông minh. Ở Trung Quốc chúng ta, trong thể chế chung, người thông minh hơn anh nhiều lắm. So về kinh nghiệm, anh không bằng lão già này, so với năng lực. Anh cũng chỉ thuộc hạng trung bình, còn không đạt được mức ưu tú. So về đấu trí, anh càng khiêm tốn hơn một chút, so về tính tình, hở chút là anh có thể to tiếng với người khác, quá ngang bướng, các anh đến đây đi, tôi không sợ. Kiều Viễn Sơn nói, suýt chút nữa là làm cho Diệp Phàm hồ đồ. Chương 2039, quá trọng tình cảm thì không ổn. Con không dở trò khôn vặt. Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu. Không khôn vặt, điểm yếu của con chính là quá trọng tình cảm, hiểu chưa? Kiều Viễn Sơn lạnh lùng hừ nói. Dạ, điểm này con hiểu. Con đúng là một người trọng tình cảm, chuyện ba muốn nói chính là chuyện của Giang Đô và Tề gia đúng không ạ? Diệp Phàm lúc này cuối cùng xem như cũng đã hiểu rồi. Con nghĩ lại đi, nếu con chỉ lo cho Tề gia mà quên mất bản thân mình. May là lần này con không sao, nếu thực sự bị sao. Trương Hướng Đông đã sớm giơ đại đao lên. Con có thể chống đỡ được mấy đao, con tự nói xem. Có lẽ, chỉ một đao cũng có thể khiến cho toàn bộ nỗ lực của con trong mấy năm qua đổ xuống sông xuống biển. Diệp Phàm, làm chuyện gì cũng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Có suy nghĩ mới đi được bước đầu, làm mà không nghĩ, đó là hành vi ngu ngốc. Suy nghĩ rồi mới làm đó là sự lựa chọn sáng suốt. Khổng lão phu tử chẳng phải đã từng nói. Học nhi bất tư tắc phóng, tư nhi bất học tắc đãi. Tin là không cần ba giải thích, một sinh viên đại học như con chắc chắn cũng hiểu được ý tứ của nó.
Cổ nhân còn hiểu được đạo lý này, đặc biệt là trong trường hợp liên quan đến việc đại sự trong cuộc đời, con không thể xử trí theo cảm tính. Xử trí theo cảm tính đó chính là kết quả của việc kích động mà không suy nghĩ. Trong thể chế, con nhìn thấy dường như rất nhiều việc đều máu lạnh. Ví như, nói đến quan hệ của con và Phí Gia nhé, hai bên có vẻ vẫn ổn. Nhưng Phí Mãn Thiên đã làm gì? Con ra sức vì anh ta, cuối cùng, lúc Yến Xuân Lai giơ dao mổ lên, thì anh ta im lặng. Mà Kiều gia chúng ta cũng im mồ lặng, lúc đó chắc chắn trong lòng con cũng mắng ba cả nghìn lần. Cho rằng Kiều Viễn Sơn này không nể tình thân, Kiều gia toàn bộ đều máu lạnh. Kỳ thật, con đứng ở góc độ của ba, dùng tư duy logic suy nghĩ một chút. Nếu vì chuyện của con mà ảnh hưởng đến cả một gia tộc như Kiều gia, ba khẳng định sẽ chọn cách im lặng. Con có hiểu được ý của ba không? Kiều Viễn Sơn rất thẳng thắn nói tâm tư của mình với Diệp Phàm. Đây là sự khác nhau giữa đại cục và tiểu cục. Ba nói việc con không đứng trên quan điểm bình thường để giải quyết chuyện của Giang Đô, quá nặng tình cảm của Tề gia mà xem nhẹ lợi ích của bản thân. Diệp Phàm nói. Con nói xem đúng không? Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói. Con cũng biết như vậy là không đúng. Tô gia đã vì chuyện con bị Trương Hướng Đông bắt vào lãnh cung mà tự nguyện làm việc gì đó, nhưng con lại không thể đền đáp Tề gia như vậy. Bởi vì Diệp Phàm con không giống bọn họ, con coi trọng tình anh em. Ví dụ như việc của báo quốc, anh ấy luôn có ý kiến với con. Ba xem, con có lúc nào để bụng không, bởi vì, anh ấy là anh trai của Viên Viên. Cho dù báo quốc đối xử với con như nào, con tuyệt đối không động đến anh ấy. Diệp Phàm nói. Thôi vậy. Không nói chuyện này nữa, ba biết cũng không đả thông tư tưởng cho con được. Tuy nhiên, hy vọng sau này khi gặp phải sự việc như vậy, đại sự liên quan đến tiền đồ của con, nhất định phải xử lý cẩn trọng. Kiều Viễn Sơn khoát tay, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Ông ta nói, rèn luyện công tác của văn phòng trung ương đối với con rất quan trọng, con càng phải chú ý tới từng lời nói, hành động. Tuy nhiên, nhắc đến báo quốc, nói thật, hoài bão của nó không bằng con. Ba vẫn phê bình nó suốt, nó quá đố kỵ với những thành tựu của con. Kỳ thật, đời người vừa cần một trái tim hùng dũng như dòng nước xiết, nhưng cũng cần một trái tim bình thản như mặt hồ yên ả mới được. Chuyện gì cũng so đo với người khác, cuối cùng chịu thiệt lại chính là mình. Ví dụ như trong thể chế quan trường, chủ tịch chỉ có một. Nếu đồng chí nào cũng đều vì không làm được chủ tịch mà buồn bực, vậy chẳng phải đã buồn bực tới chết rồi sao? Cho nên... cũng có lúc nên biết thỏa mãn vui vẻ mới được. Nhưng biết đủ không có nghĩa là hài lòng với hiện tại. Cuộc đời con người lúc nào cũng phải phấn đấu, cuộc đời như vậy mới là cuộc đời đáng sống. Tuy nhiên, khuyết điểm của con chính là xử trí sự việc quá cảm tính. Có lẽ, đây là bản tính của con. Tuy nhiên, cho dù thế nào, báo quốc vẫn là anh vợ của con. Lúc này nó ở địa khu Nam Lĩnh cũng không được như ý. Còn ở bên tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, mọi chuyện cũng trở nên rất gay gắt. Có những việc, không thể việc gì bên trên bọn ba cũng có thể nhúng tay vào. Sẽ để lại cho người ta ấn tượng không hay là phải dựa vào quan hệ cha chú mới có thể tồn tại được. Có thể nói, lãnh đạo trong thể chế, không ai thích người tài trí bình thường như vậy. Kiều Viễn Sơn tung ra chủ đề. Ý ba là bảo con đi đả thông tư tưởng một chút. Tuy nhiên, Tề Thúc hiện nay đã rời Nam Phúc đến tỉnh Tấn Lĩnh. Mà Thiết Thác trước kia lại đã tới Việt Đông rồi. Bên phía tỉnh Nam Phúc, vừa rồi ba cũng nói, Phí Mãn Thiên đối với con giữ thái độ ôn hòa. Thấy con xui xẻo cũng chỉ giữ thái độ im lặng. Mà chủ tịch tỉnh mới tới thì con không biết, con đã chẳng còn người thân cận nào. Mà con rời khỏi Nam Phúc cũng một thời gian rồi, mạng lưới quan hệ bên đó đã thưa đi nhiều. Thậm chí có thể nói là mất đi kha khá. Diệp Phàm đương nhiên chối. Thật sự là không muốn lại giúp Kiều báo quốc nữa. Bởi vì người này quá là không biết lễ độ, trong lòng Diệp lão đại rất khó chịu. Còn Đoàn Hải Thiên, Kiều Viễn Sơn thản nhiên hừ nói. Ông ta, Diệp Phàm lên tiếng, đau đầu, biết rằng đây đã nằm trong kế hoạch của lão Kiều rồi. Bước tiếp theo của báo quốc là tới làm bí thư của một thành phố hoặc địa khu nào đó. Việc nó làm chuyên viên ở Nam Lĩnh chỉ là một bước đệm. Không thể ở mãi đó, mà chỉ một tay ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc của địa khu cấp thành phố trực thuộc tỉnh Nam Phúc là có thể quyết định việc này mà không cần thông qua ban tổ chức trung ương. Đương nhiên, liên quan tới nhân vật số 1 của thành phố cấp 3, người này cũng phải nằm trong ban tổ chức trung ương. Cho nên,
ban tổ chức trung ương không thể trực tiếp can thiệp việc bổ nhiệm nhân vật số 1 của thành phố cấp 3 phía dưới. Mà ba thì không muốn miễn cưỡng nhúng tay vào, bởi vì, báo quốc là con ba, nếu nó là người ngoài, trong lúc cần ba còn có thể ra tay. Người thân thì phải chú ý tị hiềm. Kiều Viễn Sơn nói, Lô Minh Châu và Đoàn Hải Thiên, một người là người chấp hành điều chỉnh nhân sự cụ thể, một người là lãnh đạo chủ quản tỉnh ủy về việc phân công quản lý nhân sự. Hai người phối hợp cùng nhau, đương nhiên, đối với việc điều chỉnh nhân sự, về một phương diện nào đó cũng có tiếng nói nhất định. Tuy nhiên, hai người bọn họ cũng không phải đồng lòng. Cho nên, tính liên kết không lớn. Bằng không, còn đã có thể thử nói chuyện của báo quốc với Bộ trưởng Minh Châu. Diệp Phàm nói, hai bọn họ không thể đồng lòng, nhưng, người trung gian như con là rất quan trọng. Con, Lô Vĩ và Tề Thiên chẳng phải là ba anh em sao? Mà con rể Trần Quân của Đoàn Hải Thiên là người giúp việc thân cận của con. Cho nên, vì chuyện của báo quốc, con hoàn toàn có thể điều hòa giữa Đoàn Hải Thiên và Lô Minh Châu. Ít nhất, họ có thể đồng lòng về chuyện này. Không phải thế, quan hệ của con và Lô Vĩ, Trần Quân là quan hệ giữa ba bọn con. Cũng giống ai đó có quan hệ tốt với báo quốc đến đâu đi nữa, ba cũng chưa chắc đã thèm nhìn tới. Chuyện này là hai việc khác nhau. Diệp Phàm kiên trì không chịu giúp báo quốc. Thật hả? Kiều Viễn Sơn ra vẻ tự hỏi, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái nói. Đoàn Hải Thiên sao thế nhỉ? Không biết nhạc phụ muốn hỏi con cái gì? Đoàn Hải Thiên sao thì con cũng không biết. Diệp lão đại định giả ngu cho xong chuyện. Hừ, coi ba là đứa trẻ 3 tuổi hả? Kiều Viễn Sơn đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Con không rõ lời này của nhạc phụ là có ý gì. Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc. Ban tổ chức trung ương là ba quản lý, liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự vị trí số thứ 3 của một tỉnh. Cấp trên, là không thể trực tiếp hạ chỉ thị. Hơn nữa, có những việc chỉ từ trong vài lời nói là có thể cân nhắc được. Con nói thử xem, Đoàn Hải Thiên là do ai cất nhắc lên? Kiều Viễn Sơn hỏi. Cái này, con không rõ lắm. Bí thư Đoàn không nói, cái này, con cũng không tiện hỏi. Đây là bí mật của người ta. Diệp lão đại tiếp tục giả vờ, vẻ mặt bình tĩnh. Ha ha, có người lúc nói chuyện phiếm đã từng nói với ba một câu. Anh ta nói, con rể của Kiều gia các anh có tiền đồ. Ở Nam Phúc còn có đồng chí có quan hệ không tồi với hắn. Người con rể này, thật không đơn giản. Kiều Viễn Sơn không ngờ cười cười nói. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, trong nháy mắt nghĩ, rốt cuộc hiểu ra. Có người, từ này, cũng rất đáng để cân nhắc. Lúc trước mình lấy chuyện của Đoàn Hải Thiên làm giao dịch với Tổng thủ trưởng tổ đặc nhiệm A, Cung Khai Hà. Hẳn là không phải Cung Khai Hà nói ra lời này. Chẳng lẽ là Chủ tịch Đường, hình như cũng không phải. Làm Chủ tịch, không thể nói những lời kiểu này. Tuy nhiên, câu nói, hẳn là người có tâm nói ra, là có ý gì? Con hiểu chưa? Kiều Viễn Sơn thản nhiên nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Cho nên, chuyện của báo quốc lần này con làm trung gian một chuyến, chính là ăn miếng trả miếng, cũng phải trả mà. Kiều Viễn Sơn nói ra những lời này, Diệp Phàm đã hoàn toàn hiểu. Thì ra cấp trên có người lúc nói chuyện phiếm với nhạc phụ đã nhắc tới chuyện mình đề cử Đoàn Hải Thiên. Người cấp trên kia cũng thật thông minh, một bên trả đủ nợ cho mình, lại có vẻ như Đoàn Hải Thiên là do mình cất nhắc lên. Thật ra không phải vậy, mà người cấp trên đó đã thay đổi cách nói để khiến Kiều Viễn Sơn hiểu được, cũng là để Kiều Viễn Sơn biết ông ta nể mặt con rể mình. Mà cái thứ danh dự này, vẫn là có một phần là nhìn tới danh dự của Kiều gia. Như thế, Đoàn Hải Thiên phải nợ Kiều Viễn Sơn một món nợ ân tình lớn. Kiều Viễn Sơn nói như thế, chính là yêu cầu Đoàn Hải Thiên trả cho Kiều gia một món nợ ân tình. Con hiểu rồi, con sẽ bảo ông ấy trả. Diệp Phàm tức giận, lạnh lùng hừ nói. Hắn nhìn Kiều Viễn Sơn liếc mắt một cái, hừ nói. Con muốn nói chính là phó bí thư tỉnh ủy đổi lấy một bí thư địa khu, chúng ta có lãi. Tuy nhiên, chỉ một lần này. Ba, con phải lên máy bay, đi trước đây. Nhìn bóng dáng Diệp Phàm xuống lầu, Kiều Viễn Sơn thản nhiên hừ nói. Gan cũng không nhỏ đâu, cả đầm nước cấp trên, cũng dám đi càn quấy. Mấy cân phân lượng, cứ cân xem đã rồi hãy đi thử nước. Nếu không sẽ bị chết đuối. Tuy nhiên, Kiều Viễn Sơn không ngờ tới, Diệp lão đại có tai rơi rất linh mẫn. Mặc dù Kiều Viễn Sơn nói rất nhỏ, Diệp lão đại cũng nghe rất rõ, hắn vừa đi vừa hừ lạnh tự nói trong lòng, tôi sẽ bơi.
nước Trung Nguyên hải có thể sâu hơn Thái Bình Dương sao? Thái Bình Dương, mình ngồi thần long cũng lặn tới được độ sâu gần 3.000 mét. Chuyện, nước, trong Trung Nguyên hải, không quá 300 mét thôi. Nửa đêm về tới Diệp Phủ Sở Thiên Các Thủy Châu, vừa hỏi mới biết em Diệp Phàm, Tử Y đã về Cổ Xuyên mừng năm mới từ lâu. Lúc này trong phủ có cả gia đình Trần Khiếu Thiên đang ở, cũng không tới mức vắng hoe vắng hắt. Sáng hôm sau, Diệp Phàm tự mình lái xe về Cổ Xuyên. Giữa trưa ngày một tháng riêng cuối cùng về tới Cổ Xuyên. Tuy nhiên, cả đoạn đường có mỹ nữ Kiều Đại Tiểu Thư đi cùng, Diệp Lão Đại cũng rất tự đắc, thỉnh thoảng còn dừng để xe tự trượt đi. Khi đi ngang Mặc Hương, Diệp Phàm vốn muốn xem xét nhà máy giấy của mình, tuy nhiên, ngẫm lại, Kiều Viên Viên đang ở bên cạnh, rất bất tiện, nên cũng thôi không đi. Chương 2040, số 1 Cổ Xuyên. Thấy Diệp Phàm mang theo rất nhiều gói to đi vào cửa nhà, mẹ chồng Lâm Tú Chi cười híp đoạn bước lên trước. Từ thật xa đã kêu lên. Là Viên Viên đến đó à? Ôi, mang nhiều đồ như vậy để làm gì, chỉ tổ mệt xác thôi. Miệng thì nói nhưng tay vẫn vội vã đi giúp Kiều Viên Viên mang đỡ gói quà to kia. Kiều Viên Viên xuất thân từ một nhà giàu ở Bắc Kinh, mẹ chồng Lâm Tú Chi đương nhiên rất yêu thương. Kỳ thật, quan niệm về giai cấp của nhân loại là thứ khô inh thể xóa nhòa trong một sớm một chiều. Mẹ, cô ấy không cao sang như vậy đâu. Diệp Phàm liếc nhìn Kiều Viên Viên một cái, không khỏi cười nói. Ai nói vậy, Phàm con xem. Một bà già khú đế còn đi giúp Viên Viên khênh đồ, cũng không sợ mệt muốn chết con dâu của mẹ hay sao? Không phải nghe nói con còn luyện qua thân thể gì đó, tự mình khiêng là được mà. Diệp Phàm lập tức bị mẫu thân của trách một hồi. Vậy là thành phu khuân vác rồi, Diệp Phàm buồn bực trong lòng nói thầm một câu. Mẹ, con không sao, chút đồ linh tinh này không có nặng đâu. Kiều Viên Viên hơi có vẻ ngượng ngùng kêu một tiếng, mẹ. Con không nặng sao? 7-8 túi đồ lận chứ có ít đâu. Mau lại đây, đừng để con dâu hỏng mất ra tay. Lâm Tú chịu oán giận nói làm Diệp Phàm rất có chút buồn bực. Đã về rồi cơ à? Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ai đó. Tự nhiên là ông anh cả, hiện đang là chủ tịch tập đoàn Bàn Đế, Diệp Cường. Hôm nay nhìn ông anh cả rất đỏm dáng, đầu tóc trải sáng bóng, một bộ đồ tây nhìn nặng nề nhưng quý phái. Đáng chú ý nhất chính là chiếc đồng hồ Rolex thỉnh thoảng lấp lánh trên cổ tay. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, bên cạnh anh mình còn có một cô gái. Mặt quả dưa chính hiệu, mũi thanh miệng nhỏ, cằm nhọn xinh xinh, mặt quét một lớp phấn mỏng, mang áo trắng viền hoa và váy đen, khiến cho cô nàng có vẻ tương đối tao nhã. Tuy nhiên, vài phần ngạo khí kia vẫn hiển hiện trên mặt không cất giấu hết. Thấy Diệp Phàm đang đánh giá cô nàng bên cạnh, Diệp Cường hơi có vẻ mỉm cười đắc ý. Còn giơ tay xoa nhẹ lên đầu cô nàng phe phẩy thể hiện chút khoe khoang không lời. Tuy nhiên, Diệp Phàm đánh giá một chút xong liền quay đầu đi. Diệp Cường hiển nhiên thất vọng rồi, bảo Diệp Phàm. Ôi ôi, anh làm gì đó, định làm gì em hử? Diệp Phàm quay đầu sang, liếc mắt nhìn Diệp Cường một cái, thản nhiên cười nói. Kỳ thật, vừa rồi Diệp Phàm là cố ý như thế, chính là muốn làm nhụt bớt uy phong của ông anh. Phàm à! Nhãn lực của em sẽ không kém như vậy chứ? Diệp Cường liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, bất mãn hỏi một câu. Anh có ý gì ta? Diệp Phàm làm bộ kinh ngạc, liếc mắt nhìn cô nàng kia một cái, hỏi. Em không biết cô ấy. Diệp Cường chỉ vào cô gái bên cạnh nói. Không biết, toàn bộ Trung Quốc lớn như vậy, tôi sao có thể đều biết hết đây? Diệp Phàm bình tĩnh lắc lắc đầu. Anh hai thật sự không biết. Lúc này, ngoài cửa lại có tiếng người, tự nhiên là vẻ mặt mỉm cười của em ba Diệp Tử Kỳ. Bên cạnh chính là bạn gái cậu chàng Tống Thiến Thiến. Em ba Diệp Tử Kỳ sau sự kiện phát sinh ở Bắc Kinh liền về địa phương công tác. Diệp Phàm chuyển cho cậu ta về phòng tài chính huyện Cổ Xuyên. Mà Tống Thiến Thiến cũng theo tới Cổ Xuyên, nhưng thật ra lại là làm khó cô, một cô con gái nhà nghèo ở Bắc Kinh. Huyện Cổ Xuyên so với Bắc Kinh ít nhất lạc hậu đến 20 năm. Tử Kỳ, gần đây công tác thế nào? Diệp Phàm không đáp, hỏi ngược lại. Cả tôi mà cũng không biết, xem ra, Diệp Cường, em anh hẳn là anh Sầm nhỉ. Lúc này, cô kia tức giận liếc xéo Diệp Phàm một cái ấm ức bảo Diệp Cường. Vớ vẩn, hắn là em anh, Điền Miêu, em nói chuyện kiểu gì vậy, sầm xiếc gì ở đây? Diệp Cường sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, hừ lạnh nói.
giận dữ như vậy để làm chi, em nói sai sao? Trung Quốc này có mấy người không biết Tiểu Thiên Hậu Điền Miêu em đây? Cô nàng kia miệng vểnh ngược đến nỗi có thể treo được cả can dầu, hơn nữa, vẻ mặt khinh miệt nhìn Diệp Phàm. Hóa ra cô nàng kia kêu Điền Miêu, trong giới ca sĩ được xưng là Tiểu Thiên Hậu. Chỉ có điều Diệp Phàm gần đây đang bận việc nên mới không hay biết nhân vật số một này. Tuy nhiên, cho dù là biết đi nữa thì trong mắt Diệp Phàm, Tiểu Thiên Hậu, là cái dám gì chứ? Điền Miêu phải không, có chút danh tiếng thôi. Còn cái gì, Tiểu Thiên Hậu, cũng chỉ là hư danh thôi. Lúc này, Kiều Viên Viên đã không vui với ánh mắt của Điền Miêu nhìn Diệp Phàm rồi mới không kìm nổi hừ ra miệng một tiếng. Cô là ai? Điền Miêu tức giận, nhảy sổ về phía Kiều Viên Viên thốt lên. Bà xã nhà tôi đấy, thế nào, cô có ý kiến hả? Diệp Phàm vốn đã không vừa mắt với Điền Miêu, thuận miệng mà ra, chợt mặt trầm xuống, bảo Diệp Cường. Anh cả, anh đừng có hạng người nào cũng mang về nhà thế chứ. Khiến cho lung tung lộn xộn hết cả. Bởi vì, Diệp Phàm căn bản là không hy vọng đại gia sẽ cưới cái cô ngôi sao ca nhạc nửa mùa này về. Bởi vì, giới điện ảnh và truyền hình ca nhạc chuyện xấu nhiều lắm, cái loại đàn bà sau khi qua tay đạo diễn, đám tai to mặt lớn trong công ty biểu diễn này nọ thì còn có thể còn lại vài phần thanh khiết nữa không, cái gì mà ngọc nữ với ngôi sao ca nhạc. Thanh khiết ở đây đều phải đánh thêm dấu ngoặc kép mới đúng. Điện ảnh và truyền hình giới nhiều chuyện rèm pha lắm, kiểu như cái thứ Tiểu Thiên Hậu này, chơi thôi thì có thể, chứ lấy về nhà thì tuyệt đối không ổn. Phàm, Phàm em, cô ấy không phải thế đâu. Diệp Cường thật là có chút sợ Diệp Phàm, miệng nói, khẩn trương giơ tay kéo Điền Miêu ra hiệu. Mau gọi một tiếng anh hai đi. Diệp Cường bị Diệp Phàm hừ một tiếng đến nỗi thực sự có chút rối loạn. Theo lý phải kêu Diệp Phàm là chú hai mới đúng, ngược lại lại bảo kêu là anh hai. Em không gọi. Điền Miêu hờn dỗi. Em có gọi không? Diệp Cường sắc mặt đột nhiên nghiêm lại hỏi dồn. Không gọi, thằng sẩm thối, ngay cả Điền Miêu này mà cũng không biết, muốn kêu em gọi này gọi nọ, không có cửa đâu. Điền Miêu tiếp tục dở thói tiểu thư. Con danh cút đi cho bố. Diệp Cường tính tình nóng nảy, chỉ vào Điền Miêu giống lên. Không cần bàn đến chuyện khác, chính là toàn bộ tập đoàn Bàn Đế vẫn là do Diệp Phàm đứng phía sau màn làm ông chủ lớn. Tuy nhiên, việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là, Diệp Cường hiểu được Diệp Phàm là anh cào thủ. Hơn nữa, hai người có tình anh em rất sâu nặng. Anh, được lắm, Diệp Cường, anh dám bảo tôi cút. Tôi đi đây. Điền Miêu tức giận đến phát khóc, lau mũi chạy lên trên lầu, phỏng chừng là đi thu thập đồ đạc này nọ. Ôi! Diệp Phàm thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Cường một cái, nói. Anh cả, ngôi sao ca nhạc tuy là xinh đẹp, nhưng để làm bà xã thì không ổn. Làm bình hoa di động thì còn được. Hơn nữa, anh là chủ tịch tập đoàn Bàn Đế, phải tìm một cô vợ kiêm quản gia có năng lực, có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp mới được. Thôi vậy. Không nói nữa. Việc này, em cũng không quyết được. Diệp Cường trong lòng cũng có chút không thoải mái, khoát tay áo, mấy huynh đệ lại ngồi xuống. Bịch bịch bịch. Cô nàng kia cấp tốc xuống lầu, trong cái nhìn chăm chú của đám người Diệp Phàm bước nhanh đi khỏi. Mọi người trong nhà họ Diệp cũng không ai ngăn trở, ngay cả Diệp Cường cũng chỉ nhíu mày, khuyên vài câu, Điền Miêu còn hừ vài tiếng rồi đi ra cửa. Đi rồi cũng tốt. Lúc này, phụ thân Diệp Thần Tây thản nhiên hừ một câu. Xem ra, trong nhà mọi người không thế nào thích nổi cái loại vểnh ra cái lại xưng là Tiểu Thiên Hậu, này. Ai nấy tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm, tuy nhiên, thấy Diệp Cường có chút buồn bực. Diệp Phàm không khỏi cười khuyên. Anh có tiền, còn sợ không tìm được vợ đẹp hay sao? Phàm à, em là thằng ăn no không biết đói thế nào. Diệp Cường bất mãn hừ một tiếng. Ủa? Đường đường là chủ tịch Bàn Đế mà lại không tìm được vợ đẹp, em không tin đâu. Cô em Diệp Tử Y bên cạnh hừ một tiếng. Điền Miêu có tiếng ca rất ngọt, anh cả chính là thích nghe giọng hát của cổ. Lúc này, Tống Thiến Thiến xen vào một câu. Không bằng mua dàn âm thanh có độ trung thực cao, còn có thể nghe ngôi sao ca nhạc khác nữa. Diệp Tử Y nói một câu, thiếu chút nữa khiến chủ tịch Diệp Cường phát nghẹn. Thế mà cũng có thể đánh đồng sao? Diệp Cường thở dài. Kỳ thực, Điền Miêu cũng không giống như các người nghĩ. Cô ấy là ngôi sao ca nhạc xuất thân từ tỉnh Nam Phúc chúng ta, tôi cũng đã quen cổ được 2 năm. Con người rất tốt,
chỉ có cái tính vênh váo kia là chưa sửa được. Hơn nữa, cô cũng là người biết giữ mình trong sạch, cho nên, cho tới nay, đĩa nhạc công ty cũng không bán chạy được. Bốn lần này trở về, tôi là muốn cùng em Phạm thương lượng một chút. Tập đoàn Bàn Đế hoàn toàn có thể nhúng tay vào thị trường băng đĩa nhạc giải trí, thậm chí làm quảng cáo, có thể cùng truyền thông Mai Gia ở Giang Nam hợp thành một công ty. Cho nên, Điền Miêu mới bám vào anh, loại đàn bà này mà còn trong trắng cái nỗi gì. Người ta là xem chừng có thể nắm thóp lợi dụng anh, cho nên mới bám lấy. Bằng không, nếu Diệp Cường Anh là con quỷ nghèo, thử xem nàng Điền Miêu này còn có thể như thế đối với anh không. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Không giống nhau, lúc cô ấy quen anh cũng chưa có bại lộ thân phận. Thời gian đó không phải anh vẫn bị thương sao. Cho nên, nhàn rỗi quá mới ra đường dạo chơi. Vừa vặn gặp mấy tên lưu manh muốn chỏng ghẹo cổ nên anh mới liền ra tay. Cho tới nay, một năm rồi anh cũng chưa hiển lộ thân phận. Bọn anh kết giao cũng rất bình thường. Nói ra thì có chút xấu hổ, đến nay anh vẫn chưa sờ qua tay cổ. Diệp Cường nói những lời này không ngờ đã hơi đỏ mặt. Ha ha ha! Người nhà họ Diệp toàn bộ đều bật cười. Diệp Tử Y cười rồi đứng thẳng lên vuốt thắt lưng, chỉ vào Diệp Cường nói. Anh cũng quá vô dụng rồi. Sắp 2 năm rồi mà đến cái tay cũng không dám sờ. Tử Y, em không biết sao. Diệp Cường về mặt cưa gái thì năng lực kém tệ. Diệp Tử Kỳ cũng trêu đùa không ngừng. Thằng nhóc như em thì lợi hại rồi, người ta con gái thủ đô mà cũng tới tay. Diệp Cường bất mãn trừng mắt liếc em trai một cái. Em chưa lợi hại đâu, anh hai mới là tay cua gái chân chính lợi hại. Anh có thấy không, chị dâu là người xuất thân từ nhà họ Kiều, gia tộc số 1 Bắc Kinh đó. Diệp Tử Kỳ trêu chọc nói. Thằng nhóc như em mà cũng có thể đem so với em Phàm sao. Em cứ xem, đến nay vẫn chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng. Lăn lộn được đến đâu, cả ngày còn hoành tráng được không, cái gì mà trưởng phòng tài chính huyện Cổ Xuyên, so với Phàm thì chú sách dép cũng không xứng. Diệp Cường sẵn tức giận đầy mình, cũng không dám động đến Diệp Phàm nên toàn bộ chút hết lên đầu cậu ba là Diệp Tử Kỳ. Đương nhiên, cũng có đôi phần đùa bỡn trong đó. Ủa? Diệp Phàm thật ra lại sửng sốt, quay đầu lại hỏi Diệp Tử Kỳ. Em làm trưởng phòng tài chính rồi cơ à? Bây giờ mới biết, Phàm à, em cũng quá quan tâm Tử Kỳ rồi đó. Mẫu thân Lâm Tú Chi liếc nhìn Diệp Phàm và Diệp Tử Kỳ một cái, cắm một câu, có chút oán giận. Rất xin lỗi, đã hơn một năm nay đều bề bộn nhiều việc. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười. Anh cứ yên tâm, em biết anh bề bộn nhiều việc, hơn nữa. Chuyện của anh đều là đại sự, em cũng giúp không được. Diệp Tử Kỳ hiểu được Diệp Phàm bị biếm về Đông Cống, cho nên, sắc mặt có chút khó coi. Không sao, hiện tại mọi chuyện đều xong cả rồi. Diệp Phàm cười cười. Tuy nhiên, em cũng được đề bạt mau quá ha. Anh nhớ rõ là em mới xuống dưới đó được hơn một năm, là từ cấp phó phòng bên Bộ Tài chính xuống đó. Chương 2041, Tâm sự của Bí Thư Lưu. Hơn nữa Bí Thư Lưu ngầm ám chỉ rằng tầm tháng 5, tháng 6 nay là Phó Chủ tịch huyện Lan Mông phải nghỉ hưu rồi. Tháng 5, tháng 6 à? Nhanh quá, khi nào khi cậu được đề bạt chức trưởng phòng? Diệp Phàm hỏi. Không lâu sau khi đến Cổ Xuyên vào năm kia, Bí Thư Lưu nói là Cục Tài chính đang cần một cục trưởng nên đã đề bạt em lên. Diệp Tử Kỳ nói. Hai, ân tình này rất sâu nặng rồi. Tháng 3 năm ngoái mới được đề bạt lên trưởng phòng. Đến tháng 5 năm nay mới được hơn một năm, như thế thì vội vàng quá. Anh thấy hay là đợi thêm nửa năm nữa là gần 2 năm. Diệp Phàm nhướng mày, biết đây là Bí Thư Lưu nhất vĩ của huyện Cổ Xuyên dành cho mình một ân tình rất lớn. Phàm tử này, con người của Bí Thư Lưu rất tốt. Con xem, nhà chúng ta đi đường tắt, còn có cha tương đương với chức cục trưởng. Đời này tôi không dám mơ mộng và cũng không dám nghĩ đến mình có thể ngồi lên ghế cục trưởng phòng lao động huyện. Hơn nữa, Bí Thư Lưu còn bảo tôi làm cục trưởng phòng nhân sự. Có điều tôi cảm thấy mọi người đều là nể mặt con. Và lại tôi cũng chỉ còn dư mấy năm nữa, vì vậy thôi miễn đi. Lúc này, người cha Diệp Thần Tây nói. Cha làm như vậy là rất đúng. Dù sao cũng chỉ còn lại vài năm thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, chuyện của Tử Kỳ, nếu phải đề bạt lên chức phó chủ tịch huyện thì phải đả thông các nhân vật chủ chốt trong thành phố mới được. Nếu tất cả đều là Lưu Bí Thư đang làm thì cần tiếp tục nhờ vả người ta.
Diệp Phàm nói. Anh, lần này thực ra là có một cơ hội. Lúc này, Diệp Tử Kỳ có chút ấp a ấp úng. Cơ hội gì? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói Trịnh Thọ, người được thành phố phân công quản lý ngành lâm nghiệp đã bị điều đi rồi. Bây giờ thành phố còn trống một vị trí phó chủ tịch thành phố và một trợ lý cho chủ tịch thành phố. Gần đây em có nghe nói chuyện này nhưng tôi biết việc này còn chưa ổn nên vẫn cần anh ra mặt làm chủ là hơn. Con người của Bí Thư Lưu thật sự rất tốt, em cũng biết trong chuyện này lợi ích là hàng đầu. Nhưng Bí Thư Lưu ở huyện Cổ Xuyên đã nhiều năm rồi, thực sự đã làm được cho dân rất nhiều việc. Người làm quan chức đều rất muốn được thăng tiến. Điều này thì có gì sai? Thời bây giờ các mối quan hệ xã hội rất quan trọng. Bí Thư Lưu muốn tạo dựng quan hệ với nhà chúng ta, tôi thấy cũng là chuyện bình thường. Nếu không, anh trai, anh sẽ... Diệp Tử Kỳ cũng tương đối Diệp Phàm nên chỉ nói nửa vời. Phàm tử, ân tình này nên trả lại cho người ta đi, cứ nợ ân tình của người ta cũng không thoải mái gì. Diệp Thần Tây cũng là người thẳng tính, cho nên trước kia chỉ được đảm nhiệm chức chủ nhiệm tại văn phòng lao động huyện. Nếu không phải nhờ Diệp Phàm thì chắc là bây giờ vẫn mãi làm ở vị trí này. Con nghe ngóng trước rồi hắn tính. Diệp Phàm gật gật đầu, cảm thấy để em trai ở thành phố Mặc Hương thêm một thời gian, làm một lãnh đạo lúc nào cũng có thể bảo bọc, bồi dưỡng thêm cho em trai cũng tốt. Hơn nữa, công việc của mình cũng quá bận rộn rồi, không thể ôm đồm tất cả mọi việc được. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm bảo Kiều Viên Viên cùng lên lầu nghỉ ngơi một lúc trước. Tuy nhiên, Kiều Đại Tiểu Thư lại đỏ mặt lên, nói là phải đi dạo Cổ Xuyên với Tử Y. Diệp Lão Đại đành phải hậm hực lên lầu nghỉ ngơi một mình. Buổi chiều, nhà họ Diệp rất náo nhiệt. Dù sao Diệp Tử Kỳ là cục trưởng cục tài chính, không ít những cán bộ chuyện Cổ Xuyên đều đến biếu xén lấy lòng. Giống như các chủ tịch thị trấn, các bí thư cấp dưới, không ai là không biết kiếm chắc chút tiền nên đều phải mang biếu cấp trên một ít. Khi Diệp Phàm đang ngủ ngon thì bị cha ruột gõ cửa rất to. Cha à, có chuyện gì thế? Diệp Phàm lười biếng trên giường, thuận miệng hỏi. Bí thư Lưu đến rồi, con mau dậy đi, đừng để người ta đợi lâu. Diệp Thần Tây nói gần như ra lệnh. Ở trong mắt cha đẻ, đứa con dù có là quan to thế nào cũng không hơn quan phụ mẫu huyện Cổ Xuyên được. Mới vừa đi đến cầu thang, Diệp Phàm phát hiện có không ít đồng chí đang ngồi ở đại sảnh, ngoài Lưu Nhất Vĩ ra thì những người khác về cơ bản là không quen biết. Xin chào chủ nhiệm Diệp. Lưu Nhất Vĩ vừa nhìn thấy Diệp Phàm ló mặt ra cầu thang đã lập tức quay đầu, tiến trước vài bước đứng trước bậc cầu thang phía dưới. Hơn nữa hắn đứng thế chuẩn bị bắt tay, vẻ mặt đon đả và tất nhiên hai tay đã đưa lên từ sớm rồi. Xin chào Bí Thư Lưu. Dưới ánh mắt gay gắt của cha, Diệp Phàm cũng không tiện làm cao, tiến nhanh hơn xuống nắm chặt tay Lưu Nhất Vĩ. Chủ nhiệm Diệp nửa đêm gấp gáp trở về, cho thấy rằng chủ nhiệm Diệp rất coi trọng gia đình. Đã đến thủ đô mà còn nhớ đến quê hương, thật là vinh hạnh cho nhân dân huyện Cổ Xuyên chúng ta. Lúc này, Bí Thư Lưu tuôn một tràng những lời nói bỏng bẩy nịnh nọt, lập tức nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của mấy vị đồng chí phía dưới. Đâu có, quê hương mà, sao có thể quên được. Cả đời này kiếp này cũng sẽ không quên, huống chi cha mẹ vẫn còn tại đây, còn có đồng chí Bí Thư Lưu Nhất Vĩ ở đây, không dám quên đâu. Diệp Phàm cười nói. Lưu Nhất Vĩ tất nhiên là cảm động vô cùng, miệng cười rộng hết cỡ. Phía dưới, sau khi bắt tay Diệp Phàm thì mấy vị đồng chí đều biết ý, chỉ tặng quà rồi đi ngay. Biết rằng Bí Thư Lưu và chủ nhiệm Diệp là chỗ gần gần nên các đồng chí cấp dưới không thể làm kỳ đà cản mũi mà xen vào được. Bây giờ Diệp Phàm đã là người nổi danh đất Cổ Xuyên rồi, đã trở thành mục tiêu cao chót vót của các cán bộ thành phố Cổ Xuyên trên quan trường. Hai người ngồi ở đại sảnh bắt đầu uống trà. Vốn dĩ Lưu Nhất Vĩ muốn tranh để pha trà phục vụ nhưng bị Diệp Phàm ngăn lại. Vì Diệp Phàm là chủ nhà, sao có thể để khách pha trà được. Sau đó còn có vài người nữa đến nhưng bị thư ký của Lưu Nhất Vĩ đứng ở ngoài cửa xa xa đã chặn đuổi về. Thực ra, không cần phải hỏi, người ta chỉ cần nhìn thấy thư ký hàng đầu của đại bí thư đứng gác ở đây thì biết ngay là có nguyên do từ cấp trên, tất nhiên chỉ dám chào hỏi rồi cun cút quay đi rồi. Bí thư Lưu nhà ở Cổ Xuyên. Phiền anh chiếu cố đến người cha này của tôi. Khi vừa về nhà đã nghe em trai thứ ba Diệp Tử Kỳ nhắc đến anh luôn. Cha tôi cũng luôn miệng kể những điều tốt về anh. Xin cảm ơn. Diệp Phàm nói ngoài miệng cũng ngỏ ý cảm ơn. Chỉ là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay, hơn nữa cũng là việc tôi nên làm.
Lưu Nhất Vĩ nói rất tự nhiên. Có tôi nên đương nhiên là anh phải làm rồi. Nếu không có tôi thì anh có thể làm không? Diệp Phàm thầm trách đồng chí Lưu Nhất Vĩ một câu nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói chuyện. Chỉ có điều, Lưu Nhất Vĩ vẫn luôn muốn đặt vấn đề nhưng chưa tìm được cơ hội. Thằng cha này có chút nôn nóng. Phải biết rằng chủ nhiệm Diệp là người rất khó gặp được, có khi mất một vài năm để nhìn thấy anh ta một lần cũng là may lắm rồi. Lưu Nhất Vĩ tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không mở lời vì giữ thể diện. Tuy nhiên, dù sao cũng phải khiến Lưu Nhất Vĩ mở mồm khơi chuyện ra. Song phải có vài chuyện cần phải nắm bắt thời cơ, hơn nữa còn cần phải thuận theo cuộc trò chuyện mà vào đề cho tự nhiên mới được. Ai làm quan mà không muốn thăng quan nhưng cũng không thể đề nghị một cách quá thô thiển được. Như vậy thì có vẻ anh quá nông cạn, hời hợt rồi. Ấn tượng đầu tiên đã bị hỏng rồi, lại để đối phương mất thiện cảm về phẩm chất của anh nữa thì khi anh muốn cầu cạnh người ta việc gì sẽ rất khó. Tuy nhiên Diệp Phàm với đôi mắt tinh tường sớm đã nhận ra điều này. Hắn liền nháy nháy mắt với em trai Diệp Tử Kỳ. Diệp Tử Kỳ vừa thấy, liền nhìn Lưu Nhất Vĩ liếc mắt một cái, tất nhiên hiểu ý ngay rồi. Tử Kỳ nhìn anh trai một cái, miệng cười nói. Anh, khi anh quay về, trên đường đi qua thành phố có rẽ vào nhà bí thư Tạ chưa? Lời này từ Diệp Tử Kỳ đến giảng là nhất thích hợp. Tuy nhiên nếu là Lưu Nhất Vĩ nói thì khẳng định là quá mạo muội. Còn nếu là Diệp Phàm nói thì lại giả tạo quá. Chưa, sao thế? Diệp Phàm cố ý tỏ vẻ không hiểu rõ ý tứ của em trai, liền nhìn nó một cái. Cũng chẳng có gì, tuy nhiên ba hôm trước em đến thành phố công tác thì đúng lúc gặp được đồng chí cục trưởng cục tài chính thành phố Trần Vĩnh. Khi ăn cơm tối, anh ấy có kéo em đi, tôi cũng không tiện hỏi, đành đi theo. Khi đến nơi mới phát hiện bí thư Tạ, phó bí thư Lý Hồng Dương đều ngồi trên chiếu. Sau đó, khi đi vệ sinh thì tôi gặp bí thư Tạ trên hành lang hẹp. Ông ấy thuận miệng có hỏi em một câu là khi nào anh trai cậu trở về. Lúc đó em trả lời thời gian không rõ ràng. Anh là người rất bận rộn, ít khi gặp được người khác. Sau khi bí thư Tạ nghe xong liền thở dài, em liền bạo gan hỏi một câu, bí thư Tạ phải chăng tìm anh trai tôi là có việc gì? Sổ dọc. Không ngờ bí thư Tạ nói ra thật, nói là thành phố Mạc Hương chúng ta đang xây một khu công nghệ cao. Chỉ có điều là bắt phải đặt ở nội tỉnh. Bí thư Tạ đã đích thân đi mấy lần rồi nhưng vẫn chưa làm được. Những hạng mục cơ sở hạ tầng cơ bản của khu vườn trong giai đoạn đầu như đường xá, điện nước, dây cáp thông tin đã phải đầu tư đến 30 triệu. Đấy là còn chưa kể phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Nếu tính ra thì thành phố phải đầu tư đến con số vài trăm triệu. Vốn muốn nhờ khu vườn công nghệ cao này có thể kéo được nhà đầu tư vàng đến. Nhưng khi bước vào giai đoạn đầu tư ban đầu thì không ngờ lại bị bắt phải đặt ở thành phố. Vì thế, mấy lãnh đạo trên thành phố đều đang rất sốt ruột. Diệp Tử Kỳ nói, cậu có dò hỏi là vì sao không? Diệp Phàm hỏi, chủ nhiệm Diệp, việc này tôi cũng nghe nói qua. Thực ra khu vườn công nghệ cao không chỉ là bởi riêng thành phố Mạc Hương, à còn lại yếu tố tạo thành từ các bộ phận khác. Lúc này, bí thư Lưu nói, ồ, còn có nguyên nhân khác. Bí thư Lưu hãy nói đi xem nào. Diệp Phàm đang thực sự có chút tò mò. Thành phố Mạc Hương chúng ta mấy năm trước, sau khi quy hoạch lại và phân chia thành khu vực hành chính, khu Hồng An và khu Thủy An, cùng với đó là tốc độ tăng trưởng chóng mặt, diện tích nội thành không ngừng mở rộng. Lãnh đạo thành phố cảm thấy hai khu quá lớn nên có chút khó quản lý. Cho nên năm ngoái đã thông qua thảo luận ở hội nghị thường vụ thành phố và cũng đã trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh xin phê chuẩn. Quyết định thiết lập khu Thiên An ở phía Nam, vốn dĩ đang làm rất tốt, mọi phương diện đều đã chuẩn bị rồi. Tuy nhiên, sao lại có vị đồng chí đề xuất, sao không đem khu vườn công nghệ cao mà thành phố muốn làm cũng đặt ở khu Thiên An? Đã gọi là khu công nghệ cao Thiên An, sao không dựa vào công nghệ cao thúc đẩy thành phố phát triển, làm cho Thiên An trở thành khu viên công nghệ cao của thành phố có mức phát triển cao nhất, thực hiện tốt nhất, tình trạng kinh tế phát triển tốt nhất, cuộc sống nhân dân no đủ. Kinh tế đời sống phát triển nhất, làm tấm gương cho các thành phố khác. Dùng công nghệ cao để kéo khu hành chính phát triển, ý tưởng này lúc đó lập tức được các vị lãnh đạo thành phố nhất trí tán thành. Bọn họ cho rằng đó chẳng qua sẽ là cái cớ khiến cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phải phê duyệt yêu cầu của họ. Tuy nhiên, không ngờ lần này lại không có tác dụng, chẳng những không phê duyệt xuống dưới mà còn phủ nhận dự án thiết lập khu Thiên An đã được phê duyệt lần trước.
Thời điểm này đã làm cho các vị lãnh đạo thành phố sốt ruột như đứng đống lửa, như ngồi đống than rồi. Trên không ra trên dưới không ra dưới, bảo thành phố phải làm sao bây giờ. Vì thế các lãnh đạo được phân công quản lý như bí thư và chủ tịch thành phố cũng phải đến công tác ở tỉnh nhiều lần rồi nhưng đến thời điểm hiện tại cũng vẫn chưa giải quyết được chuyện này. Lưu Nhất Vĩ nói, chương 2042, Diệp Đại Bá. Vậy chắc chắn có nguyên nhân khác, anh nói thử xem. Diệp Phàm gật đầu nói, tôi cũng không dám chắc chắn, chỉ là nghe tin vỉa hè vậy thôi. Lưu Nhất Vĩ có chút ấp a ấp úng, những chuyện thế này không thể nói lung tung được. Không sao, chúng ta đâu có ở trong phòng làm việc, chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Diệp Phàm, dụ dỗ, nói. Nghe nói địa khu Tam Dương gần thành phố Mạc Hương chúng ta cũng đã xây dựng khu công nghệ cao. Hơn nữa, khu công nghệ cao của bọn họ cách khu công nghệ cao Thiên An của chúng ta không xa lắm. Mà địa khu Tam Dương này rất kỳ lạ, thủ phủ của họ là thị xã Tam Dương không nằm ở trung tâm hay gần trung tâm địa khu. Mà nằm ở chỗ cách thành phố Mạc Hương của chúng ta không xa lắm. Địa khu Tam Dương này, chắc chủ nhiệm Diệp cũng đã nghe đến tình trạng của bọn họ rồi đúng không? Từ các tiêu chí xếp hạng, bọn họ nằm phía sau địa khu Nam Lĩnh, trong cả tỉnh thì đứng thứ ba từ dưới lên. Nghe nói, trên tỉnh đã suy xét đến tình trạng địa khu Thiên Dương, cho rằng địa khu Tam Dương cần có khu công nghệ cao hơn, để làm lực đẩy cho sự phát triển. Bởi vì thành phố Mạc Hương so với địa khu Tam Dương thì giàu hơn nhiều. Thực ra, nghe nói còn có nguyên nhân khác nữa, cái này, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe đồn vậy thôi. Lưu Nhất Vĩ nói. Ha ha. Bí thư Lưu cũng đã nhọc công rồi. Diệp Phàm đột nhiên cười nói, Lưu Nhất Vĩ sắc mặt sửng sốt. Bụng nghĩ, tôi đâu có nhọc công gì, chuyện này người Mạc Hương có ai là không biết chứ. Đâu phải là bí mật gì ghê gớm. Tuy nhiên, Lưu Nhất Vĩ cân nhắc lại, chẳng lẽ lời này của chủ nhiệm Diệp còn có thâm ý khác hay sao? Tuy nhiên, cũng không nên ăn ốc nói mỏ để làm gì. Nếu như khiến chủ nhiệm Diệp không vui, thì mất nhiều hơn được là cái chắc. Cho nên, Lưu Nhất Vĩ đành phải cùng cười với Diệp Phàm, cũng không nói thêm điều gì khác. Nếu chủ nhiệm Diệp đã chú ý tới khu công nghệ cao Thiên An như vậy, vậy tại sao không hành động, tập trung thật sự vào khu công nghệ cao Thiên An đi? Khu công nghệ cao này cũng không đơn giản chỉ là vấn đề là một khu công nghệ, mà là một khu hành chính. Phỏng chừng, nếu thật sự có thể quy hoạch được, thì địa vị chắc chắn sẽ vượt qua khu Hồng An và khu Thủy An của thành phố Mạc Hương. Đến lúc đó, phỏng chừng thành phố sẽ cử một phó chủ tịch phân quản khu công nghệ cao Thiên An, hoặc giống như hồi trước tôi ở khu Hồng Liên vậy, do một phó chủ tịch thành phố kiêm bí thư đảng ủy của khu công nghệ cao Thiên An. Diệp Phàm nói, bề ngoài thì có vẻ như chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng thực ra là đang nhắc nhở Lưu Nhất Vĩ. Lưu Nhất Vĩ vừa nghe, lập tức giống như được mở cờ trong bụng. Gã đâu phải một tên ngốc, đương nhiên là có thể hiểu được ý này. Đây là chủ nhiệm Diệp đang ám chỉ mình. Không phải anh đang muốn tranh thủ chức phó chủ tịch thành phố sao? Vậy thì khu công nghệ cao này chính là một cơ hội. Hơn nữa, chủ nhiệm Diệp nói như vậy, có lẽ em trai hắn là Diệp Tử Kỳ có tiết lộ tin rằng mình đang muốn tranh thủ chức phó chủ tịch thành phố. Đây chính là ưu đãi mà chủ nhiệm Diệp muốn dành cho mình. Hành động, thực ra tôi đã âm thầm hành động rồi. Chỉ có điều, tôi hiện tại công tác ở huyện Cổ Xuyên, không tiện nhúng tay vào chuyện của khu công nghệ cao Thiên An được. Người ta sẽ đàm tiếu này nọ, có đúng không? Lưu Nhất Vĩ tỏ ra vẻ mất mát thở dài một tiếng, Diệp Phàm đương nhiên có thể nhìn ra cái mặt nạ này. Vì vậy, Diệp Phàm nói. Nhà tôi ở Cổ Xuyên, thành phố Mạc Hương cũng được coi là quê hương của tôi. Tuy nói tôi công tác ở bên ngoài cũng đã mấy năm rồi, nhưng có thể làm chút gì đó cho nhân dân của quê hương mình, thì cũng là điều Diệp Phàm tôi nên làm. Huống hồ, trước kia là thủ hạ của bí thư Tạ. Ông ấy cũng đã quan tâm nhiều đến tôi. Những lời này của Diệp Phàm ý tứ càng rõ như ban ngày, đó chính là cổ vũ Lưu Nhất Vĩ, kéo chuyện này về mình. Đến lúc đó, nếu xử lý không được thì Diệp Phàm sẽ rét ai tương trợ. Mà công lao, Diệp Phàm cũng không cần, đây chính là thuận nước gâu in thuyền mà thôi. Lưu Nhất Vĩ vội vàng cáo từ ra về, có lẽ là bận đi công chuyện. Lúc hoàng hôn, Diệp Phàm dẫn Kiều Viên Viên đến đạo quán cũ kỹ mà sư phụ Phí Phương Thành đang ở. Phát hiện thềm đá và con đường nhỏ đã được quét dọn sạch sẽ, mà đạo quán cũng không còn rách nát nữa, mà đã được sửa lại chút ít.
Diệp Phàm biết đây chính là người của Tô gia ở Bắc Kinh đã bỏ tiền ra để sửa sang lại. Trước kia Diệp Phàm cũng muốn bỏ tiền ra sửa, người của Phí gia cũng đã cầm tiền rồi, nhưng Tô Lưu Phương không cho sửa. Nói là sợ sửa sẽ làm hỏng hết, Phí Phương Thành trở về sẽ không đồng ý. Cái này, Diệp Phàm cũng là vì cảm động vì sự si tình của Tô Lưu Phương. Lúc đó cũng chỉ sửa lại mái ngói, còn bên trong chỉ sửa lại một chút ít. Hai người nhẹ bước hướng thẳng đạo quán mà đi, thực ra cũng không thể gọi là đạo quán, mà chỉ là một cái miếu rách mà thôi. Đi vào trong miếu, không phát hiện bóng dáng của Tô Lưu Phương đâu, nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng. Hơn nữa, còn được lát một lớp gạch cổ, chiếc giường của Tô Lưu Phương là chiếc giường phượng diêu cổ. Diệp Phàm không hiểu, đây nguyên bản chính là giường ở nhà của Tô Lưu Phương, hiện tại đã được người nhà Tô gia từ Bắc Kinh xa xôi vạn dặm chuyển đến đây, cũng đã bỏ không ít công sức. Tuy nhiên, người của Tô gia hao công tốn sức như vậy, chỉ đơn giản là muốn giao hảo với người nhà của Phí gia mà thôi. Hiện tại Phí gia là một trong 9 ngôi sao chính trị của TQ, còn Tô gia thì tài lực hùng hậu, nhưng vẫn cần chính trị hộ giá, mới có thể khiến Tô gia ngày càng hùng mạnh được. Kỳ lạ, có phải sư phụ đi chơi không nhỉ, sao lại đến cửa cũng không đóng, không sợ trộm hay sao? Kiều Viên Viên có chút nghi ngờ nói. Ha ha, chỉ cần khiêng chiếc giường này đi bán thì đã đủ cho chúng ăn cả mấy đời rồi. Diệp Phàm cười nói. Bọn chúng dám. Kiều Viên Viên vung nắm đấm lên. Cũng phải, sư phụ em cũng là cao thủ ngũ đẳng. Mấy tên đạo trích chắc cũng đã viếng thăm qua, về sau không nhằn được mới biết trong cái miếu rách này lại có tôn thần, cho nên không dám đến nữa. Diệp Phàm cười nói. Đó là điều đương nhiên, anh không thấy, bà ấy là sư phụ của em sao? Kiều Viên Viên có vẻ đắc ý, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Liệu có phải đã đi ra mộ rồi không? Diệp Phàm thuận miệng nói. Ở đâu, chúng ta đi ra xem, sư phụ lại đau lòng rồi. Kiều Viên Viên sắc mặt bỗng tái nhợt nói. Tấm bia mộ vô danh mà Phí Phương Thành rất thích nằm ở nơi cách căn miếu rách không xa lắm. Hai người đi nhanh đến chỗ bia mộ. Trước kia, Diệp Phàm thường xuyên nhìn thấy sư phụ Phí Phương Thành ngồi trầm ngâm ở đó. Phía dưới còn đặt một bàn cờ, thỉnh thoảng còn tự đánh cờ với chính mình. Diệp Phàm lúc đó còn tưởng đó chính là bia mộ của sư nương, giờ biết sư nương còn sống, vậy dưới mộ mai táng ai vậy? Bởi vì Phí Phương Thành thích bia mộ này, cho nên Tô Lưu Phương cũng thường xuyên đến đây. Vì thế, Diệp Phàm và Kiều Viên Viên đều mang một tâm trạng khó nói thành lời đi đến bia mộ đó. Tuy nhiên, vừa mới đến đã nghe thấy một giọng đàn ông kiêu ngạo, nói. Bà già kia, hạn cho bà trong hôm nay phải phá ngôi mộ này, còn nữa, chuyển tất cả đồ đạc trong căn miếu đi. Nếu không thì, hừ. Bà già, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có biết biệt danh của Thúc Bảo công tử nhà chúng tôi không? Lúc này, một giọng nói sắc nhọn vang lên. Người còn không ít, chắc cũng phải đến mười mấy tên. Tần Thúc Bảo đều đã ra rồi, có phải biệt hiệu là Thần Quyền Thái Bảo không? Diệp Phàm nhìn sắc mặt có chút phẫn của Kiều Viên Viên, giữa lấy cô rồi nói nhỏ. Đừng lên vội, chúng ta cứ xem chúng dở trò gì đã. Vậy sư phụ bị ức hiếp thì làm thế nào? Anh thật là độc ác. Kiều Viên Viên tức giận mắng. Ức hiếp sư phụ của em ư, em nghĩ sư phụ em là ai chứ? Dễ dàng để chúng bắt nạt sao? Diệp Phàm nói. Anh nghĩ rằng em không rõ có đúng không? Sư phụ là cao thủ ngũ đẳng tầng thứ hai. Tuy nhiên, hiện tại đứng trước súng đạn hiện đại thế này, ngũ đẳng cũng đâu thể tránh được chứ. Em nghe thấy những tên này giống như đang chơi súng sao? Nếu có súng thật thì còn đứng đấy mà nói chắc, người ta sớm đã trốn ở một nơi nào đó dùng súng giải quyết rồi. Hơn nữa, cái tên Thúc Bảo công tử gì đó, chắc cũng nức tiếng lắm. Nhưng anh chưa nghe qua bao giờ, chắc là sau khi anh đi đã mọc ra một nhân vật lãnh quân ở Cổ Xuyên này rồi. Kiều Viên Viên lập tức dí tay vào mũi Diệp Phàm, châm chọc nói. Nhớ lại mấy năm trước Diệp công tử ở Cổ Xuyên này oách thế nào, bọn côn đồ ở Cổ Xuyên có lẽ đã đặt cho Diệp đại thiếu gia biệt danh là Diệp đại bá gì đó, đúng không? Cái gì? Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Kiều Viên Viên, một lúc sau mới lẩm bẩm nói. Lợi hại thật, anh lúc trước đúng là được gọi là Diệp đại bá. Ha ha! Kiều Viên Viên không kìm nổi. Bịt miệng cười. Sau đó lại tò mò hỏi. Anh đúng được gọi là Diệp Đại Bá. Bởi vì, cái tên này chỉ là Kiều Đại Tiểu Thư tự nghĩ ra mà thôi,
Vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn Diệp Phàm một cái, xem ra cô không tin lại trùng hợp như vậy. Đương nhiên. Diệp Phàm ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý nói. Biệt danh này còn có lai lịch khác, hồi anh còn nhỏ, ở cổ xuyên các thôn đều rất hẻo lánh, cây cối tùm, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cả lợn rừng nữa. Mà anh và anh trai là Diệp Cường đều thích ăn thịt chim muông thú rừng, nên cũng thường đi. Có năm ăn Tết, nhà không có tiền, bố mẹ chỉ mừng tuổi mỗi anh em mấy đồng thôi. Diệp Phàm nói đến đây, nhìn rừng cây rồi dừng lại một chút. Chương 2043, đàn bà xuất quyền. Sau đó, Diệp Phàm nói. Lúc đó vì em Diệp Tử Y của anh nhỏ nhất được yêu quý hơn một chút, mẹ cho nhiều hơn một ít, cho 10 đồng. Diệp Cường liền giật dây anh đánh lợn rừng để kiếm chút tiền mừng tuổi. Lúc đó nghe nói huyện Cổ Xuyên xảy ra việc lợn hại màu, hoa màu các loại đều bị lợn phá hoại hết. Chính người trong thôn cũng bị thương mấy người. Ở huyện cũng cử người bao vây vài lần, tuy nhiên, vẫn không thấy lợn rừng theo truyền thuyết đó. Nghe người bị thương nói, đầu của con lợn này có lẽ đến cả 100 cân. Đầu đã lớn nhưng răng nanh còn lớn hơn, dường như đã cắm xuống đất, cắn củ cái bình thường rất dễ dàng. Sau đó huyện đã treo giải thưởng, ai có thể giải quyết con lợn rừng đó huyện sẽ thưởng 5.000 đồng. Tiền lương của ba anh một tháng mới được 100 đồng. 5.000 đồng tương đương với lương ba tôi làm mấy chục năm. Cho nên, được Diệp Cường giật dây, hai anh em chúng tôi đến thôn Hoa Tử. Theo dõi 3 ngày cuối cùng anh phát hiện hang ổ của con lợn rừng này ở một gốc cây cổ thụ. Nó rất lợi hại, mẹ nó không ngờ còn có 6 con lợn mẹ khác. Thấy vẻ mặt hâm mộ của Diệp Phàm, Kiều Viên Viên không kìm nổi bóp đùi một cái, Diệp Phàm đau đến mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Có phải anh cũng muốn cưới 6 cô vợ không? Kiều Viên Viên hừ một tiếng. Không dám, anh có Viên Viên là đủ rồi. Diệp Phàm cười lớn nói. Anh thức thời lắm. Kiều Viên Viên hừ một tiếng sau đó lại hỏi. Sau đó thì thế nào? Sau đó, Diệp Phàm anh chiến đấu với lợn rừng. Diệp Cường bên cạnh hỗ trợ. Tuy nhiên bị con lợn ủi một cái, quẳng vào tảng đá không đứng dậy nổi. Chỉ còn một mình anh chiến đấu với con lợn kia. Con lợn kia rất lợi hại, lúc ấy tôi còn trẻ, tuy nói có chút bản lĩnh nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhị đẳng, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Thiếu chút nữa bị con lợn rừng cắn chết. Vì mạng sống, anh đâm con lợn một cái, nó chảy máu, anh sẽ liều mạng hút máu nó. Mà Diệp Cường liều mình đến ôm lấy hai chân sau của con lợn. Cuối cùng máu của con lợn bị tôi hút cạn. Tuy nhiên, khi con lợn chết, dân trong thôn nghe thấy chạy đến, thấy người anh đầy máu, miệng đầy máu. Cho nên, gọi tôi là Diệp miệng rộng. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Kiều Viên Viên vừa định cười, tuy nhiên, bị Diệp Phàm trừng mắt nhìn, Kiều Viên Viên che miệng nghe Diệp Phàm nói tiếp. Năm đó chuyện miệng anh rộng cắn chết lợn rừng làm náo động cả huyện. Những người lang thang của huyện Cổ Xuyên thấy anh đều gọi là anh miệng. Tuy nhiên sau đó anh không thích, nghe xong liền hừ vài tiếng, những người đó liền sửa thành Diệp Đại Bá. Tên này nghe cũng được anh liền đồng ý. Bà già, nhìn thấy chưa, đây là giấy tờ của ngôi miếu và khu mộ này. Chúng tôi để lại cho bà một ngày đã là anh thúc bảo nhân từ rồi. Nếu giống như tính tình của hỗn thế ma vương tôi đã đánh ngã người phá mộ như bà rồi, còn tính cái dám gì? Lúc này một giọng nói khá lỗ mãng vang lên. Hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim cũng đến rồi, ha ha, có phải là hảo hán cao thủ đều tập trung về huyện Cổ Xuyên của anh không? Một đám đạo trích đi, không ngờ dám nói rằng là Trình Công, thật sự là buồn cười. Diệp Phàm khinh thường hừ một tiếng. Miếu này tôi đã hỏi thăm rồi, ít nhất có lịch sử 300 năm. Nếu các ông có giấy tờ đất chẳng lẽ 300 năm trước đã biết việc này, đừng tưởng rằng các ông cấu kết với vài nhân viên của Cục Xây Dựng, Cục Đất Đai có thể làm chuyện xấu. Thiên hạ này vẫn có chính quyền, cho nên, đáng buồn cười là các ông thật mất mặt. Đi đi, đừng phá hỏng sự yên tĩnh của tôi. Tô Lưu Phương bình tĩnh nói. 300 năm trước, chẳng lẽ cậu có thể sống được 300 năm? Giấy tờ nhà đất này thể hiện rằng nhà nước thừa nhận đất này là của nhà họ Tần chúng tôi. Trình Tiểu Đông, đừng dài dòng với bà lão này nữa, mấy cậu đem hết đi. Tần Thúc Bảo công tử hừ nói. Được, anh Thái Bảo yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ làm cho bà lão này cút đi. Tuy nhiên, chúng ta đều là hảo hán, nếu làm hỏng đồ vật này nọ, chúng ta không bồi thường. Ví dụ như giường hay mấy đồ rách nát, ném vào đống rác cho bớt việc.
Hỗn Thế Ma Vương Trình Tiểu Đông hùng hồn nói. Dương, là khó đem đi. Như vậy đi, nếu là đem, thì phải chú ý một chút. Cứ như vậy đi, Tiểu Đông, tốt nhất cậu mua cho bà ấy một cái tốt nhất. Cái này, ném đi thôi. Miễn cho lúc chuyển mất thời gian, chúng ta căn bản không có thời gian làm việc này. Sang năm mới còn muốn lấy cái này, phiền quá. Trần Thúc Bảo thật ra là người hảo tâm. Anh Thúc Bảo thật sự là người hảo tâm, sang năm mới còn lo bà lão không có giường. Một giọng nói đáng khinh vang lên. Hừ, tiền tài làm người ta động lòng nhỉ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Anh nói bọn họ đang dương đông kích tây sao? Nhìn ngoài là vì khối đất này, trên thực tế nào nhằm vào chiếc giường làm từ cây tử đàn cổ của sư phụ sao? Kiều Viên Viên không ngốc, lập tức liền nghĩ đến việc này. Em thấy không, chiếc giường trong phòng của sư phụ em kia là từ Triều Thanh. Chiếc giường này các vương gia đã từng dùng. Nhà họ Tô ở Bắc Kinh không phải là hư danh, bọn họ thu gom những vật như thế này là hoàn toàn bình thường. Mà trong phòng của sư mẫu có rất nhiều đồ cổ như vậy. Ví dụ như chiếc bàn tròn kia, những chiếc ghế, ngoài ra còn cả chiếc giường, còn có bàn phấn. Mấy đồ này đem bán đấu giá không có 10 triệu tuyệt đối không được động vào. Nhà họ Tô thật sự là giàu có, không ngờ đồ dùng trong phòng của sư phụ em toàn là những đồ xa hoa, lợi hại. Diệp Phàm không khỏi cảm thán một câu. Không hẳn thế. Lúc này Kiều Viên Viên lắc lắc đầu. Sao thế? Diệp Phàm nhìn Kiều Viên Viên. Nghe sư phụ nói từ nhỏ bà đã thích những đồ này, cho nên bố mẹ yêu quý. Nói như chiếc giường kia, nghe nói vẫn là em của bà ngủ. Sau đó cho sư phụ, thật ra... Những người trẻ của nhà họ Tô không thích đồ cổ này. Đồ cổ chỉ được gia tăng giá trị lưu giữ thôi. Nếu lấy làm đồ dùng hàng ngày hỏng thì đáng tiếc. Huống chi, đồ cổ nhìn giống như đồ cũ, gia đình hiện đại dùng không thoải mái. Kiều Viên Viên nói. Đúng thế, xem ra sư phụ của em rất được yêu quý trong nhà họ Tô. Không khác gì em trong nhà họ Kiều đúng không? Hai người thật sự là một đôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Em có thế đâu. Kiều Viên Viên hừ một tiếng lườm Diệp Phàm. Ai nói gì về tôi vậy? Lúc này Tô Lưu Phương giọng điệu đã nặng lên không ít, trừng mắt nhìn mấy tên kia. Rất có tư thế muốn ra tay. Bà lão, muốn ra quyền với bọn tôi phải không? Đúng lúc, hai anh em chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bao cát. Hỗn Thế Ma Vương Trình Tiểu Đông hừ nói. Bà lão, cho bà một cơ hội cuối cùng, nếu không. Diệp Phàm phát hiện Tần Thúc Bảo thật sự là điệu đà. Đang mùa đông lạnh không ngờ trong tay còn cầm chiếc quạt. Tranh tượng cũng không cần phải giả dạng như vậy chứ. Ha ha, anh miệng rộng, một miệng cắn chết một con lợn rừng, hiện giờ đến lượt anh lên sân khấu rồi. Kiều Viên Viên nhỏ giọng cười nói. Đừng nóng vội để sư phụ em ra một chút quyền cước cũng tốt. Diệp Phàm cười nói. Anh nói câu này mà không biết xấu hổ, sư phụ em là phụ nữ, để bà ra quyền cước thì còn ra thể thống gì. Kiều Viên Viên bất mãn, bĩu môi dơ dơ nắm tay. Không việc gì, sư phụ của em ra tay tốt hơn. Em nghĩ xem, nếu việc này anh ra tay thật đúng là thành một tin tức lan rộng. Ngày mai chắc chắn sẽ đến lên trang nhất báo Giang Nam. Cái gì mà đồng chí Diệp Phàm đấu đá với nhóm lưu manh? Phó Chánh và phòng chủ tịch Đường đấu với nhóm lưu manh cứu người phụ nữ xinh đẹp. Mọi người sẽ thỏa sức tưởng tượng. Cũng có lý. Kiều Viên Viên gật đầu. Cũng biết rõ uy lực của truyền thông. Đương nhiên là có lý rồi. Sư phụ của em ra quyền đầu, chúng ta còn có thể cho Thái Bảo, Hỗn Thế Ma Vương tội danh đùa giỡn phụ nữ. Diệp Phàm cười lập tức lấy máy quay ra. Vậy thì danh dự của sư phụ cũng không tốt. Kiều Viên Viên giành lấy máy quay của Diệp Phàm. Đừng vội, máy quay này có thể làm chứng. Mấy tên khốn khiếp đùa giỡn phụ nữ bị đánh thành đầu heo. Em muốn đến lúc đó đăng báo rồi. Còn có nhóm lưu manh nào dám đến đây gây phiền toái sao? Đây cũng là vì sư phụ em thôi, tránh chuyện phiền toái sau này. Nếu không, em và anh cả ngày phải vướng bận những chuyện này. Hơn nữa Tô tiểu thư cũng thật lạ, không cho bảo mẫu ở cùng. Em nghĩ xem, hiện giờ người xấu chuyện gì mà không làm được. Nếu ban đêm sư phụ em ngủ say, người ta muốn làm gì đó không phải là phiền toái sao? Diệp Phàm nghiêm túc nói. Vậy làm cho sư phụ nổi tiếng. Kiều Viên Viên cắn răng nói. Có lẽ sư phụ em vừa lên tiếng, nơi này cũng không ở được. Về nhà họ Phí không phải là tốt sao? Diệp Phàm lại đưa ra một cớ nữa.
mau chụp đi, bên kia ra tay rồi. Kiều Viên Viên chỉ về phía trước nói. Bốp một tiếng vang lên. Diệp Phàm hào hứng phát hiện hỗn thế ma vương Trình Tiểu Đông một cước chưa đá đến người Tô Lưu Phương trên mặt không ngờ đã trúng một cái bạt tai của Tô Lưu Phương. Bị đánh một cái lồng lên như con thú, hét lên. Đánh chết người đàn bà này. Người này tùy tay nhặt một cây gậy trên mặt đất, vọt người từ trên không trung lao thẳng về phía Tô Lưu Phương. Tô Lưu Phương hừ lạnh một tiếng, một dải băng trong tay bay lên cuốn lấy tên kia. Tiếp theo là kéo lại. Trình Tiểu Đông rất tự nhiên, phóng khoáng ngã nhào từ trên cao xuống. Ngập xuống thành hố nhỏ, cả người toàn là bùn đất và cây cỏ, mặt tái xanh. Hơn nữa, miệng cũng đầy bùn. Chương 2044, tích chút công đức. Đàn bà thật sự có tài, mọi người cùng tiến lên. Tần Thúc Bảo công tử vung cây quạt lên, mười mấy tên cười khinh bỉ nói. Tốt, cùng nhau lên. Từ lên này đầy ẩn ý, Kiều Viên Viên không kìm nổi muốn vùng lên. Tuy nhiên bị Diệp Phàm cứng rắn ngăn lại. Một hồi âm thanh hỗn loạn vang lên. Không lâu sau toàn bộ ngã hết xuống đất. Thúc Bảo công tử bị Tô Lưu Phương hung hãn dẫm lên một cước, sau đó có nhân đạo hay không khó nói. Rất thảm là gậy gộc của mình cũng đau đến nỗi phải hét lớn lên. Tất nhiên, cây quạt đã rách nát bên cạnh rồi. Còn Tô Tiểu Thư vẫn bình tĩnh đứng đó ánh mắt khinh bỉ nhìn mấy vị hảo hán. Nên mời các đồng chí cục công an ra tay. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Bí thư Lưu đầu năm đã không được yên tĩnh rồi. Giọng Diệp Phàm có vẻ bất mãn nói. Tất nhiên là nói về nhân vật số 1 của huyện Cổ Xuyên Lưu Nhất Vĩ. Chủ nhiệm Diệp, xảy ra chuyện gì, ngài nói đi, tôi nhất định nghiêm túc xử lý. Lưu Nhất Vĩ liền thể hiện thái độ ngay. Diệp Phàm nói qua về mọi chuyện, đương nhiên cũng nói cho những người đứng đây nghe. Tôi lập tức cho trưởng phòng công an huyện Vi Ngôn dẫn người đến đó. Lưu Nhất Vĩ nói, không đến mấy phút sau đã sang năm mới, cảnh sát huyện Cổ Xuyên xuất động cũng rất nhanh. Diệp Phàm nhìn 7-8 cảnh sát miệng thở hổn hển, chạy với tốc độ hàng trăm mét lên đây. Người chạy đầu tiên là một người béo, Diệp Phàm không biết người này. Bởi vì trưởng phòng công an huyện Cổ Xuyên không béo, ngược lại rất gầy. Trước kia Diệp Phàm đã gặp qua. Người này từ ngày tốt nghiệp đã công tác ở đồn công an ở Cổ Xuyên, rồi đi đến vị trí cục trưởng như bây giờ coi như là phe Cổ Xuyên, người chạy thứ hai không ngờ là thư ký của Lưu Nhất Vĩ Trần Hiểu. Thấy Diệp Phàm và Kiều Viên Viên đi ra, Trần Hiểu từ xa đã chào hỏi. Chủ nhiệm Diệp, bí thư Lưu hiện đang ở Mạc Hương cho nên giao cho tôi cùng bí thư Trương Phong đến đây. Hóa ra người chạy đầu tiên không ngờ là bí thư đảng ủy công an huyện Cổ Xuyên Trương Phong có lẽ vẫn chú ý đến chạy trốn. Theo lý mà nói thì người như gã không có khả năng chạy nhanh như vậy, sao có thể chạy bằng những cảnh sát trẻ tuổi phía sau. Mà người đang ngẩn ngơ chạy phía sau gã. Lãnh đạo phía trước binh phía sau thôi, chỉ có như vậy mới thể hiện được năng lực lãnh đạo, thể hiện một chút trước mặt cấp trên là Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, chúng tôi đã tới chậm. Bí thư Trương vẻ mặt hổ thẹn giơ tay nắm chặt tay Diệp Phàm. Đương nhiên Diệp Phàm giơ một bàn tay. Không muộn, các anh hành động nhanh lắm, mới năm mới đã phiền các anh, ngại quá. Diệp Phàm nói rất nhã nhặn. Mấy người cảnh sát cũng khá thoải mái. Tuy không biết người gọi là chủ nhiệm Diệp này là ai nhưng nếu ngay cả thư ký của bí thư huyện ủy Lưu Nhất Vĩ và bí thư đảng ủy công an Trương Phong đều nhanh chóng chạy lên đây thì chắc chắn người này không đơn giản. Nói chi vậy, bảo vệ bình an là nhiệm vụ của công an chúng tôi. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, nào có phiền toái gì. Lúc này phía sau Trương Phong bước ra một người mũi cao, đẹp trai phong độ nói. Người này nói hơi có vẻ cung kính. Tiến lên trước mặt Diệp Phàm chào theo nghi thức cảnh sát, nói. Chủ nhiệm Diệp khỏe, tôi là người của Cục Công an thành phố Mạc Hương Phạm Đông. Phạm Đông. Diệp Phàm nhắc lại một câu nhìn Phạm Đông, suy nghĩ một chút, thật sự là nghĩ không ra. Trước kia lăn lộn với Vu Kiến Thần rất nhiều cảnh sát của Cục Công an thành phố Mạc Hương Diệp Phàm đều biết. Tuy nhiên đã nhiều năm qua, cảnh sát người còn người mất. Chủ nhiệm Diệp. Cậu ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Mạc Hương Phạm Đông. Gần đây vì có vụ án nên đón năm mới luôn tại huyện Cổ Xuyên. Trương Phong tiến lên giải thích. Ha ha, Cục trưởng Vu Kiến Thần trước kia có lẽ cậu biết. Diệp Phàm cười nói, thuận miệng hỏi. Chủ nhiệm Diệp quen sếp Vu. Không thể tưởng tượng được Phạm Đông vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Cậu biết ông ấy.
Diệp Phàm không đáp hỏi ngược lại. Tôi là anh trai của Phạm Hoành Cương chủ nhiệm Diệp có thể không nghe nói qua, y công tác ở bộ phận bí mật của quốc gia. Phạm Đông nói. Phạm Hoành Cương, ha ha, Thanh Nghiêu có phải không? Diệp Phàm thản nhiên cười, không thể tưởng tượng được lại nói đến gã. Ngày trước vị trí của Phạm Hoành Cương vẫn là do Diệp Phàm thông qua Thiết Chiêm Hùng thu phục. Hiện giờ cũng không biết y đi chỗ nào, có thăng chức hay không. Đúng thế, xem ra chủ nhiệm Diệp biết anh ấy. Vẻ mặt Phạm Đông hơi chút đắc ý. Đương nhiên là biết. Diệp Phàm thuận miệng nói. Chúng mày dám bắt tôi, biết chúng tôi là ai không? Lúc này mấy người nghe được một tiếng hét của Trình Tiểu Đông quay đầu lại nhìn. Thấy người này đang giãy giụa không cho mấy người cảnh sát bắt. Người này cũng thật sự kiêu ngạo, không ngờ một cước đá bay một người cảnh sát. Tuy nhiên, người cảnh sát này ác hơn, tùy thế giẫm lên người, giẫm nát Trình Tiểu Đông, mặt cũng bị cảnh sát giẫm lên thiếu chút nữa đầy bùn đất. Bởi vì xung quanh khu mộ đều là mặt cỏ, bùn đất rất xốp. Kiều Viên Viên đang đứng thì thào với sư phụ Tô Lưu Phương. Tôi quan tâm gì đến anh là ai, việc này nói sau. Phạm Đông ra lệnh một tiếng, mấy người cảnh sát càng ra tay ác hơn. Chúng mày chờ xem, mời thần thì dễ đưa thần thì khó. Lúc này Thúc Bảo công tử thực ra bình tĩnh, nhìn mọi người một cái thản nhiên hừ một tiếng. Coi như mày là thần, thần cái con khỉ. Thúc Bảo công tử bị người cảnh sát đẩy một cái, người này thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mày tên gì? Tần Thúc Bảo lạnh lùng hừ nói, nhìn người cảnh sát một cái. Người cảnh sát này thực sự hoảng sợ, nhất thời có chút do dự. Những người cảnh sát này đều không phải là ngu ngốc, người có thể bình tĩnh đối mặt với cảnh sát như thế chắc chắn có ra thế. Nếu không đã không thế. Tôi là Phạm Đông, đội trưởng đội hình sự thành phố Mặc Hương. Muốn tìm thì tìm tôi là được. Lúc này Phạm Đông cũng lưu manh, tiến lên một bước vung tay lên nói. Đem nhóm người ngang nhiên đùa giỡn phụ nữ này bắt hết lại, lập tức lấy lời khai, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Chờ xem. Thúc Bảo công tử nhìn Phạm Đông một cái, hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không cần mấy người cảnh sát đẩy, tự bước xuống núi. Sau khi bọn chúng đi rồi, Diệp Phàm vẻ mặt ngại ngùng tiến lên nhìn Tô Lưu Phương nói. Ngại quá sư mẫu để sư mẫu bị làm phiền rồi. Không việc gì, một nhóm lưu manh thôi, sợ gì. Tô Lưu Phương rất bình tĩnh, giống như không hề xảy ra chuyện gì vậy. Sư mẫu, con thấy ở đây cũng không tốt, hay là về nhà con đi, hoặc là về lại nhà họ Phí cũng đúng. Dù sao ở một mình không có ai quan tâm cũng không tiện. Diệp Phàm đề nghị. Mấy tên lưu manh cũng làm cậu sợ rồi sao? Không cần lo lắng, tôi rất an toàn. Hơn nữa, tôi thích yên tĩnh, quen rồi cũng không sao cả. Tô Lưu Phương lắc lắc đầu vẻ mặt có chút u buồn nhìn bia mộ vô danh kia, thở dài nói. Cũng không biết sư phụ của con đi đâu, mấy năm không trở về, chẳng lẽ ông ấy? Hẳn không phải thế chứ? Không phải đâu, sư phụ sinh long hoạt hổ, chắc chắn không có việc gì. Có lẽ muốn đi chơi khắp nơi, con tin rằng ông ấy sẽ về nhà. Diệp Phàm vội vàng khuyên, bởi vì Tô Lưu Phương lại buồn, đôi mặt đã có chút đỏ. Tiếp theo tất nhiên là Kiều Viên Viên và sư phụ nói chuyện phiếm, tản bộ. Cơm chiều là do Tô Lưu Phương và Kiều Viên Viên làm. Thật đúng là đừng nói, Tô Lưu Phương là đại tiểu thư nhà họ Tô nấu đồ ăn cũng có chút đặc biệt, chứa đầy hương vị của triều thanh. Cô nàng nhà giàu đi ra, tay nghề không cần phải nói. Viên Viên, thức ăn sư phụ em nấu rất đặc biệt. Diệp Phàm ngắm bàn ăn đầy đồ ăn một cái, thở dài nói. Ý của anh là em làm không được phải không? Kiều Viên Viên như cười như không, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Khụ khụ, Viên Viên nhà chúng ta coi như cũng gần thế. Diệp Phàm cười quái dị. Diệp Phàm, cậu sai rồi, tất cả đồ ăn này đều do Viên Viên làm. Tôi chỉ đứng cạnh giúp cô một chút thôi. Lúc này Tô Lưu Phương bưng thức ăn ra cười nói. Cái này, không thể nào. Diệp Phàm có vẻ không tin. Lại nhìn những đồ ăn tinh xảo trên bàn kia. Viên Viên làm rất công phu, đồ ăn này là cô đã học xong, cậu có lộc đấy. Tô Lưu Phương mỉm cười một tiếng nhíu mày nói. Nếu Phương Thành có thể có lộc ăn như cậu thế này thì tốt rồi, đáng tiếc, mỗi ngày tôi nấu ăn cũng chưa có người đến ăn. Khi đi về, Diệp Phàm nhìn lại thấy bóng Tô Lưu Phương có chút hiu quạnh, không khỏi chạnh lòng. Sư phụ thật cô đơn. Kiều Viên Viên run run nói.
Sư phụ đang ở đâu? Diệp Phàm không khỏi nói thầm một câu. Buổi sáng ngày hôm sau theo phong tục của thành phố Mặc Hương, là đại lễ thứ hai là quỷ lễ. Cũng chính là lễ mừng năm mới thôi. Đến lúc đó nhà nhà đều ở trong nhà, ma quỷ các nhà về ăn Tết, ngày này khắp nơi đều yên tĩnh. Ngày đầu tiên thì khắp nơi là tiếng pháo, sang ngày hôm sau toàn bộ yên lặng. Cậu nhóc nào dám nổ pháo đảm bảo sẽ bị người trong nhà cho một gậy. Bởi vì, tiếng pháo vang lên, người quản gia sẽ về ăn Tết, ma quỷ sẽ chạy hết. Bởi vì là lễ quỷ cho nên cũng không thích hợp đến nhà nhau chơi. Bình thường ngày này mọi người thường lên núi đi bộ hoặc tụ tập đánh bài, mạt chược. Vất vả một năm mọi người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, bởi vì Diệp Phàm chuẩn bị sang năm đến nhà họ Vũ một chuyến nên muốn giải quyết chuyện của Tề Thiên, cũng không chờ được nhiều như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai Diệp Phàm lái xe thẳng đến thị trấn Lâm Tuyền. Bởi vì Diệp Phàm muốn đi tìm mẹ nuôi Diệp Kim Liên. Tin rằng mặc dù là lễ quỷ mẹ nuôi cũng không ghét mình về. Xe đến thị trấn Lâm Tuyền, không phải gọi là khu Lâm Tuyền. Bởi vì thị trấn đã được quy hoạch thành một khu của thành phố Mặc Hương. Cùng cấp bậc với khu Hồng An, Thiên An, cũng chính là khu hành chính cấp huyện. Nghe nói lãnh đạo còn cao hơn một nửa quy cách. Diệp Phàm chạy thẳng đến Hồ Ly Lĩnh, bởi vì chỗ này khá cao. Trước kia Hồ Ly Lĩnh chỉ là một ngọn núi hoang của thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm nhớ rõ lúc trước trên đỉnh núi có một tòa tháp nhỏ, đó là tòa tháp đá cao khoảng 10 mét. Mà xung quanh tháp cổ đều là cỏ dại. Đứng ở Hồ Ly Lĩnh có thể thấy toàn cảnh thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm lúc đó cũng thường xuyên chạy bộ lên đỉnh núi này để ngắm toàn cảnh thị trấn Lâm Tuyền. Tuy nhiên, trước khác giờ khác. Lúc này từ đường cái đã có bậc đá mấy trăm bậc lên đến đỉnh núi. Xung quanh tất cả đều là cây cối hoa cỏ, chân núi là bãi đỗ xe có thể đỗ hơn 10 chiếc xe. Chỉ dùng đá để giải, có vẻ khá sạch sẽ. Hiện giờ đang đỗ hai xe buýt còn cả ba chiếc Audi. Thế nào nhỉ, một ngọn núi chẳng lẽ thành khu du lịch? Diệp Phàm nhìn lên đỉnh núi có chút nghi ngờ tự hỏi một câu. Câu nhóc, tích chút công đức. Lúc này bên cạnh có một ông cụ cầm theo một cái lồng chim, có chút bất mãn nhìn Diệp Phàm hừ một tiếng. Chương 2045, truyền kỳ về chủ tịch Diệp. Diệp Phàm liếc nhìn ông ta một cái, không biết người này có ý gì. Tiểu tử, cậu lần đầu tới đây à? Ông cụ hỏi. Đã từng tới rồi. Diệp Phàm nói. Vậy thì cậu càng không nên nói đỉnh hồ ly của chúng tôi như vậy. Ông cụ vẻ mặt nghiêm túc nói. Lẽ nào Hồ Ly Lĩnh có ý nghĩa gì khác sao? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Tiểu tử, cậu không biết đâu. Lâm Tuyền trước kia chỉ là một thị trấn, mà nhờ tay chủ tịch thị trấn Diệp Phàm khi đó, mới bắt đầu phát triển. Cho đến tận hôm nay, Lâm Tuyền chúng tôi từ thị trấn trở thành một khu hành chính trực thuộc thành phố Mặc Hương, thoát ly khỏi Ngư Dương. Những điều này, đều là do công của chủ tịch Diệp. Nghe nói chủ tịch Diệp bây giờ làm quan lớn, ôi! Cũng không quay lại liếc mắt nhìn một cái nào. Có phải đã quên nhân dân Lâm Tuyền rồi không? Mà Hồ Ly Lĩnh này, chính là nơi chủ tịch Diệp khi xưa thường xuyên tới chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Chủ tịch Diệp trước kia thường tập quyền cước thể hình. Cậu chắc không rõ lắm, hiện nay cũng có nhiều người tới đây chạy thể dục buổi sáng. Tất cả mọi người đều nói muốn lây chút may mắn của chủ tịch Diệp. Ông cụ có vẻ rất tự hào nói. Ô ý, xem ra vị chủ tịch Diệp kia thật là nổi tiếng. Diệp lão đại tự dưng thấy rất oai, miệng cũng thản nhiên nói. Chẳng thế nữa, tiểu tử, chắc cậu không biết đấy thôi. Nơi ở của chủ tịch Diệp khi trước giờ thành nhà lưu niệm Diệp Phàm. Quán cơm Xuân Hương mà trước kia chủ tịch Diệp thường đi ăn cơm uống rượu hiện nay đổi thành khách sạn Xuân Hương. Nghe nói vẫn là nơi tiếp khách quan trọng trong khu. Cụ ông ngửa đầu lên, nói. Đúng là thành người nổi tiếng rồi. Diệp Phàm thuận miệng cười cười. Đi dọc theo thềm đá hướng lên trên núi. Lúc đến đỉnh Hồ Ly, Diệp lão đại lập tức ngơ ngẩn. Hắn dụi mắt một chút, thi triển cả mắt ưng nhìn đi nhìn lại. Đúng là không hoa mắt, ở nơi cao nhất của đỉnh Hồ Ly, cũng chính là trên mấy tảng đá lớn đó, dưới tòa tháp cũ đó đặt một tảng đá lớn đứng trơ trọi. Tuy nhiên, trên đầu tảng đá này, lại là một pho tượng mẫu, không phải tượng Diệp lão đại thì còn ai vào đây? Bức tượng này không ngờ là đúc bằng đồng thau. Bức tượng đúc cảnh Diệp Phàm đang giơ một bàn tay lớn, chỉ hướng về toàn bộ khu Lâm Tuyền. Dường như có cảm giác giơ tay che cả thiên hạ, có khí khái to lớn của cả Giang Sơn. Ai làm vậy?
Ba từ này xuất hiện ngay trong đầu Diệp Phàm. Các em, đừng làm ồn, mọi người yên lặng một chút nghe cô giáo kể chuyện truyền kỳ của Chủ tịch Diệp trước đây. Lúc này, một đám đội viên thiếu niên Tiền Phong đang làm ầm ĩ, vừa nghe tiếng của một cô giáo diện mạo thanh tú, tất cả đều im lặng, ngẩng đầu nhìn pho tượng cao tới 7-8 mét. Cô giáo, đây là tượng của Chủ tịch Diệp đại danh cao tựa đỉnh đồng đó sao? Lúc này, một đứa bé trai mặt mũm mĩm chỉ vào pho tượng Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, chính là chú ấy. Chủ tịch Diệp đang phấn chấn giơ tay quy hoạch bản kế hoạch tương lai của khu Lâm Tuyển chúng ta. Nếu không có chú ấy, khu chúng ta bây giờ vẫn còn là một thị trấn nhỏ, làm gì có mở rộng quốc lộ, các tòa nhà thương nghiệp phát triển, làm gì có cơm ngon canh ngọt. Cô giáo cắt tóc ngắn ngang tai bắt đầu nói chuyện. Chủ tịch Diệp thực sự lợi hại vậy sao? Một đứa bé trai gầy nhom khác không kìm nổi hỏi, hai mắt phụt sáng có chút không tin. Dám hoài nghi mình. Nhóc con này đúng là to gan, Diệp lão đại trong lòng hừ một tiếng. Lý Tiểu Hổ, cậu thật là ngốc. Đứa bé mũm mĩm lúc trước hừ nói. Cậu mới ngốc ý, đồ béo như tượng chư, ngày nào cũng chỉ biết ăn. Xem người cậu kìa, chẳng mấy thành chư bát giới. Lý Tiểu Hổ bất mãn, trừng mắt nhìn đứa bé mũm mĩm kia, liếc mắt một cái nói. Cậu ngay đến cả Chủ tịch Diệp cũng không biết thì chẳng phải là ngốc thì là gì. Còn dám nói tớ. Cái gì văn hóa, chẳng phải cô đã từng nói sao? Người như cậu, người ta gọi là thất học, biết không? Đứa bé béo cãi lại, đứa bé này có vẻ có chút kiêng nể đứa bé gầy kia. Không kìm được nhìn mặt đứa bé gầy, trong lòng không khỏi giật mình, Lý Tiểu Hổ này chẳng lẽ là con của Lý Tuyên Thạch? Hình dáng có chút giống. Lý Tuyên Thạch là cao thủ tứ đẳng, hiện nay đã là người nổi tiếng ở thành phố Mạc Hương rồi. Lúc trước Diệp Phàm đặt tên cho công ty đập nước Thiên Thủy của bọn họ chính là lấy tên công ty đập nước Thiên Thủy. Còn hiện nay nghe nói đã đổi thành tập đoàn đập nước Thiên Thủy từ lâu. Đồ ngốc, tớ chỉ là có chút nghi ngờ, cũng không phải là không tin Chủ tịch Diệp. Cậu béo, cậu chắc không biết đâu. Chủ tịch Diệp trước kia thường xuyên tới nhà tớ ăn cơm uống rượu, nghe bố tớ nói, Chủ tịch Diệp là một vị quan tốt. Trước kia còn xưng huynh đệ với chú ấy, ăn cơm bát to. Uống rượu chén lớn, rất sảng khoái. Chỉ có điều, tuy nhiên, tớ lúc ấy quá nhỏ, chưa từng gặp Chủ tịch Diệp. Lý Tiểu Hổ có chút tiếc nuối lắc đầu, nói. Tặng cho cậu, Lý Tiểu Hổ, cậu nói rất đúng. Diệp Phàm đi tới, lấy trong cặp ra một khối điêu khắc ngón tay chạm ngọc của người nổi tiếng đưa cho Lý Tiểu Hổ. Sau đó, xoay người đi. Này này, ba cháu từng nói, không thể lấy đồ lung tung của người lạ, chú cầm lại đi. Chẳng phải là một khối ngọc điêu khắc sao, không đáng tiến, chẳng có thành ý gì cả. Lý Tiểu Hổ giơ tay hướng về phái Diệp Phàm hô lên. Cậu bé có chút khinh thường nhìn nhìn khối điêu khắc ngọc thô đầu ngón tay trong tay mình, có chút xem thường thứ đồ chơi này. Bởi vì, Lý Tuyên Thạch hiện nay cũng có nhiều tiền thế lớn. Người ta cũng được xếp vào hàng các đại gia của thành phố Mạc Hương. Lý Tiểu Hổ là con trai của Lý Tuyên Thạch, từ nhỏ cũng nhìn quen mấy thứ đồ chơi này. Cũng không có gì ngạc nhiên. Ha ha, không thích thì vứt bỏ đi. Diệp Phàm không quay đầu lại, trả lời một câu, đi nhanh xuống núi. Ai thích thì cầm đi, tôi cũng chẳng cần, thức ngón tay thô này. Lý Tiểu Hổ không ngờ có chút khinh bỉ, cầm khối ngọc trạm kia ném đi. Diệp Phàm đi được chưa xa lắm, không khỏi có chút buồn bực. Lòng thầm nói, đồ của mình chẳng lẽ lại chẳng có chút ý nghĩa nào đến vậy sao? Tiểu Hổ, cậu không cần thì cho tớ được không? Cậu béo hơi thích thứ đồ này, vẻ mặt hâm mộ nói. Cho cậu. Lý Tiểu Hổ không nghĩ ngợi gì liền ném cho cậu béo, thấy cậu ta vui mừng tới nỗi cười không ngậm miệng lại được. Lý Tiểu Hổ chu cái miệng nhỏ nhắn, còn có chút khinh thường nói. Cậu béo, một khối ngọc trạm đáng giá mười mấy đồng đã khiến cậu vui đến thế. Thật là chưa từng nhìn thấy cái gì hoành tráng. Ở nhà tớ còn có một khối to bằng cái đầu tớ. Nghe nói gọi là Thọ Sơn Thạch Điêu, một cái đã lên tới 2-3 triệu nhân dân tệ. Câu này của Lý Tiểu Hổ, đương nhiên khiến cho mấy chục bạn học đều chật chật một tiếng đầy ngưỡng mộ. Cái này thì kể gì, bà tớ còn từng nói, lần sau phải làm một cái khoảng hơn chục triệu để làm bảng hiệu đặt trước tòa nhà tổng bộ đập nước Thiên Thủy của chúng ta, thật là oai. Lý Tiểu Hổ tự hào. Ừ, cậu béo, mặt sau của khối ngọc này còn khắc chữ. Lúc này một cô bạn đang cùng tiểu bàn tử chơi khối ngọc thô hình ngón tay kia bất ngờ kêu lên. Có chữ viết thì có gì mà lạ, Dương Thái Điệp,
thật sự là rất ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không chẳng phải để lại nước tiểu để lưu danh trên ngón tay của Như Lai Phật Tổ đó sao, nhìn thấy có mấy chữ mà cũng ngạc nhiên đến thế, đúng là tầm thường. Lý Tiểu Hổ nhìn bạn học Dương Thái Điệp đầy khinh bỉ. Là có chữ. Câu béo gật gật đầu, há miệng to hơn chút nữa không ngậm lại được, kêu lên. Sao lại là cái tên này, sao lại chính là cái tên này? Kêu gì mà kêu, tớ nói La Phong, cậu thực sự chưa từng thấy thế giới rộng lớn. Một cái tên thì có gì đáng ngạc nhiên? Lý Tiểu Hổ lại hừ giọng. Không phải, cái này, Lý Tiểu Hổ, không, cô Trương, cái tên này sao lại là Diệp Phàm? Cậu béo La Phong có chút lắp bắp nói. Cái gì, Diệp Phàm? Cô Trương sửng sốt, vội vàng chạy tới cầm lấy khối ngọc nhìn kỹ, miệng thầm nói. Rời khỏi nhà đã mấy năm, giọng quê vẫn như xưa. Trẻ nhỏ nhìn thấy không quen, hỏi thăm khách từ đâu tới. Đây đương nhiên là Diệp lão đại đổi bài, Hồ Hương ngẫu thư của Hạ Chi Trương thành bài thơ 5 câu của mình. Đề tặng phía sau, Diệp Phàm cổ xuyên tặng. Vừa rồi chính là chủ tịch Diệp. Cô giáo Trương hưng phấn nói, bước mấy bước xuống dưới núi, chỉ nhìn thấy đuôi chiếc xe hơi nước Cherokee của Diệp Phàm. Đúng là chủ tịch Diệp, lúc này tớ mới nhớ, dáng vẻ người vừa rồi rất giống pho tượng. Lúc này, một cô bé cũng kêu lên, lập tức, toàn bộ đám học sinh đều nhốn nháo. Cậu béo, trả tớ đây. Lý Tiểu Hổ rất khí phách giơ tay ra định cướp lại khối ngọc trạm. Không đưa, là cậu không cần mới cho tôi. Tất cả mọi người đều nghe thấy, cô Trương cũng nghe thấy. La Phong vội vàng đem khối ngọc trạm nhét vào túi mình, Lý Tiểu Hổ nhìn thấy, nóng nảy, vồ tới xé túi quần của La Phong, miệng hét lớn. Đây là chú Diệp tặng cho Tiểu Hổ, cậu dám không đưa, tớ sẽ cho cậu biết tay. Không đưa là không đưa. Đây là cậu không cần, làm gì có chuyện tặng cho người khác rồi còn đòi lại. Cô Trương, Lý Tiểu Hổ muốn đánh người, đánh người. Cậu béo thực ra rất nhát gan. Hơn nữa, Lý Tuyên Thạch của đập nước Thiên Thủy mọi người đều biết. Người ta có quyền có thế, tuy nhiên, lần này thái độ của La Phong rất kiên quyết. Cậu bé cố sống cố chết nắm chặt túi quần mình, trên người cũng bị hai quyền rồi nhưng vẫn không quan tâm. Lý Tiểu Hổ, dừng tay. Lúc này, cô Trương vẻ mặt nghiêm khắc dạy dỗ Lý Tiểu Hổ. Lý Tiểu Hổ đỏ mặt, mắt long lên, cúi đầu, cậu bé nhìn tiểu bàn tử, nói. Cậu béo, tớ dùng 100 nhân dân tệ mua lại được không? Không bán. Cậu béo không nghĩ ngợi, lắc đầu từ chối luôn. 500 tệ, bán không? Lý Tiểu Hổ cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Nhất định không bán, cậu đưa bao nhiêu tôi cũng không bán. Cậu béo cũng chưa từng quyết tâm lớn đến thế. 5.000 tệ bán không? Lý Tiểu Hổ răng nghiến kèn kẹt, bởi vì, đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của cậu bé. Không bán. Không ngờ rằng cậu béo không chút nghĩ ngợi, cái đầu lắc lắc từ chối thẳng thừng. Vậy cậu nói đi, phải bao nhiêu? Lý Tiểu Hổ đùa giỡn, đồng ý bỏ ra bất cứ giá nào. Bao nhiêu cũng không bán, tớ thích cái này, nó đã là mục tiêu của cuộc đời tớ. Không ngờ La Phong ngẩng đầu đối diện Lý Tiểu Hổ. Cậu! Lý Tiểu Hổ mặt sưng lên đỏ bừng, nắm tay vang lên răng rắc, tuy nhiên, cô Trương ở đây, cậu ta không dám đánh. Nghe nói, cậu béo La Thăng vẫn luôn đeo hình điêu khắc Diệp Phàm tặng trên cổ, hơn nữa, ánh sáng cầu tử của Diệp Lão Đại vẫn luôn che chở cho cậu bé này. Chương 2046, Khách sạn Xuân Hương. Cầm báu vật điêu khắc bằng ngọc trong tay Diệp Phàm cảm thán không dứt. Có thể nói Diệp Phàm cũng đã không bạc đãi y, cho y cái chức chủ tịch thành phố. Đương nhiên, La Phong cũng là người có năng lực. Diệp Phàm chỉ là làm nên cái ân tình thuận nước dong thuyền, làm ơn mà không tốn công sức thôi, chuyện này tạm thời không đề cập tới nữa. Khách sạn Xuân Hương, đứng trước khách sạn do Phạm Xuân Hương mở, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao 13 tầng, lại trông sang mấy chiếc BMW, Audi trên bãi đỗ xe, thêm vào đó là đám cán bộ hay chọc phú uống đến mặt mũi đỏ gay. Diệp Phàm không khỏi có chút thổn thức trong lòng. Diệp Phàm lặng lẽ vào khách sạn, gọi vài món ăn, một cút rượu gạo địa phương do tập đoàn Thiên Thủy sản xuất, ngồi ở một góc khuất trên nhà ăn lầu 2 Nhâm Nhi. Tuy nhiên, cũng không có thấy Phạm Xuân Hương. Hiện giờ cô đã là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Xuân Hương, hiện tại phỏng chừng đang ngồi trong phòng làm việc sưởi ấm. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc khoác tay một cô gái xinh đẹp trong bộ sườn xám màu phấn hồng bước tới. Người này chính là em họ của Lý Tuyên Thạch,
tên Lý Ngưu. Tuy nói họ đều đã rời khỏi đập nước Thiên Thủy được 5-6 năm, tuy nhiên, Lý Ngưu cũng không có thay đổi bao nhiêu. Trước kia khi Diệp Phàm còn ở đập Thiên Bất thì Lý Ngưu hơn 20 tuổi, hiện giờ cũng đã 30. Năm tháng cũng không lưu lại trên vẻ bên ngoài của y nhiều dấu vết. Năm đó Lý Ngưu đang độ tráng niên, tư thế hiển nhiên là cường tráng bá vương lắm chứ. Một chút thay đổi khá rõ ràng chính là vòng hai của Lý Ngưu đã lồi ra bên ngoài rất nhiều. Khả năng là mấy năm nay phát tài, có tiền nên cũng lười động tay động chân, cho nên, thân thể có mập lên kha khá. Đề nghị mọi người chú ý lắng nghe một chút, trưa hôm nay, trưởng ban an ninh tập đoàn Thiên Thủy chúng tôi là Lý Ngưu tiên sinh cùng đại tiểu thư Thiếu Thái Vân tổ chức lễ đính hôn tại đại sảnh lầu 2. Trưởng ban Lý nói, bởi vì xem ngày quyết định quá đột ngột. Cho nên, xin lỗi mọi người, hễ là khách dùng cơm ở lầu 2 trưa hôm nay, mặc kệ là ăn uống nhiều ít đều sẽ do trưởng ban Lý chiêu đãi. Tuy nhiên, xin phiền mọi người một chút, bởi vì là chuyện quyết định đột ngột, cho nên, toàn bộ lầu 2 đều phải dành để tổ chức lễ đính hôn cho trưởng ban Lý. Các vị các quý ông quý bà, phụ lão hương thân dùng cơm ở đây đều mời đến phòng VIP mé phải lầu 2 tiếp tục dùng cơm. Mọi chi phí, trưởng ban Lý sẽ chi trả. Hơn nữa, hôm nay là ngày vui của trưởng ban Lý, mỗi người còn được lì xì không ít. Cho nên, mời mọi người mau đến đó, sẽ đều có nhân viên phục vụ chu đáo. Lúc này, một người trung niên vẻ mặt vui mừng lớn tiếng tuyên bố. Người trung niên vừa dứt lời, những người khách đang dùng cơm đều tỏ vẻ vui mừng tự động đứng lên đi về phía phòng VIP. Đây là dịp không tiêu đến tiền mà còn lì xì, hơn nữa, lại là chúc phúc cho người khác, như vậy thì thật là tốt, hà cớ chi mà không làm. Tiện cho mình cũng tiện cho người, tính giác ngộ của dân chúng Lâm Tuyền vẫn là rất cao. Tuy nhiên, không may là Diệp Phàm, nhân vật khai sáng cái quận Lâm Tuyền này lại không có được cái đức tính giác ngộ đó. Tất cả mọi người đi rồi, liền chỉ còn hắn ngồi đó mà tự nhâm nhi. Nhưng cũng may là lúc này khách khứa hai họ Lý gia đều đang chen chúc vào đại sảnh, cho nên, cũng không ai chú ý tới góc chỗ đồng chí Diệp Phàm đang ngồi. Không thể ngờ được Lý Ngưu lại cùng Tiếu Thái Vân kết thành một đôi. Diệp Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, năm đó, Tiếu Thái Vân là em gái cưng của đại ca trong đám Lâm Tuyền Tam Bá, Tiếu Hổ Thạch. Năm đó còn mở cái nhà ca múa nhạc Lam Nguyệt. Tiếu Thái Vân ỷ vào cái danh thủ lĩnh của ông anh ở Lâm Tuyền nên cũng là rất kiêu ngạo. Tuy nhiên, sau lại gặp Diệp Phàm nên cũng coi như xui xẻo. Kế hoạch lớn năm đó của Diệp Phàm là khắc chế cho được Tiếu Thái Vân. Khiến Tiếu Hổ Thạch buộc muội chỉ nhận lỗi với Diệp Phàm. Bởi vì, thủ lĩnh chính là nhờ vào nắm tay to. Diệp Phàm chẳng những là quan trên, hơn nữa nắm tay lại khá to nên đương nhiên là có sức ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên, Lý gia Tiếu gia không ai phát hiện ra Diệp Phàm cũng không phải là sẽ không có ai phát hiện ra hắn. Diệp Phàm đang nhâm nhi thì người trung niên vừa rồi lên tiếng đã bước tới. Hắn đánh giá Diệp Phàm trong giây lát rồi rất có lễ phép mà thưa. Vị tiên sinh này, rất xin lỗi. Tôi là giám đốc điều hành khách sạn Xuân Hương, Phạm Thế Nhân. Quý khách cần gì xin mời cứ việc chỉ bảo, tuy nhiên, vẫn phải mời quý khách đến phòng VIP dùng cơm. Hết thảy chi phí đều sẽ ghi vào sổ của trưởng ban Lý Ngưu. Phạm Thế Nhân. Diệp Phàm miệng nhắc lại một câu, mới nhớ lại hình như người này chính là chú bác gì đó của Phạm Xuân Hương. Trước kia khi đến nhà cô ta có gặp qua một lần, chỉ là tạm thời không nhớ ra. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng phát hiện, giờ phút này, Phạm Thế Nhân đột nhiên thân mình chấn động, hai mắt đồng tử mở to. Người trung niên có chút như nhìn không rõ, không ngờ còn day day mắt, lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm đến vài lần, miệng há hốc không thốt ra lời. Không cần võ đoán, tôi chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm thản nhiên cười, biết Phạm Thế Nhân đã đoán ra thân phận của mình, lại tiếp. Tuy nhiên, tôi cứ thích ở trong này ngồi một lát, chú đừng kinh động bất cứ ai, cứ để tôi xem bọn họ đính hôn đi, ôi, đính hôn, chắc là rất lãng mạn đây. À, giám đốc Phạm Thế Nhân không nhịn nổi khẽ kêu lên một tiếng rồi lại khẩn trương bưng kín miệng mình lại, phát hiện cũng không khiến cho người ta chú ý mới nhỏ giọng chào Diệp Phàm. Là chủ tịch thị trấn Diệp. Diệp Phàm mỉm cười gật gật đầu. Vậy thì hay quá, mời ngài cứ thư thả mà dùng. Giám đốc Phạm nhỏ giọng rồi co giờ lướt nhẹ, tuy nhiên, Diệp Phàm còn dặn dò theo một tiếng, không cho y đem chuyện mình đến để lọt ra ngoài. Giám đốc Phạm cũng gật đầu, tuy nhiên, không lâu sau,
một nữ nhân viên phục vụ trẻ sinh đã bày ra cho Diệp Phàm một bàn đầy đồ ăn. Nhìn vào đám đĩa bát bằng bạc kia cũng lượng chừng đều là các món tủ của khách sạn Xuân Hương. Bạn hiểu, bàn của anh rất phong phú đó. Toàn bộ 8 món ăn nổi danh nhất của Xuân Hương Tửu Lầu đều dọn ra cho anh rồi. Lạ thật, sao bàn của tôi lại không giống? Lạ quá. Lúc này, một người khách từ bàn bên cạnh chuyển sang phía Diệp Phàm. Vị khách này còn tưởng rằng Diệp Phàm cũng là tân khách đến chúc mừng. Tiếu gia và Lý gia đều là nhà giàu, hơn nữa Lý gia tiền nhiều thế lớn, khách quý đến đây không ít. Không lâu sau, Lý Ngưu dẫn Tiếu Thái Vân bước nhanh ra đón tiếp, Diệp Phàm phát hiện, bí thư quận ủy đương nhiệm của quận Lâm Tuyền, ủy viên thường vụ thành ủy Mạc Hương là đồng chí Đoàn Hải dẫn theo một đám cán bộ nhà nước tiến vào. Bọn họ được đám người Lý Ngưu ân cần dẫn đến cái bàn lớn ở trung tâm có thể ngồi được đến 20 người. Tuy nhiên, Diệp Phàm không có nghe thấy được giờ này trên đường tới Thiên Thủy, trong một chiếc BMW, Lý Tuyên Thạch đang thóa mạ đứa con Lý Tiểu Hổ, hừ nói. Cái thằng nhóc này, ngay cả chú Diệp nhà mày cũng không nhận ra. Mày có phía con Lý Tuyên Thạch tao không vậy? Không phải con bố thì con ai? Nhưng thật ra rất là lạ. Lý Tiểu Hổ cãi lại một câu, y thực ra không có sợ Lý Tuyên Thạch. Thằng nhóc khốn kiếp, không ngờ lại dám hoài nghi bố mày. Lý Tiểu Hổ trong nháy mắt liền đã ăn trúng một bạt tai của Lý Tuyên Thạch, họ Lý liếc nhìn đứa con một cái, bảo. Tiểu tử thối, chuyện phiền toái do chính mình gây ra còn muốn bố đến chùi đít. Hôm nay là ngày vui của chú Lý Ngưu, không ngờ lại bắt bố mày chạy lên chạy xuống thế này. Ông bố à, không phải bố vừa nghe nói chú Diệp đã trở lại thì lập tức cao hứng đến thiếu chút nữa là hất tung cả bàn làm việc. Còn vội vã nói phải về chỗ lão cung mà ôm cây đợi thỏ đó sao? Giờ lại còn đi oán tôi, nếu không phải tôi bắn tin cho bố thì bố còn chẳng hay biết gì nữa là. Giờ lại còn ngờ tôi, hớp rượu nhạt của chú Lý thì có gì mà tiếc. Một ông bảo vệ quen, hay là để tôi gọi chú Trương đưa tôi về, bố không cần về nhà nữa. Lý Tiểu Hổ mồm miệng cứng cỏi, Lý Tuyên Thạch bị y cãi đến thiếu chút nữa là nghẹn họng. Ông ta trợn trừng hai mắt, nhìn chòng chọc thằng con, thiếu chút nữa là lái xe xuống rãnh thoát nước. Thằng nhóc này. Mày coi coi, hai bố con ta thiếu chút nữa là toi rồi. Lý Tuyên Thạch lại muốn bợp cho thằng con cái nữa, tuy nhiên, đã bị Lý Tiểu Hổ nhanh nhẹn tránh được. Ôi, chú Diệp nhà mày có thay đổi gì không ta? Lý Tuyên Thạch thở dài, cũng là đã lâu không gặp Diệp Phàm. Trước kia con chưa gặp qua chú ấy, nên không biết chú có thay đổi gì không. Nhưng mà thôi, hiện tại chú Diệp xem ra rất cao lớn oai vệ, bộ dạng rất đẹp trai. Ông bố ạ. Nghe nói chú Diệp làm quan to nữa đấy. Lý Tiểu Hổ liếc nhìn ông bố một cái, hừ nói. Đương nhiên là làm quan to rồi, nghe nói là lên trung ương đảm nhiệm chức gì to lắm. Tiểu tử, khi gặp chú Diệp mồm miệng phải ngon ngọt một chút. Đảm bảo chú Diệp sẽ không để tiểu tử ngươi phải thiệt, xưa nay chú nhà mày là người hào phóng mà. Chỉ cần người ta phóng tay một chút là đủ cho tiểu tử ngươi hưởng thụ đến vô cùng. Lý Tuyên Thạch dặn dò. Chú Diệp không phải loại người như vậy, con thấy chú Diệp làm người rất khiêm tốn. Không giống đám quan to, đến một chút là liền có tiền hô hậu ủng. Chú Diệp chuyến này là âm thầm trở về, phỏng chừng chính là trở về thăm mẹ nuôi. Nếu chú ấy có hừ một tiếng, phỏng chừng tất cả cán bộ quần chúng quận Lâm Tuyền đều phải tự động xếp hàng nghênh đón. Lý Tiểu Hổ nói có chút hả hê. Chuyện đó là đương nhiên, không cần nói là quận Lâm Tuyền. Chính là lãnh đạo tỉnh Nam Phúc cũng phải xuống dưới cổ động. Chú Diệp nhà mày là gì nào, quan to trên trung ương đấy con ạ, tuy nhiên, ôi, tiểu tử ngươi thật sự là có mắt như mù. Bảo vật tốt như vậy không ngờ lại để cho thằng béo đó. Tầm nhìn của mày sao lại kém đến nông nỗi này, thực không giống Lý Tuyên Thạch bố mày tí nào. Lý Tuyên Thạch lại bắt đầu lại nhảy, đương nhiên, cũng là khoác lác quá độ. Ông bố đừng rông dài nữa, lái xe nhanh lên. Khẩn trương trở về xách chút đồ ăn dân dã nấu nướng lên đi, nghe nói chú Diệp rất biết thưởng thức đó. Lý Tiểu Hổ không ngờ lại dám sai khiến cả ông bố Lý Tuyên Thạch. Cũng phải, đến lúc đó đem tìm tất cả các em sinh tươi của công ty du lịch Thiên Thủy chúng ta đến đây tiếp rượu chú Diệp. Chú Diệp nhà mày là khoái cái khoản này lắm đó. Lý Tuyên Thạch cười ha ha, vẻ mặt rất đáng khinh, lão nhấn ga ầm ầm một tiếng, chiếc BMW chạy vọt lên. Nếu để Diệp Phàm nhìn thấy, xác định là sẽ tống cho lão một quyền. Sao cùng hội với đồng chí Diệp Phàm mà chả biết giữ ý gì cả. Con xe này không tồi,
tăng tốc rất mau, rú ga một phát là phóng cái vèo. Lý Tuyên Thạch không khỏi cảm thán, liếc nhìn đứa con một cái rồi lại tiếp. Có bao giờ Lý Tuyên Thạch này nằm mơ cũng không dám nghĩ là có thể lái BMW. Tiểu hồ tử, con xe này đến gần 1,5 triệu tệ đó. Mày có thấy không, đến gần 150 dặm/giờ mà vẫn bon bon như vậy, trước kia, bố mày ngồi xe ba bánh đến phát chán, nay rốt cuộc cũng được lái xe bốn bánh rồi, ôi xe ba bánh, dĩ vãng một thời. Đó là 150 cây số, không phải dặm, ông Bô tính lầm rồi. Nếu ông Bô cứ tính thế thì có chạy 70-80 cây vẫn vững vàng thì cũng ngang con máy kéo, có mà BMW cái rắm, nhưng thôi. Nếu chú Diệp năm đó sửa đoạn đường rộng 10 mấy mét này hẹp lại một chút thì thật là tốt, còn BMW này phỏng chừng là xuống Hoàng Tuyền rồi. Lý Tiểu Hồ tiếp tục chọc tức ông bố. Chương 2047, cung cũ trong giấc mơ. Có điều, Lý Tuyên Thạch ngược lại không hề tức giận, gật đầu nói. Đúng vậy, năm đó Diệp Phàm chú giải quyết dứt khoát, quốc lộ nhỏ đập nước Thiên Thủy này mở rộng lên 12 mét chiều rộng, nối liền mấy huyện gần nhau. Đập nước Thiên Thủy chúng ta cũng mau chóng thành trung tâm của mấy huyện. Sau đó, qua mấy lần mở rộng của tập đoàn đập nước Thiên Thủy chúng ta, con đường này cũng được 20 chiều rộng, đi còn sướng hơn cả trên con đường quốc lộ rách nát kia. Ha ha, bọn họ có lẽ sai lầm rồi, Diệp Phàm thản nhiên cười nói với bạn hữu kia, động đũa, gắp miếng thịt kho tàu lên ăn. Sai lầm rồi ư, không có khả năng. Người thanh niên hơi suy nghĩ, lắc đầu. Sau đó cũng gắp miếng thịt to lên cắn. Xem kìa, bà chủ đến rồi. Lúc này, người thanh niên kia nhao nhao miệng về phía trước. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, không phải là Phạm Xuân Hương thì là ai? Hôm nay Phạm Xuân Hương mặc một bộ trang phục truyền thống dân tộc xa, tuy nói cũng đã 33-34 rồi, nhưng bởi vì trên mặt thoa một làn phấn mỏng, nên nhìn qua cũng không thấy già. Nhưng đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện một nếp nhăn ở chỗ mép tóc của cô. Tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Phạm Xuân Hương. Hơn nữa có trang phục dân tộc xa điểm tô, khiến cho cô càng lộ chút quý phái trong vẻ giản dị. Mẹ kiếp, đẹp thật đấy, người anh em, cậu có thể không biết. Fan hâm mộ xếp thành hàng dài phía sau bà chủ Phạm đấy. Tuy nhiên, nghe nói bà chủ Phạm rất đoan trang, bình thường không quan hệ lăng nhăng. Bằng không, sánh cùng phú bà này thì còn sầu nỗi gì. Người bạn đó thở dài nói. Bà chủ đều ăn mặc như vậy sao? Diệp Phàm hỏi. Ừ, bà chủ không phải là người dân tộc xa. Nhưng, vì lúc trước khi chủ tịch thị trấn Diệp còn ở đây đã liên kết mấy trại dân tộc xa ở khu kinh tế mới Lâm Tuyền vào một chỗ hình thành khu du lịch văn hóa dân tộc xa. Mà bà chủ Phạm bởi vì vóc người đẹp, được gọi là Tây Thi đầu bếp. Cho nên, sau đó được tuyển làm đại sứ hình tượng văn hóa dân tộc xa. Mà nghe nói chủ tịch Phạm cũng góp cổ phần vào công ty du lịch. Cho nên, cho tới nay, chủ tịch Phạm đều mặc trang phục dân tộc xa làm đại biểu văn hóa dân tộc xa độc đáo của Lâm Tuyền chúng ta bên này. Ngay cả này trong 8 món đặc sản của khách sạn Xuân Hương cũng có một món ăn của dân tộc xa, gọi là đầm vọng nguyệt. Người thanh niên vừa nói vừa chỉ tay vào bát canh trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cẩn thận nhìn lại, lập tức thân mình chấn động. Bởi vì, hắn phát hiện món đầm vọng nguyệt của dân tộc xa có chút đặc biệt. Cái bát chính là bờ đầm. Mà ở trên tảng đá bên bờ đầm không ngờ có một con bạch hổ không biết dùng chất liệu gì điêu khắc thành đang ngơ ngác nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Mà vầng trăng sáng này đã bị trừu tượng hóa, nhìn qua trông giống một phiến lá cây hình tròn. Xuân Hương không phải là một con bạch hổ sao? Mà lá cây chẳng lẽ tương trưng cho Diệp Phàm mình, chữ Diệp bị ẩn đi. Bạch hổ vọng nguyệt này không phải là tình ý của Xuân Hương. Trong lòng Diệp Phàm trào lên một sự chua xót khó hiểu, ngơ ngác nhìn chằm chằm món, đầm vong nguyệt, mở ra trong lòng những tâm tư. Kỷ niệm với Phạm Xuân Hương từng chút giấy lên trong lòng. Đồng thời, trong lòng Diệp Phàm không ngờ đúng lúc này, ngay tại bàn này, vang lên bài hát Tiểu Phương của Lý Xuân Ba. Đêm đó trước khi về thành phố, em cùng tôi dạo bên bờ sông nhỏ. Giọt lệ chưa từng ướt hàng mi, rất dài trôi theo dòng sông nhỏ. Cảm ơn em đã cho tôi tình yêu. Trọn kiếp này tôi sẽ mãi không quên. Cảm ơn em tặng tôi nét dịu dàng. Đi cùng tôi suốt năm tháng mênh mang. Diệp Phàm cảm thấy đôi mắt có chút ươn ướt, có chút xúc động. Dù sao, hồi đó Diệp Phàm chỉ mới tốt nghiệp, hắn cũng có sự ngông cuồng và mơ mộng của tuổi trẻ. Tuy nhiên, cũng trong những năm tháng ấy,
Phạm Xuân Hương có ảnh hưởng rất lớn trong lòng Diệp Phàm. Đĩa thức ăn này đừng có động vào. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện có người nhằm định gắp con bạch hổ. Một cơn tức giận trong lòng bốc lên, Diệp Phàm lập tức lên tiếng ngăn lại. Cậu là ai hả? Không biết là ở Lâm Tuyền này còn có nhân vật số một Lý Nhiên này sao? Nhóc con mà cũng đòi ra oai trước mặt ông đây, mày là cái thá gì chứ? Đồng chí Lý Nhiên nói xong sau, hung hăng giơ đôi đũa về phía món đầm Vọng Nguyệt trước mặt Diệp Phàm. Lý Nhiên, dừng lại tên khốn. Đúng lúc này, giám đốc điều hành Phạm Thế Nhân xuất hiện. Vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn y, Diệp Phàm khi đi có nhờ Lý Tuyên Thạch phải chăm sóc tốt nhà hàng Xuân Hương. Cho nên, cho tới nay những đả thủ của bộ phận bảo vệ tập đoàn Đập Thiên Thủy do Lý gia của bồi dưỡng ra này đều là thần hộ mệnh khách sạn Xuân Hương. Sau những lời bọn họ cố ý hay không cố ý nói ra, trên cơ bản không có ai không mở mắt dám đến khách sạn Xuân Hương gây sự. Hơn nữa, các ủy viên thường vụ quận ủy khu Lâm Tuyền cùng thành phố Ngư Dương cũng thường xuyên ghé thăm khách sạn Xuân Hương. Đặc biệt bí thư đương nhiệm quận ủy Lâm Tuyền đồng chí Đoàn Hải đã xác định khách sạn Xuân Hương là nhà khách của quận ủy. Cấp trên có ai đến, đều được bố trí ở đây. Bởi vậy, một số tên có ý muốn gây sự, một số ganh tị hay đầu óc có vấn đề lại càng không dám có hành động. Còn có một lý do lớn hơn nữa, bởi vì, nghe đồn, chủ tịch thị trấn Diệp trước kia thích đồ ăn, nhà hàng Xuân Hương. Cho nên, khách từ Ngư Dương có nhiều tên tuổi thường xuyên sẽ tới thăm nơi này. Hơn nữa con người Phạm Xuân Hương cũng được. Khách sạn này có những bữa tiệc xa hoa, cũng có món bình dân mà dân chúng có thể ăn. Giá cả vừa phải, không bắt chẹt khách. Bởi vậy, nhiều nhân tố như thế cộng vào. Cô không muốn nóng cũng không được. Tuy nhiên, Phạm Xuân Hương tiền kiếm được từ dân cũng là chi cho dân. Hễ Lâm Tuyền có hoạt động quyên tặng gì, số tiền Phạm Xuân Hương quyên bình thường đều xếp ở ba vị trí đầu tiên. Cho nên, cô cũng được cái tiếng đại thiện nhân, quan âm sống. Thật ra, mọi người không hiểu được chính là, bởi vì, năm đó nhà hàng này là Diệp Phàm bỏ tiền ra làm. Sau này, Phạm Xuân Hương vẫn tính 8 phần doanh thu của khách sạn vào tài khoản của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã từng nói, hắn không thiếu tiền, không cần đến. Kết quả, số tiền này, đều được Phạm Xuân Hương quyên tặng. Thật ra, âm thầm vì Diệp Phàm mà quyên góp vậy. Đương nhiên, không thể để lộ ra tên Diệp Phàm thôi. Ngay cả pho tượng đúc đồng hồ ly phong thượng kia cũng là Phạm Xuân Hương dẫn đầu làm ra. Tất nhiên, số tiền Diệp Phàm kiếm được từ cổ phần khách sạn Xuân Hương, có một nửa đều đập vào pho tượng đúc đồng cực lớn kia. Đây là một loại ám chỉ sau khi qua tay Phạm Xuân Hương tiền lại trả về Diệp Phàm. Phạm Thế Nhân dùng không ngờ là hai chữ, tên khốn, có thể thấy được sự phẫn nộ và nghiêm khắc với Lý Nhiên. Giám đốc Phạm, lời này của anh có ý gì? Tôi đi là được, sao lại chửi người như vậy? Lý Nhiên rõ ràng có chút nhẫn nhịn, bởi vì hắn là người nhà họ Lý bên đập nước Thiên Thủy. Biết được mối quan hệ giữa khách sạn này với Lý Tuyên Thạch, cho nên, xoay người toan bước đi. Có điều, dù sao cũng phải nói vài câu đỡ bẽ mặt rồi mới đi ra. Cút! Phạm Thế Nhân hừ giọng, Lý Nhiên mặt mũi xám xịt bỏ đi, tuy nhiên, đi lên còn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Tuy nhiên, đối với loại tiểu nhân ngang ngược này, Diệp Phàm cũng chỉ toàn tâm để mắt tới đĩa thức ăn ở trước mặt. Nghe nói là làm từ một loại lá cây có nhiều hình dạng trên núi. Tuy nói hương vị cũng không phải đặc biệt ngon, nhưng, chính bởi vì loại lá kỳ lạ này, mùi vị độc đáo mới trở thành một trong 8 món đặc sản của khách sạn Xuân Hương. Rất xin lỗi. Giám đốc Phạm Thế Nhân liếc nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt xin lỗi. Không có gì. Diệp Phàm hơi lắc đầu, liếc nhìn Phạm Thế Nhân, hỏi. Chủ tịch Phạm đến bây giờ đã tìm được người ta chưa? Người ta có rất nhiều, chỉ có điều, chủ tịch Phạm đều không hài lòng. Phạm Thế Nhân lắc đầu. Cô ấy cũng ba mấy rồi, cũng nên lập gia đình một lần nữa. Một người phụ nữ, còn kéo theo đứa nhỏ bế tới, vẫn chưa lập gia đình cũng không tốt. Ôi, một đời người, cứ độc thân như vậy thật không tốt. Diệp Phàm thở dài, nói. Lời này bề trên nhà chúng tôi cũng khuyên nó mấy lần rồi, tuy nhiên, nó vẫn không gật đầu. Lý do là sợ người khác ức hiếp đứa nhỏ của nó. Hơn nữa, nếu khuyên nữa nó sẽ tức giận. Và lại, tuy nói tôi là chú ruột của nó, nhưng, mọi người đều có chút sợ nó. Cho nên, 2 năm nay, chả ai khuyên nó nữa. Trên mặt Phạm Thế Nhân nét u buồn chợt thoáng qua. 2.
Diệp Phàm không nói tiếp, thở dài một tiếng trong lòng. Sau khi rượu được mấy tuần, Diệp Phàm đứng lên, yên lặng nhìn Phạm Xuân Hương đang ở chiếc bàn tròn lớn hoan hô cười nói, trong lòng nói, tôi phải đi rồi, chúc em hạnh phúc. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm lái xe rời khỏi khách sạn Xuân Hương càng lúc càng xa lại luôn cảm thấy phía sau giống như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Hắn bỗng nhiên quay lại, mới kinh ngạc phát hiện, ở tầng cao nhất khách sạn Xuân Hương toàn bộ kính một mặt đã rơi xuống, một phụ nữ toàn thân trang phục dân tộc xa hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào sau chiếc xe Cherokee của mình. Diệp Phàm hiểu được, chuyện mình ở đại sảnh khẳng định là thông qua Phạm Thế Nhân đến tai Phạm Xuân Hương. Phạm Xuân Hương thật sự là hiểu chuyện, biết mình không muốn gặp cô ấy. Cho nên, cô ấy xuất hiện trong đại sảnh khẳng định là cố ý xuất hiện. Hơn nữa, còn giả bộ đang vui đùa không một chút phát hiện ra mình. Thật ra, cô ấy giả bộ là để Diệp Phàm thấy. Thấy Diệp Phàm đi rồi, cô ấy mới lặng lẽ tới tầng cao nhất lặng nhìn Diệp Phàm đi xa. Nước mắt của Xuân Hương, trong đôi ưng nhãn của Diệp Phàm thấy rất rõ ràng. Ôi, sao em phải khổ như vậy? Diệp Phàm ra sức nhấn ga, Cherokee rú vang tốc độ gần 150 dặm lao đi. Đã lâu đập nước thiên thủy, Diệp Phàm mới trở lại. Tuy nhiên, khi chiếc Cherokee của Diệp Phàm chạy tới giao lộ đã trông thấy cung điện cổ cũ kỹ cổ kính trong mộng kia bỗng bị một chiếc BMW bóng loáng xoay ngang đường cản lại. Diệp Phàm nhấn còi hai lần. Không ngờ chiếc BMW kia vẫn ngang xe bất động. Mẹ kiếp, muốn đỏ tiền với ông phải không? Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng. Đương nhiên, ý muốn đâm chiếc BMW thật ra không hề có, bởi vì, Diệp Phàm không có hứng thú so xem ai, đại gia. Cho nên, anh đành phải xuống xe định đi về phía chiếc BMW, nào ngờ cửa xe đột nhiên mở ra. Truyền đến tiếng cười ha hả vang dội của Lý Tuyên Thạch. Hóa ra là cậu, tôi cứ tưởng là ai? Diệp Phàm giơ tay đánh Lý Tuyên Thạch một quyền. Nhẹ thôi, tôi cũng không phải là đối thủ của anh đâu. Lý Tuyên Thạch sau khi trúng một quyền liên tiếp lùi ba bước lớn, nhất thời vẻ mặt có chút khổ sở nói. Quái, cậu có biết bói toán không vậy? Chẳng lẽ là Phạm Thế Nhân nói cho anh biết? Diệp Phàm có chút nghi hoặc hỏi Lý Tuyên Thạch. Cũng không phải, tiên nhân đều biết bói toán. Lý Tuyên Thạch như cười như không, không ngờ chơi trò thần bí. Cậu cũng biết bói toán, thế thì heo mẹ cũng có thể leo cây rồi. Diệp Phàm thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Hai người nói chuyện, cứ để xe đỗ ở bên đường nhằm hướng cung cũ mà đi. Anh xem, hiện tại cung cũ đã là một cảnh đẹp trong khu thắng cảnh đập nước thiên thủy. Lý Tuyên Thạch chỉ vào cung điện cổ hơi có vẻ đắc ý nói. Chương 2048, có người ức hiếp người nhà họ Diệp. Cậu cũng biết kiếm tiền quá nhỉ? Diệp Phàm không khỏi thở dài liếc nhìn Lý Tuyên Thạch, vị này trước kia là một gã quê mùa mộc mạc ngay cả tiền cũng không biết kiếm, ai có thể ngờ được mới có vài năm, anh ta đã là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đập nước thiên thủy với số vốn đăng ký lên tới 200 triệu. Anh ta của ngày hôm nay mặc một bộ đồ hàng hiệu, tóc chải bóng lộn. Có phong thái nghiễm nhiên của một ông chủ lớn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây dùng trên người Lý Tuyên Thạch là vô cùng đúng. Đương nhiên. Là cũng không cần đến 30 năm rồi. Trong mắt tôi, tất cả mọi thứ đều có thể biến thành tiền. Đặc biệt là đập nước thiên thủy của chúng tôi, từ sau khi nghe theo lời của anh phải khai thác phát triển du lịch. Đúng là bởi vì dân chúng nơi này chất phác, sơn thuần thanh, thủy thuần tịnh, nét cổ kính của những ngôi nhà mới hấp dẫn du khách bốn phương đến đây nhiều như vậy. Đập nước thiên thủy là biểu tượng cổ xưa, anh có thể còn chưa biết, đặc biệt là long mộ của chúng tôi. Hiện nay là một trong những thắng cảnh náo nhiệt nhất. Có thể nói thế này, trừ khu lưu niệm cung cũ ra thì chính là Long Mộ. Đây là phát hiện lớn nhất của chúng tôi. Cổ mộ thần bí đời Đường, con người thần bí nhà họ Lý, lãnh tụ dòng họ Lư vân vân, hàng năm đều kiếm về cho chúng tôi một khoản lớn tiền vé vào cửa. Anh nhìn xem, hiện tại từng nhà đều là nhà trọ nông gia. Có điều kiện còn làm nông gia nhạc, tập trung ăn uống ngủ nghỉ lại một nơi. Bọn họ đều giàu, trưởng thôn thôn đập nước thiên thủy tôi đây cũng ung dung đi lên. Chẳng những là đại biểu huyện, còn là đại biểu thành phố. Bầu cử lần sau phải giành lấy chức đại biểu tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân toàn quốc. Lý Tuyên Thạch ngoác miệng cười, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Tuy nhiên, hết thảy những thứ ở đây, đều bởi có anh nhắc nhở mới hoàn thành. Tập đoàn đập nước thiên thủy lập nghiệp từ một chiếc máy nghiền đá cho đến hiện tại có tài sản hơn 200 triệu. Lúc trước nếu không có anh,
có lẽ, chúng tôi chỉ dừng lại ở làm ăn còn con. Hiện nay không như vậy nữa, tầm mắt người dân đập nước Thiên Thủy cũng rộng ra rồi, nhận thức cũng cao rồi. Chúng tôi chẳng những đang mở ra toàn tỉnh, mà còn muốn phát triển ra cả nước, thậm chí, vượt qua biên giới đến tầm thế giới. Trong lời nói của Lý Tuyên Thạch chứa đầy sự tự tin và tự hào, hơi lộ rõ bá khí. Ha ha, tôi chỉ là góp chút tác dụng nhỏ. Sự nỗ lực của bản thân các cậu mới là quan trọng nhất. Tất cả đây, đều là người dân đập nước Thiên Thủy cần lao tự mình giành được. Đương nhiên, người dẫn dắt đập nước Thiên Thủy là cậu đây công lao không thể không nhắc tới. Tuyên Thạch, nhìn thấy cuộc sống của các cậu ngày hôm nay, tôi thật sự là ngưỡng mộ a. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Tất cả đây đều là anh mang đến cho mọi người, ngưỡng mộ cái gì, anh chỉ cần đồng ý trở về, bảo đảm mọi người sẽ coi anh như thần vậy. Lý Tuyên Thạch nói đùa. Tôi không phải thần, ha ha, cũng không làm nổi thần. Diệp Phàm lắc đầu, thật ra, trong lòng cũng dấy lên niềm vui. Đúng lúc này, không biết ai gọi to. Chủ tịch thị trấn Diệp đã trở lại, chủ tịch thị trấn Diệp đã trở lại. Lập tức, toàn bộ đập nước Thiên Thủy chấn động. Không lâu sau, liền thấy già trẻ trai gái toàn bộ đi về phía cung điện cổ. Có điều mấy phút sau, bên ngoài cung điện cổ đã chen chúc đầy người, giống như họp chợ vậy. Bởi vì đón Tết, mọi người đều đang rảnh rỗi. Chủ tịch thị trấn Diệp, anh đã trở lại. Một cụ ông chống gậy, run rẩy nhờ người dìu đến chỗ Diệp Phàm. Chào cụ ăn Tết có vui không? Diệp Phàm vội vàng bước tới trước một bước đỡ ông cụ, gương mặt nở nụ cười thân thiết. Vui, chủ tịch Diệp, mọi người đều nhớ anh à. Mọi người đều nói, muốn đổi cung điện cổ thành khu lưu niệm Diệp Phàm. Tuy nhiên, mẹ nuôi anh không đồng ý, nói là không may mắn. Cũng đúng, anh còn sống rất tốt mà, làm kỷ niệm cái gì chứ phải vậy không? Lời cụ ông nói rất chất phác, khóe mắt Diệp Phàm có chút ươn ướt. Nói, đúng vậy, thật ra, cháu chỉ là vì mọi người làm một chút việc nhỏ. Cảm ơn mọi người còn nhớ đến Diệp Phàm cháu. Yên tâm, đập nước Thiên Thủy vĩnh viễn là một gia đình khác của Diệp Phàm cháu. Chỉ cần có thời gian rảnh, cháu sẽ trở về thăm mọi người. Lập tức, tiếng vỗ tay như sóng chiều dâng lên, ồn ào bên ngoài cung cũ. Chủ tịch thị trấn Diệp, tối nay đến quán cơm nông gia của tôi ăn cơm đi. Một bà chị cười nói. Vừa nói như vậy, liền có mấy mươi hộ nhao, ai cũng muốn mời Diệp Phàm về nhà ăn cơm. Được rồi, mọi người để trưởng trấn Diệp nghỉ ngơi một chút. Anh ấy đi lâu như vậy cũng mệt rồi, bữa tối nay, Lý Tuyên Thạch tôi đã thu xếp cả rồi, mọi người đừng tranh với tôi nữa. Đương nhiên, nhà các vị có cái gì tốt, như thứ tốt trên núi đều có thể mang đến cung cũ, dì Kim Liên sẽ nấu thức ăn, sẽ để trưởng trấn Diệp thưởng thức thổ sản của các vị. Lý Tuyên Thạch mở miệng la lớn. Được, chúng tôi về lấy. Một vài người vừa đáp vừa quay người về nhà. Tất nhiên, không còn ai tranh với Lý Tuyên Thạch nữa. Đi vào cung cũ, thấy quả là Lý Tuyên Thạch đã làm nó trở nên rất đẹp. Khi nhìn thấy những văn vật cổ mộ đời Đường mà lần đó vì bảo vệ nó một trận chiến đấu kịch liệt đã diễn ra, đôi mắt Diệp Phàm không khỏi có chút ươn ướt. Bởi vì, hắn nhìn thấy dáng vẻ Diệp Nhược Mộng phi thân toát lên cũng đã được Lý Tuyên Thạch kêu người điêu khắc ra. Hai, quá khứ hãy để cho nó trôi qua đi. Hiện tại, trong lăng mộ Nhược Mộng mỗi ngày cũng có cả ngàn du khách đến chiêm ngưỡng, thắp hương. Cô đã có được sự công nhận của nhân dân Trung Quốc. Cô là một nữ anh hùng, mà bà mẹ anh hùng Diệp Kim Liên hiện tại đã là hướng dẫn viên cung cũ. Mỗi tháng có thể lĩnh 3-4 ngàn tệ tiền lương. Lý Tuyên Thạch vỗ nhẹ vai Diệp Phàm. Mẹ nuôi, bà có thể làm hướng dẫn viên. Diệp Phàm thiếu chút nữa ngây ra. Anh quá coi thường mẹ nuôi anh rồi. Bà làm hướng dẫn viên tuyệt đối không thua kém đám sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mấy trường du lịch đâu. Hơn nữa, bà nói rất hay. Có mấy lần khiến du khách phải rơi lệ. Dì Kim Liên là hướng dẫn viên thiên bẩm, rất ưu tú. Lý Tuyên Thạch nói. Hai, đặt mình vào đó, nên lay động lòng người. Mẹ nuôi đang thuật lại câu chuyện của chính mình, đương nhiên cảm động người ta rồi. Diệp Phàm thở dài. Phàm tử, con đã trở lại. Mẹ mang cho con ít nước rửa mặt đi. Lúc này, phía sau cung cũ Diệp Kim Liên bước ra, vẫn là vẻ hiền từ như vậy, vẫn là bộ quần áo cũ ấy. Câu đầu tiên nói vẫn là câu, mang nước rửa mặt. Mẹ đừng bận tâm, để con tự làm, mệt người ra. Diệp Phàm vẻ mặt thân tình bước tới đỡ Diệp Kim Liên.
Mẹ, mẹ để cho anh Diệp tự mình vào nhà tắm rội một chút không phải thoải mái hơn sao? Một chậu nước có thể rửa được cái gì? Lúc này, Diệp Hào anh của Diệp Nhược Mộng cũng bước ra. Lúc trước sau khi Diệp Phàm cứu được Diệp Hào liền sắp xếp vào sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mặc Hương. Diệp Hào, quân hàm đã thăng chưa? Diệp Phàm rất thân thiết vỗ vỗ bả vai anh, hỏi. Chưa, anh ấy vẫn vậy. Trên vai vẫn hai vạch một sao, thật vô dụng. Lúc này, truyền đến tiếng cười nói hình như của nhị nha tử. Nhị nha tử cũng đã trưởng thành, cái đầu chả kém Diệp Phàm. Hơn nữa, tướng mạo nhìn qua còn tương đối sáng sủa, đẹp trai. Em cho là dễ thăng như vậy sao? Anh trở lại sư đoàn dã chiến số 1 cũng không được mấy năm. Diệp Hào bất mãn trừng mắt nhìn nhị nha tử. Không phải nghe nói 2-3 năm thì quân hàm các vị có thể lên một bậc sao, anh sao vẫn là thiếu tá? Diệp Hào, có phải lãnh đạo sư đoàn dã chiến số 1 ức hiếp anh hay không? Nói cho tôi biết, Lý Tuyên Thạch tôi tìm sư đoàn trưởng các vị. Mẹ nó, dám bắt nạt người dân đập nước thiên thủy ta, không có cửa đâu. Lý Tuyên Thạch đùng đùng nói. Người này, hiện tại tiếng tăm lớn rồi, nói chuyện giọng điệu cũng lớn theo. Còn chưa nói, ngay ở thành phố Mặc Hương, Lý Tuyên Thạch cũng rất có tiếng tăm. Ngay ở thành phố cũng có thể nói mấy câu, cùng với tài lực tăng mạnh của Lý Tuyên Thạch, mạng lưới quan hệ giao tiếp khắp nơi cũng ngày một sâu. Chuyện này, đương nhiên cũng là cơ sở cho việc buôn bán. Tuy nhiên, nếu nói anh ta có thể ép sư đoàn trưởng sư đoàn dã chiến số 1, đó là nói quá sự thật. Chỉ sợ, Tuyên Thạch ngay đại bản doanh sư đoàn dã chiến số 1 còn không thể nào vào được. Bởi vì, sư đoàn trưởng tiền nhiệm sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mặc Hương tên là Tào Quân Nghĩa, là người nhà họ Tào ở thủ đô. Cũng chính là người trong nhà Tào Phi Nhi. Có điều, Tào Quân Nghĩa đã có mong muốn được điều về thủ đô. Tuy nhiên, bởi vì đồng chí lãnh đạo còn chưa quyết định. Cho nên, Tào Quân Nghĩa trước mắt còn đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng. Chuyện này, cũng là Diệp Phàm ngắm chuẩn mục tiêu, muốn để Tề Thiên tới sư đoàn dã chiến số 1 tiếp vị trí đồng chí Tào Quân Nghĩa. Tuy nhiên, do Phó Chủ tịch Quân ủy Tiền Phong Vân cản trở, việc này, tạm thời dừng lại. Mẹ nuôi, có phải thật sự Diệp Hào bị ức hiếp không? Diệp Phàm cũng động lòng, hỏi. Bởi vì, theo lẽ thường Diệp Hào cũng có thể lên trung tá. Vì lúc trước khi Diệp Phàm đưa anh ta từ Lan Tây bên đó về đã thăng lên thiếu tá rồi. Tuy nhiên, vài năm gần đây Diệp Phàm bề bộn nhiều việc, nên đã quên chuyện của Diệp Hào sang một bên. Mà Diệp Phàm hiểu rằng, mẹ nuôi rất thông cảm với mình. Khi không gặp phải phiền toái tới trời là sẽ không chủ động đến tìm mình. Không có, Hào tử sống rất tốt, thủ trưởng bọn nó cũng rất coi trọng nó, con đừng nghĩ nhiều. Nó sống rất tốt, Diệp Kim Liên vội nói. Ai nói anh Hào được trọng dụng, có một lần uống rượu. Con rõ ràng nghe thấy anh Hào đang bị sư đoàn trưởng mấy anh ấy mắng thậm tệ phải không? Nói cái gì thăng quân hàm đều phải biếu xén đi cửa sau lôi kéo quan hệ gì gì ấy. Không có chỗ dựa thì đừng nghĩ có thể lên trung tá, anh Hào buổi tối hôm đó uống rượu, đã khóc. Lúc này, nhị nha tử đứng bên nói tranh vào. Diệp Hào, sao lại thế này, cậu nói cho tôi hay. Diệp Phàm đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dài đến 7-8 mét trong cung điện cổ, nhìn chằm chằm Diệp Hào hỏi. Thật ra không có gì, chuyện này, cũng không có gì hay để nói. Đều bị người ta đoạt mất rồi, còn nói cái gì? Diệp Hào bộ dáng có chút ủ rũ nói. Cậu sao không gọi điện thoại cho tôi sớm? Đã chịu ức hiếp đến mức này mà cậu còn có thể nhịn được. Lông mày Diệp Phàm thiếu chút nữa dựng đứng lên. Bởi vì Diệp Nhược Mộng, yêu ai yêu cả đường đi. Đối với người nhà họ Diệp ở đập nước thiên thủy gặp bất cứ xúc phạm nào, Diệp Phàm đều tuyệt không cho phép. Chuyện này, Diệp Hào mơ hồ nhìn Diệp Kim Liên, Diệp Phàm vừa thấy đã hiểu, hỏi. Mẹ nuôi, mẹ sao không để Diệp Hào nói? Con sớm đã nói, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì mẹ cứ việc gọi điện thoại tìm con. Mẹ xem, quân hàm không thể thăng lên, đề bạt cũng không hy vọng, đây là nhớ hết việc. Hơn nữa, còn có thể ảnh hưởng đến một vài việc sau này. Phàm tử, chúng ta làm phiền con quá nhiều rồi. Diệp Hào hiện tại sống rất tốt, ở thôn chúng ta, Diệp gia chúng ta là có người làm quan to nhất. Nghe nói thiếu tá tương đương với cục trưởng trưởng trấn ở huyện. Vậy là được rồi. Diệp Kim Liên nói đến đây, liếc nhìn Diệp Phàm cảm thấy lời bà nói có hàm ý khác, không khỏi hỏi. Mẹ nuôi,
chuyện quân hàm chúng ta sau này lại nghĩ cách. Tuy nhiên, con thấy mẹ còn có chuyện gì giấu con có phải không? Đừng ngăn cản Diệp Hào nữa, cậu ấy còn trẻ tuổi, có hy vọng thì phải tiến lên. Chương 2049, hai người đẹp họ Phạm. 2. Phạm tử, việc này nói ra, mẹ thực sự không có cách nào, điều kiện của đối phương quá tốt, Diệp Hào nhà chúng ta chỉ bước ra từ một thôn nghèo, đâu thể so sánh với họ được chứ. Diệp Kim Liên thở dài, sắc mặt khó coi. Cái gì mà điều kiện của đối phương chứ, mẹ nuôi, mẹ nói rõ chuyện này cho con hay. Diệp Phàm hỏi, vợ của anh Diệp Hào sắp bị người ta cướp đi rồi. Lúc này, nhị nha tử lại xen một câu vào, Lý Tuyên Thạch đang bắc một nồi thịt lợn rừng lớn, tiện tay nhét thanh củi vào bếp, miệng mắng. Là thật à, kẻ nào dám cướp vợ của người đập nước Thiên Thủy chúng ta, tôi đoán chắc nó không muốn sống nữa rồi. Có phải hôn sự của Diệp Hào gặp phải phiền toái không, mẹ nuôi mẹ mau nói đi. Đừng để con dâu chạy mất, Diệp Hào sẽ buồn lắm đấy. Sau này anh ấy mà không chịu lấy ai nữa thì nhà họ Diệp chúng ta sẽ phiền đấy. Diệp Phàm giật mình, cố ý nói sự việc sẽ nghiêm trọng hơn. Diệp Kim Liên vừa nghe, quả nhiên mắc lừa, liền sốt ruột. Nói, đúng vậy đấy, năm trước Diệp Hào quen một cô, tên là Triệu Cầm Phương, dạy học ở Đại học Sư phạm Mặc Hương, trông rất là xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa hiểu biết. Diệp Hào còn đưa về để mẹ xem mặt nữa, mà cha cô ấy là Triệu Mại Đạt. Gia đình giàu có, nghe nói có mấy tỷ lận. Đi cái xe, B, gì ấy. Đó gọi là BMW, chú Tuyên Thạch cũng lái loại này, nghe nói một chiếc phải mấy triệu tệ. Nhị nha tử nói chen vào giải thích. Đúng đúng, chính là BMW. Ban đầu đã thưa chuyện xong hết rồi định cuối năm đính ước trước. Nhưng, hai tháng trước, mẹ mời chị Cúc Hoa trong thôn đi Triệu ra. Tuy nhiên, người ta lập tức trở mặt, chê chúng ta là người nhà quê. Hỏi nhà chúng ta có vài triệu tệ không, ở tỉnh thành có biệt thự không, trong nhà có ai có chức vị không? Đại thể là hỏi một lô một hồi, người nhà quê chúng ta, sao có tiền mua biệt thự? Có chức vị, cha Diệp Hào mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta, có chức vị gì chứ? Chuyện này, đi tong như vậy đấy, Diệp Kim Liên vừa kể, khóe mắt cũng đỏ dần. Triệu Cầm Phương cô ấy có thái độ gì? Diệp Phàm nhíu mày, hỏi. Cô ấy cũng rất tốt. Nghe nói cũng không đồng ý với chuyện của bên kia. Diệp Kim Liên nói. Chỉ có điều, khi Diệp Hào tìm cô ấy hai người đều phải lén lút gặp nhau. Cô ấy rất thành thật, mong muốn Diệp Hào đả thông cha mẹ cô ấy để họ đồng ý. Diệp Hào hết cách, đành phải mặt dày mày dạn mang theo quả biếu đến nhà lần nữa. Kết quả, rượu ngoại mao đài mà Phàm tử mang về cũng bị bọn họ ném ra ngoài cửa, nói toàn là hàng giả bọn họ không cần. Hàng giả. Diệp Phàm còn tặng đồ giả cho ai bao giờ chứ? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, một sự tức giận bốc lên bừng bừng, liếc nhìn mẹ nuôi, hỏi. Không phải là chỉ có mấy đồng bạc thôi sao? Có gì mà ghê gớm chứ? Tuy nhiên, e rằng Triệu gia còn có người có chức vị. Hơn nữa, chức vụ không thấp, bằng không, bọn họ sẽ không nói như vậy. Ừ, em trai Triệu Mại Đạt tên là Triệu Hướng Lực. Nghe nói là ủy viên thường vụ thành ủy. Phó chủ tịch thường trực thành phố gì gì ấy. Dù sao mấy cái chức danh này mẹ cũng không rõ lắm, chỉ có điều, nghe nói còn to hơn bí thư đoàn hải khu Lâm Tuyển chúng ta. Diệp Kim Liên nói. Đúng vậy, Triệu Hướng Lực, phó chủ tịch thường trực thành phố Mặc Hương. Người này luôn luôn cứng rắn, thảo nào mà hắn ngáng đường cản lối. Lý Tuyên Thạch kinh nghiệm thương trường, cũng biết được vài nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố. Triệu Hướng Lực, tôi nhớ rồi. Tuy nhiên, nếu Triệu gia đột nhiên trở mặt, thì chứng tỏ có nhà khác đã chấm Triệu Cầm Phương. Đó là nhà nào vậy? Diệp Phàm hỏi tiếp. Nhà ấy, nghe nói là họ Tiền, là người tỉnh thành Thủy Châu, nghe nói rất có thế lực ở tỉnh. Trong nhà có người đang làm quan ở tỉnh, chuyện khác mẹ cũng không rõ, cũng là Diệp Hào thi thoảng nghe Triệu Cầm Phương nói đến. Diệp Kim Liên nói. Diệp Hào, anh thực sự thích Triệu Cầm Phương, không lấy được cô ấy thì sẽ không lấy ai. Có đúng không? Diệp Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Hào hỏi. Chuyện này, đương nhiên phải xác định trước một chút. Nam nữ thời buổi này, tư tưởng thay đổi nhanh, thường thường sẽ bị cái gì đó làm hoa mắt. Đời này, nếu không lấy được Cầm Phương thì tôi sẽ chẳng lấy ai, cô ấy cũng nói với tôi, không phải tôi thì cô ấy cũng không lấy ai. Diệp Hào cho dù có chút ngượng ngùng, nhưng đứng trước đại sự,
cậu ta sẽ trả bất cứ giá nào. Bởi vì, gã hiểu được năng lực người em nuôi này. Có cậu ta ra tay, hy vọng thành công rất lớn. Tốt lắm, sáng sớm ngày mai, anh mang chút đặc sản, cả rượu Mao Đài và trà Long tỉnh Tây Hồ tôi vừa mang về nữa. Chúng ta cùng đến Triệu gia chúc Tết, tôi muốn xem, Thông gia chúng ta còn dám nói Mao Đài Diệp Phàm tôi tặng là hàng giả hay không. Diệp Phàm ngữ khí rất nặng, hừ nói. 2 giờ sau, canh lợn rừng đã chín. Mấy người đóng lại cửa miếu đang chuẩn bị ăn thịt lợn rừng, nhưng, cửa miếu bị người ta đập vang. Từ xa đã nghe thấy tiếng bô lô ba la của yêu côn Phạm Cương em ruột Phạm Xuân Hương. Đại ca, có lợn rừng cũng đừng quên thằng em này chứ. Lợn rừng này, thật sự là thơm đó, cách xa như vậy còn ngửi thấy được. Chắc chắn là tay nghề của Tuyên Thạch đại ca rồi. Lợi hại, tiến bộ đó. Phạm Cương bô bô bên ngoài một hồi, nhị nha tử vội vàng chạy tới mở cửa. Cánh cửa vừa dày vừa nặng nặng mở ra. Có 3 người đứng trước cửa miếu, 2 người đẹp đứng trước khiến người ta chói mắt, không phải 2 chị em Phạm Xuân Hương và Phạm Nghiên Nhi thì là ai? 2 chị em đều mặc sườn xám cao cấp chế tác thủ công có thêu gen, của Phạm Xuân Hương là màu phấn hồng, còn của Phạm Nghiên Nhi lại là màu tím. Như vậy một hồng một tím, hơn nữa 2 chị em đều thuộc hàng có bộ ngực, hung khí, siêu khủng, dáng vẻ vô cùng gợi cảm, hơn nữa vòng mông rất cong. Hết thảy nét tươi đẹp này hợp lại cùng một chỗ, không để người ta lòi mắt không được. Đồng chí Phạm Cương đứng phía sau 2 chị em giống bộ dáng của một thần giữ cửa, trong tay nâng hộp quà tặng mà sắp nhấn chìm cậu ta rồi. Là bà chủ Xuân, ồ, Nghiên Nhi cũng về ăn Tết à, nào nào, mau vào đây, vừa đúng lúc, thịt lợn rừng mới nấu xong. Lý Tuyên Thạch cười nói. Tuy nhiên, dưới ánh mắt sáng quắc của 2 chị em Phạm Xuân Hương, Diệp Phàm cảm thấy có chút lạnh gáy. Trước kia Phạm Xuân Hương đã từng nói 2 chị em cô muốn cùng hầu hạ Diệp Phàm, khiến hắn hưởng thụ sự thoải mái như bậc đế vương. Nói thật, Diệp Phàm đương nhiên cũng đã động lòng. Đàn ông mà, ai lại không muốn có cuộc sống như vậy chứ? Tuy nhiên, cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Điều này, cũng là nguyên nhân tại sao mà hắn trốn tránh không gặp Phạm Xuân Hương. Bởi vì, Diệp Phàm biết, Phạm Nghiên Nhi đã về ăn Tết. Đến lúc đó, gặp nhau có chút gượng gạo. Không lâu sau, bát thịt lớn được bưng lên, sau đó còn đốt một đống lửa giữa sân của đại điện để sưởi ấm. Mọi người vừa ăn thịt lợn, vừa uống rượu gạo tự ủ. Đời người, niềm vui đơn giản chỉ là như vậy. Thật ra, trong đại điện chỉ có Diệp Phàm, Diệp Hào, Lý Tuyên Thạch cùng với 3 chị em Phạm Cương. Quan hệ giữa Diệp Phàm với Phạm Xuân Hương, người rõ nhất ở đây chắc chắn là 2 anh em họ Phạm. Về phần Lý Tuyên Thạch chỉ là đoán mò, có điều. 8 phần cũng hiểu được 2 người này khẳng định có chuyện. Nếu không, Diệp Phàm sẽ chú ý Phạm Xuân Hương như vậy, hơn nữa, trước khi đi còn dặn đi dặn lại mình quan tâm khách sạn Xuân Hương. Còn Diệp Hào, đương nhiên cũng không phải là đồ ngốc, cũng nhìn ra một chút manh mối. Phạm Cương, đã đưa bạn gái về chưa? Diệp Phàm vừa cắn miếng thịt vừa hỏi. Cái này, anh Diệp, bạn gái còn ở trong bụng mẹ vợ. Phạm Cương cười gượng một tiếng, nhún vai. Hơi ngượng ngùng. Chủ tịch thị trấn Diệp, anh mau giới thiệu cho cậu ấy một cô đi. Sắp 30 rồi, thêm mấy năm nữa thì già mất. Đến lúc đó muốn tìm người yêu cũng khó, mà nhà họ Phạm chúng tôi chỉ có mỗi nó là độc đinh thôi. Phạm Xuân Hương mở miệng, cả cái tên, chủ tịch thị trấn Diệp cũng nói ra. Xem ra, cô có ấn tượng rất sâu với chức vị ấy. Tuy nhiên, ở đây, mọi người cũng không chú ý tới điều này. Nhưng thật ra chủ tịch thị trấn Diệp gọi lên lại hợp khẩu vị mọi người. Chuyện này, Xuân Hương, đừng lo lắng. Chỉ dựa vào tài năng phẩm cách của Phạm Cương còn sợ không tìm thấy ý chung nhân sao. Chưa đến 30 tuổi, đã là cán bộ cấp cục phó rồi phải không? Sang năm lại phấn đấu lên cục trưởng. Diệp Phàm vẻ mặt lại thoải mái, cười nói. Cục trưởng, nghe nói cục phó còn dễ làm, muốn ngồi lên vị trí cục trưởng phỏng chừng khó khăn rất lớn. Anh xem Phạm Cương, đến bây giờ vẫn chỉ là cái chức quyền phó cục trưởng thường trực Cục An ninh Quốc gia thành phố Hải Đông, cái chức quyền ấy còn chưa có rơi mất. Nghe nói phó cục trưởng thường trực chính là cấp cục trưởng rồi. Chủ tịch thị trấn Diệp, chỉ bằng, anh nghĩ chút biện pháp, đưa anh ấy, lên trưởng. Phạm Nghiên Nhi chớp chớp mắt, có chút tinh nghịch nói. Đóa hoa Phạm Nghiên Nhi này đã đến thời kỳ nở rộ, đúng là lúc chờ người đến hái. Cô càng có vẻ hoạt bát hơn Phạm Xuân Hương, càng nhìn càng thấy thông minh.
Phạm Xuân Hương có dáng vẻ chất phác của một cô gái nông thôn, còn Phạm Nghiên Nhi lại là thoát khỏi vẻ ngoài một cô gái nông thôn, tuy nhiên, lại không hoàn toàn giống một cô gái thành phố, cho nên, cô là sản phẩm đặc thù dung hợp nông thôn với thành thị. Vừa có nét thông minh của cô gái thành phố, vừa có nét chất phác của một cô gái nông thôn. Lên trưởng, chuyện này, không cần tìm anh, có người còn hữu dụng hơn anh. Diệp Phàm cười thần bí. Ai vậy anh Diệp? Phạm Nghiên Nhi có chút nũng nịu trộn lẫn trong câu hỏi đó. Trần Quân, sư đoàn phó đương nhiệm sư đoàn báo săn. Anh ta có chút quan hệ với bên an ninh quốc gia, dù sao Phạm Cương cũng quen biết anh ta. Đến lúc đó tự mình đi tìm anh ta là được, Phạm Cương cũng tới lúc về lại sở rồi, tiếp tục công tác tại Hải Đông này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa lên trưởng liền trở lại. Diệp Phàm nói. Trần Quân, anh ta thật sự được. Phạm Cương bộ dáng có chút không tin nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bởi vì, quan hệ giữa báo săn với Cục An ninh Quốc gia Phạm Cương không rõ lắm. Tuy nhiên, phương diện này Diệp Phàm rõ nhất. Bên này vài ban ngành sở an ninh tỉnh đều có quan hệ trực tiếp với báo săn. Tuy nói báo săn không có quyền trực tiếp điều động bọn họ. Nhưng, ngoài một vài nơi quan trọng, thì khi bổ nhiệm giám đốc sở an ninh quốc gia mấy tỉnh phía Nam đầu tiên phải có được sự đồng ý của thủ trưởng báo săn mới được. Bởi vì, sau lưng báo săn là tổ nòng cốt thứ 8. Trưng cầu sự đồng ý của thủ trưởng báo săn, trên thực tế chính là trưng cầu sự đồng ý của Trịnh Phương tổ trưởng tổ 8 nòng cốt mà thôi. Mà Trần Quân là ủy viên thường vụ tổ 8 nòng cốt, đương nhiên cũng có quyền phát ngôn nhất định. Về phương diện này, giám đốc sở an ninh quốc gia mấy tỉnh phía Nam đều hiểu được chỗ lợi hại trong đó. Cho nên, Trần Quân ra mặt, mấy tay đó sẽ nể mặt một chút. Cũng không phải cán bộ cấp bộ, chẳng qua một cán bộ cấp sở mà thôi. Bảo cậu đi cậu cứ đi, đắn đo cái gì? Diệp Phàm nghiêm mặt, giáo huấn Phạm Cương. Tết xong em sẽ đi. Phạm Cương nói. Biết Diệp Phàm nói không rõ, nhưng trong đó khẳng định có liên quan. Tuy nhiên, Phạm Cương làm ở an ninh quốc gia cũng vài năm, cũng hiểu được một ít bí mật trong đó. Điều không nên hỏi thì không nên hỏi, không thể thăm dò thì đừng dại thăm dò. Sau khi cơm nước xong Lý Tuyên Thạch cáo từ về trước, còn Diệp Hào cũng nói có một số việc phải xử lý nên đi vào thôn. Tuy nhiên, hai gã này có lẽ đều ngửi thấy được mùi vị nào đó, nên cố ý như vậy. Chủ tịch thị trấn Diệp, chúng tôi phải về rồi. Phạm Xuân Hương liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Bởi vì, quê các cô cách đập nước Thiên Thủy cũng không xa. Hiện tại đường tu sửa tốt rồi, chỉ mất 20 phút đi xe. Đúng lúc này, điện thoại Phạm Cương vang lên. Tay này vừa nhận điện thoại vài câu nói là bạn học cũ ở Lâm Tuyền đang chờ, vội vã lái xe chuồn mất dạng. Anh Diệp, anh sẽ không để hai chị em bọn em đi bộ về chứ? Đêm hôm khuya khoát thế này, không sợ lợn rừng ăn thịt bọn em à? Phạm Nghiên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói ẩn dụ. Anh đưa bọn em về. Diệp Phàm đành phải bất đắc dĩ, nói. Ba người lên xe, Diệp Phàm làm lái xe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2050, không chống nổi. Khi xe chạy cách thôn khoảng một dặm, Phạm Xuân Hương nói phía dưới phong cảnh không tồi. Muốn đi bộ một chút. Ba người cùng xuống xe, có điều, mùa đông, thời tiết vẫn còn khá lạnh. Đi được vài bước, nhận thấy Phạm Xuân Hương cứ luôn co mình, biết cô đang lạnh. Trong lòng Diệp Phàm không khỏi đau xót, đưa tay kéo cô tới bên cạnh cùng nhau kề vai sưởi ấm. Bởi vì, một phụ nữ, phải trèo chống một đại gia đình, hơn nữa, còn có thể mở ra một khách sạn lớn như thế, cũng không dễ dàng. Anh Diệp, em cũng lạnh. Lúc này, phía bên phải Phạm Nghiên Nhi vẻ mặt khổ sở nhìn Diệp Phàm nói. Em cũng đến đây đi. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, thuận thế kéo Phạm Nghiên Nhi lại bên. Ba người gần như sát bên nhau cùng chậm rãi đi vào trong thôn. Ba người đều không nói chuyện, cứ yên lặng như vậy mà đi. Hung khí, siêu khủng của hai chị em Phạm Xuân Hương sát hai bên trái phải Diệp Phàm. Nhấp nhô theo hơi thở của hai chị em bọn họ, đi một quãng không xa. Phía dưới Diệp Phàm không ngờ có phản ứng. Thằng nhãi này lập tức có chút xấu hổ, nhưng, vì tay đã giữ vòng eo của hai chị em, cho nên, cũng không tiện có động tác khác. Tuy nhiên, sau khi đi thêm 100 mét nữa, Diệp Phàm nhận thấy hơi thở của hai chị em họ Phạm đã nặng nề hơn. Hơn nữa, khuôn mặt hai chị em đều hơi có chút đỏ. Bởi vì, tuy nói ánh trăng rất yếu, nhưng Diệp Phàm có ưng nhãn.
Diệp Phàm vội vàng đưa tầm mắt chéo xuống liếc mắt nhìn một cái, lập tức choáng váng. Bởi vì, cái thứ phía dưới của mình không ngờ đã hùng dũng hướng về phía trước, giống một tướng quân đang chờ quyết chiến hung hãn nhìn về tiền tuyến. Tuy nói mùa đông có mặc quần nỉ, nhưng, vì tố chất thân thể Diệp Phàm tốt. Quần nỉ này cũng không dày, căn bản là không ngăn cản được tiểu Diệp Phàm quật khởi. Mà khi, đi bộ, cặp đùi của hai chị em họ Phạm thỉnh thoảng lại cọ sát vào tiểu Diệp Phàm. Cho nên, cứ như vậy vừa đi vừa cọ sát, tiểu Diệp Phàm tự nhiên càng. Diệp Phàm dứt khoát đưa mắt nhìn hai chị em họ Phạm, hai người bị Diệp Phàm nhìn, đầu hơi cúi xuống, lúc này, Diệp Phàm mới phát hiện. Tai hai chị em đều đã đỏ ửng lên. Hai quả dâu tây chín dưới ánh trăng mông lung thật trêu ngươi, cảnh tượng vô cùng kiều diễm. Diệp Phàm không phải thần, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ tái thế. Lần này lý trí đã bị mê hoặc, hai tay vừa động, ôm lấy phía dưới. Không ngờ, đồng thời ôm lấy chị em họ Phạm vào mình. Lần này một tiếng kêu đau đớn, không ngờ đã thi triển hổ ưng chi thuật của Phí gia, chỉ vài bước nhảy đã tới nhà cũ của Phạm Xuân Hương. Phát hiện nhà cũ đã được dỡ bỏ, thay thế nó chính là một tòa biệt thự nông gia chiếm mấy chục mẫu đất. Đất nông thôn không đáng giá, muốn làm đến mức này, thật ra rất dễ dàng. Đi vào đại sảnh buông hai chị em xuống, nhận thấy điều hòa đã mở, đại sảnh vô cùng ấm áp. Nơi này bình thường là thím em quản lý, nhưng, buổi tối bà ấy về nhà. Phạm Xuân Hương bật tín hiệu. Anh! Diệp Phàm định đi, nhưng, lời ấy không thể thốt lên. Anh, để em tắm cho anh nhé. Phạm Xuân Hương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, đưa tay rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài của Diệp Phàm. Xuân Hương, chuyện này. Diệp Phàm không có ý cởi áo, liếc nhìn hai chị em. Một đại trọng phu, chẳng lẽ anh muốn để hai chị em mãi mãi thủ tiết? Lúc này, Phạm Nghiên Nhi tức giận, liền hừ giọng với Diệp Phàm. Nghiên Nhi, đừng như vậy, hai chị em sau này còn phải lập gia đình. Diệp Phàm cảm giác khi nói lời này miệng có chút đắng. Đương nhiên, gặp loại sự tình này đàn ông đều bị vây trong mâu thuẫn. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng, khi bản thân không gánh nổi trách nhiệm lại rất khó xử lý, tâm trạng vì thế mà phức tạp. Bởi vì, không thể cho các cô danh phận, cũng không thể có lỗi với cuộc đời hai người. Lấy chồng, em nhất định phải lấy. Tuy nhiên, tối nay em sẽ gả cho anh trước. Anh Diệp, anh có dám lấy em tối nay không? Yên tâm. Chị em chúng em sẽ không quấn lấy anh đâu. Bởi vì, anh là đại ân nhân của Phạm gia chúng em, hừ hừ. Phạm Nghiên Nhi giống như trúng đạn, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, liên tục hừ thành tiếng. Ba chữ, đại ân nhân, này đặc biệt chói tai, khẳng định là Phạm Nghiên Nhi cố ý như vậy. Ông đây có cái gì không dám, Diệp Phàm quả nhiên tức giận, hai tay vừa động, áo khoác tự nhiên tuột xuống. Hắn nhìn hai chị em, đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt hai người. Khí phách mười phần hừ giọng. Hai em, mau kỳ lưng đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại thanh âm cởi quần áo sột soạt. Đi vào phòng tắm, phát hiện không ngờ đặc biệt lớn. Hơn nữa, còn dùng một cái thùng gỗ rất lớn. Đây là làm từ gỗ hương trương, em mời một lão nghệ nhân đóng đó, rất thoải mái. Phạm Xuân Hương nhỏ giọng nói, lấy tay thử nhiệt độ nước. Tùm! Một con sói hai con dê vào trong thùng gỗ hương trương. Nụ hôn của Phạm Xuân Hương rất nhạt nhưng khiến người ta thấy dư vị kéo dài, nụ hôn của Phạm Nghiên Nhi rất thuần khiết rất ngượng ngùng. Bởi vì, Phạm Nghiên Nhi có lẽ là nụ hôn đầu tiên, cô không có kinh nghiệm. Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Phàm cuối cùng cũng có được một chút phong tình. Diệp Phàm ở trong thùng hương trương đương nhiên là ăn uống no nê, tay lên tay xuống, đời người được như thế, còn cầu gì nữa. Có lẽ, trước đó Phạm Xuân Hương đã dặn dò Phạm Nghiên Nhi gì đó. Cho nên, hai chị em phối hợp với nhau rất ăn ý, không lâu sau, ba người cá từ trong thùng tắm trực tiếp nhảy tới đại sảnh. Ngay trên sofa rộng rãi trong đại sảnh, Diệp Phàm là một tướng quân, khua giáo tiến công. Phạm Nghiên Nhi là đêm đầu tiên, cho nên, Diệp Phàm hiểu phải thương hoa tiếc ngọc. Kinh nghiệm của hắn hiện tại cũng là kinh người. Dưới sự mơn trớn của đôi bàn tay to lớn, Phạm Nghiên Nhi không ngừng rên xiết. Trên thực tế, trong đạo làm người không có bất cứ con chim non thiếu kinh nghiệm nào chống lại nổi sự tấn công của một gã đàn ông đầy kinh nghiệm. Còn chưa dùng đao thật súng thật ra trận Phạm Nghiên Nhi suối nước đã rầm rề, một mùi thơm đặc thù, mùi thơm của gái trinh. Tình hình còn chưa phá trinh, Phạm Nghiên Nhi đã ướt trước N lần.
Để anh đây động khẩu không động thủ, cho em biết được sự lợi hại của anh đây. Diệp Phàm khi đang thao tác, vẫn không quên tự nhẩm mấy câu. Lúc này, Phạm Xuân Hương mặt đỏ ửng, dùng miệng lướt trên thân mình Phạm Nghiên Nhi. Ám chỉ Diệp Phàm có thể cầm đao ra trận. Nơi đường cong ngõ sâu thật đúng là hẹp đến khó đi, đến cả thằng đàn ông đầy kinh nghiệm cũng cảm thấy được áp lực lớn của sự cọ sát. Dường như chính mình đang khai hoang, tiến lên trên con đường ruột dê dạng cỏ tranh, tương đối gian nan. Mẹ kiếp, còn có cổng thành, nào Diệp Phàm ta không công phá được. Gã nào đấy nảy sinh ác ý, nghiến răng, múa giáo đâm một nhát. A, à, Phạm Nghiên Nhi hét to một tiếng, điều này thể hiện cái gì, các vị, tự có cách nghĩ riêng, dư âm mà, mới có thể kéo dài. Rất lâu sau, chị em họ Phạm mềm như bún, giống hai con dê béo bị vặt lông nằm nghiêng áp vào Diệp Phàm trên sofa. Tuy nhiên, dưới sự phối hợp điên cuồng của hai chị em, gã nào đó cũng thiếu chút nữa tự mình đi, Tây Thiên thỉnh kinh, rồi. Ôi, anh sai rồi, anh không nên làm vậy với hai người. Ý chí của anh quá yếu đuối, anh nào phải hạng thi ân đòi báo đáp. Anh là đồ xúc sinh. Diệp Phàm thở dài tự trách, đưa tay vuốt ve yêu thương bờ vai trắng nõn nà của hai chị em. Anh không phải xúc sinh, anh là sói, tuy nhiên, Phạm Nghiên Nhi em thích sói, ha ha. Phạm Nghiên Nhi không ngờ từ trên sofa nhỏm dậy, lập tức nhào vào người gã nào đó, nói. Anh Diệp, anh thật lợi hại, vừa rồi, có phải em đang nằm mơ hay không? Như mơ như thực vậy. Diệp Phàm nói, giơ tay vỗ một cái vào mông Nghiên Nhi, vẻ mặt của một ông chú bị ổi, nói. Có muốn mơ lại không? Không được. Phạm Nghiên Nhi giống như một con chuột đột nhiên bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên từ trên người Diệp Phàm. Nhưng, chớp mắt, hét thảm một tiếng lại ngồi xuống. Ha ha, hi hi. Hai người kia đều cười đến giòn tan. Em gái, vừa mới bóc tem. Đừng hoạt động mạnh quá, rất đau đó. Phạm Xuân Hương không ngờ cũng nói đùa em gái. Chị không nói sớm, hại em đau quá. Phạm Nghiên Nhi cào nhau, bỗng nhìn thấy chiếc khăn trắng trên sofa lấm tấm đỏ. Vội kêu với chị mau đổi cái kia và đem đốt đi, ghê quá. Ghê cái gì, chị cố ý bảo thím để ở đó đó. Em mang về giữ gìn cho tốt, với phụ nữ mà nói, đây là thứ quý giá nhất. Chờ khi em già rồi nhìn lại cái này, em sẽ nhớ tới rất nhiều điều. Phạm Xuân Hương vẻ mặt nghiêm túc nói, Diệp Phàm ở bên cạnh có chút ngượng ngùng. Bởi vì, chính mình đã lấy đi thứ quý giá nhất của người ta mà lại không thể cho người ta danh phận. Diệp Phàm, vẫn còn có liêm sỉ. Không muốn, ghê tởm chết đi được, cái này giữ lại để làm gì? Phạm Nghiên Nhi xấu hổ đến khoa chân múa tay. Tuy nhiên, cuối cùng... Phạm Nghiên Nhi vẫn cẩn thận thu lại bức, mai hoa đồ, loang lổ kia. Phạm tử, phải chú ý sức khỏe. Khi còn trẻ sức khỏe tốt cũng không thể hoang phí. Đến khi già mới có thể cảm thấy được, chuyện gì cũng không thể quá đà. 6 giờ sáng, Diệp Phàm lợi dụng trời còn tối vừa mới trở lại cung cũ. Không ngờ ánh mắt mẹ nuôi Diệp Kim Liên đã sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Mẹ nuôi, mẹ dậy sớm vậy sao? Diệp Phàm có chút xấu hổ. Vội vàng muốn nói sang chuyện khác. Biết mẹ nuôi cũng đã đoán được một chút gì đó. Mẹ từ trước tới nay vẫn là sớm như vậy, con tối hôm qua không về, mẹ đang đợi con. Cửa miếu này đóng lại cuối cùng cũng phải có người mở có phải vậy không? Diệp Kim Liên cũng không dài dòng. Mẹ nuôi. Diệp Phàm cảm thấy âm thanh có chút run run, anh có chút xúc động. Không thể ngờ được mẹ nuôi vì chờ mình về, đã một đêm không ngủ. Con là con trai mẹ. Được lắm, mẹ đi bê nước cho con lau mặt một chút. Mệt rồi có phải không, nếu không tắm qua đi rồi ngủ bù. Mẹ nuôi thật sự tốt, quan tâm ân cần. Không cần đâu ạ, một lúc nữa con phải đi Mặc Hương một chuyến, trước hết xử lý chuyện của Diệp Hào. Mẹ nuôi hãy chờ ấm cháu đi. Diệp Phàm cười ngây ngô ha hả, hắn cảm thấy trước mặt mẹ nuôi, mình mãi mãi là đứa trẻ chưa khôn lớn. Có vẻ ngây thơ, đáng yêu. Hai. Tối hôm qua Diệp Hào nhận được điện thoại. Lúc này, Diệp Kim Liên thở dài, sắc mặt có chút khó coi. Có chuyện gì vậy, có phải Triệu Cầm Phương gọi tới? Diệp Phàm quay ngoắt người lại, nhìn chằm chằm mẹ nuôi hỏi. Ừ, Diệp Kim Liên gật đầu. Cô ấy nói thế nào vậy mẹ? Diệp Phàm hỏi, lần này, nếu nhà gái thay lòng đổi dạ, thì chẳng cần thiết phải tranh giành nữa.
dưa hái xanh không ngọt. Cầm Phương là cô gái ngoan, nó khóc, nói ngày mai là mùng 3, đối phương sẽ cử người đến. Nó kêu Diệp Hào mau chóng tìm vài người có thể nói chuyện có chút thân phận cùng đến nhà nó. Diệp Kim Liên vẻ mặt vẻ ưu tư, nói. Chương 2051, cầu thân. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Mẹ nuôi, mẹ lập tức gọi Diệp Hào dậy, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Mau chóng tới Mạc Hương cũng vào khoảng 9 giờ, vừa kịp lúc. Hào tử không chờ được, nó đi trước rồi, có lẽ sắp đến Lâm Tuyền rồi. Diệp Kim Liên nói. Sao mẹ không nói sớm, con lập tức xuất phát. Diệp Phàm cũng sốt ruột, chỉ sợ Diệp Hào bị kích động đến bên đó lại bị ức hiếp. Tới Lâm Tuyền, Phạm Cương đã đợi từ sớm. Diệp Phàm rời khỏi ghế lái ngồi ở ghế bên. Phạm Cương phóng hết ga, Diệp Phàm nhấc điện thoại, nói. Bí thư Tạ, tôi là Diệp Phàm, tôi muốn đến chúc Tết ông. Vị bí thư Tạ này tất nhiên là bí thư thành ủy thành phố Mạc Hương Tạ Quốc Trung. Cũng là chú của Tạ Mỹ Nhi. Là chủ nhiệm Diệp à, nói ngược rồi. Anh là lãnh đạo văn phòng chính phủ, phải là các đồng chí cấp dưới chúng tôi tới chúc Tết anh mới đúng. Tạ Quốc Trung giọng điệu thân thiết, ha hả cười nói. Chuyển đề nói. Tôi đang định hôm nay đến Cổ Xuyên, anh đang ở Cổ Xuyên sao? Tôi lúc này đang qua Lâm Tuyền, có lẽ 8 giờ hơn sẽ tới thành phố. Tuy nhiên, có một việc muốn phiền bí thư Tạ một chút. Diệp Phàm nói. Cái gì mà phiền với không phiền chứ, anh cứ nói, chỉ cần là chuyện Tạ Quốc Trung tôi có thể làm được. Tạ Quốc Trung thái độ rất thành khẩn, không hỏi trước đã đồng ý. Việc này chắc chắn anh có thể làm được, Tạ Tốn chắc cũng biết, hồi tôi công tác ở đập nước Thiên Thủy có nhận một người mẹ nuôi. Bà tên là Diệp Kim Liên, con gái bà chính là Diệp Nhược Mộng, mấy năm trước vì bảo vệ Kim Mã đời đường mà bị kẻ xấu giết. Mà bà còn có một đứa con trai tên là Diệp Hào, cũng là anh nuôi của tôi. Anh ấy hiện nay là thiếu tá tiểu đoàn trưởng sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mạc Hương. Đang là bạn với Triệu Cầm Phương Thiên Kim của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Thiên Cương Triệu Mại Đạt. Hôm nay mùng 3, tôi vừa hay trở về, ý mẹ nuôi là có thể xử lý việc này trước hay không? Cho nên, tôi cũng liền đi một chuyến. Hơn nữa, thời gian của tôi hơi vội, mùng 6 đã phải đi rồi. Diệp Phàm nói đơn giản một chút. Dĩ nhiên là được, Triệu Mại Đạt tôi biết, ông ta ở Mạc Hương chúng ta cũng là danh nhân rồi. Hơn nữa, ông ta có người em trai tên là Triệu Hướng Lực, còn là đồng nghiệp với tôi, đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực thành phố. Chủ nhiệm Diệp, không ngại để tôi làm ông mai chứ? Tạ Quốc Trung cũng suy đoán ra một chút ý tứ của Diệp Phàm, cho nên, dứt khoát nói rõ. Hơn nữa, việc này Tạ Quốc Trung cho rằng cũng không có gì khó khăn. Chẳng lẽ Triệu Mại Đạt còn dám không nể mặt bí thư thành ủy này? Huống chi, có thể tác thành chuyện hôn sự này cũng là một việc tốt. Chủ yếu chính là, từ nay về sau, quan hệ giữa mình với chủ nhiệm Diệp không phải sẽ tiến thêm một nấc sao? Loại chuyện không phí sức mà tình cảm lẫn quan hệ đặc biệt tăng này Tạ Quốc Trung tất nhiên sẵn lòng làm rồi. Huống chi, trước kia Diệp Phàm đã từng giúp Tạ Tốn cầu thân. Cũng là trả một ân nghĩa. Tạ Quốc Trung còn cho là Diệp Phàm có lẽ cần thể diện, mình ra mặt làm ông mai thì đủ thể diện cho người nhà họ Diệp ở đập nước Thiên Thủy rồi. Hơn nữa, cũng giữ thể diện cho Triệu gia. Chuyện một mũi tên trúng mấy con chim này, Tạ Quốc Trung nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có lợi. Vậy đương nhiên là tốt, có đại bí thư như anh làm ông mai, Diệp Hào có thừa thể diện rồi. Diệp Phàm tất nhiên lập tức thuận nước đẩy thuyền, trước tiên buộc Tạ Quốc Trung lên thuyền đã rồi nói sau. Nghe nói một nhà khác tới cầu thân cũng có chút thực lực, hơn nữa, còn là trên tỉnh xuống. Có lẽ ở tỉnh cũng có chút năng lực, đến lúc đó, lão Tạ biết được có lẽ trong lòng sẽ buồn bực. Diệp Phàm ở trong lòng thầm nói một câu. 8:30 đã tới thành phố Mạc Hương, Diệp Phàm tới nhà Tạ Quốc Trung trước. Sau khi hai người chào hỏi thấy thời gian cũng không còn nhiều, hai chiếc xe thẳng tiến đến Triệu gia. Triệu gia vì giàu có, cho nên, ở tại một căn biệt thự. Xe Diệp Phàm vừa đến Triệu gia, phát hiện đã có hai chiếc Audi đỗ ở trước cửa biệt thự Triệu gia. Anh, đó là biển xe của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem ra, đối thủ của chúng ta rất mạnh nha. Chỉ không biết là vị nào. Lúc này, Phạm Cương giơ tay chỉ biển số xe Audi nói. Biển số gần 20, có lẽ là hàng phó chủ tịch tỉnh hoặc giám đốc sở.
Diệp Phàm nheo mắt ngắm biển số xe, thuận miệng nói. Nếu ở tỉnh ủy biển số xe nhỏ hơn 10, Diệp Phàm thực sự hơi đau đầu. Về mấy vụ này ngoài ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra, Diệp Phàm nhưng tỏ ra tự tin có thể áp chế bọn họ. Tỉnh Nam Phúc mà, Diệp Phàm còn có chút thực lực. Tuy nhiên, hai mắt Tạ Quốc Trung lại có chút sững sờ nhìn biển số xe kia. Không khỏi mông lung liếc nhìn Diệp Phàm, có lẽ, lão già này cũng đoán được một chút gì rồi. Hôm nay mình đến chính là bia đỡ đạn rồi. Ánh mắt lão Tạ không khỏi chớp chớp, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giả bộ không có việc gì, cười nói. Xem ra Triệu gia cũng rất được, không biết vị lãnh đạo nào giá lâm. Tuy nhiên, trong lòng đồng chí lão Tạ thiếu chút nữa nghiến răng. Cái Tết này đang êm đẹp thế nào lại dính vào chuyện này. Có điều, cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiến về phía trước. Bởi vì, vị chủ nhiệm văn phòng chính phủ họ Diệp này tuyệt đối không thể đắc tội. Đương nhiên, lão Tạ cũng từ biển số xe thấy được một ít manh mối, chắc không phải là hàng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cho nên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối phó hàng phó chủ tịch tỉnh, lão Tạ tự tin còn có thể kháng cự một chút. Mấy đồng chí này, nhiều nhất chỉ là sau này làm khó dễ mình, thật muốn loại mình cũng là không tưởng. So sánh với Diệp Phàm VIP của văn phòng chính phủ này, ai nặng ai nhẹ lão Tạ thấy được rất rõ ràng. Không rõ lắm. Diệp Phàm lắc lắc đầu, tay này, tất nhiên là tiếp tục giả ngu. Đã giả vờ phải giả vờ đến cùng, dẫu bị lộ ra mình biết rõ cũng phải tiếp tục giả bộ, đây là vấn đề thể diện. Tin rằng lão Tạ cũng sẽ không ngốc đến mức mạo muội phơi bày thực trạng. Mấy người chậm rãi bước tới biệt thự. Tuy nhiên, từ xa chợt nghe thấy trong đại sảnh biệt thự Triệu gia truyền đến tiếng hét to phẫn nộ của Diệp Hào. Chú Triệu, chú không thể như vậy. Cháu với Cầm Phương là thật lòng. Tuy nói nhà cháu cũng không giàu có, xuất thân đập nước thiên thủy. Nhưng, Diệp Hào tự tin sau này sẽ được đề bạt. Nhất định sẽ khiến Cầm Phương sống hạnh phúc. Chú Triệu, chú xem. Diệp Phàm dừng bước, trên mặt nở nụ cười lạnh, muốn nghe xem người trong đại sảnh sẽ nói thế nào. Còn Tạ Quốc Trung sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, ông ta đang chờ lãnh trong đạo đại sảnh phát ra âm thanh, cũng tốt ở trong lòng đối phó trước một chút, muốn làm rõ xem là vị lãnh đạo nào, một chút nữa làm thế nào để nói mượt mà một chút. Vừa phải làm vừa lòng đồng chí Diệp Phàm, cũng không thể quá ư đắc tội với lãnh đạo tỉnh, thật sự là khó chết đồng chí lão Tạ rồi. Bộ não ông ta đang chuyển động nhanh dần. Biết là được rồi, xuất thân từ một thôn nghèo hẻo lánh, không ngờ cũng muốn cưới Cẩm Phương. Họ Diệp, sao mày không tưới nước tiểu lên mình, giống như gấu đi. Còn thốt ra quân hàm, ngay mày có cầm lon thiếu tá đến phòng ban chính phủ đòi sách xếp cho ông cũng không xứng. Còn dám nói muốn cho Cẩm Phương cuộc sống hạnh phúc, tao hỏi mày, mày được bao nhiêu tiền trợ cấp? Có hơn ngàn tệ mà cũng dám nói khiến Cẩm Phương sống hạnh phúc. Mày mà có xe hơi biệt thự sao, đừng bảo ngôi miếu đổ nát quê mùa kia của mày biến thành biệt thự nhé. Ổ gà rừng không đẻ ra được phượng hoàng đâu. Lúc này, một âm thanh đàn ông trẻ tuổi vô cùng, sắc láo, gần như bỡn cợt thiếu tá tiểu đoàn trưởng Diệp Hào không đáng một đồng. Ha ha ha. Lúc này, một thanh âm khác nói vang. Cậu Tiền, anh nghe thấy không, một hàm thiếu tá cũng lấy ra khoe khoang, cho là thiếu tá là ngon lắm à. Thật không biết trời cao đất dày là gì, thiếu tá có phải không, chỉ cần cậu Tiền phát ngôn một câu, chỉ sợ, đến lúc đó, vị đồng chí nào đó bị quân đội đuổi ra khỏi cửa, đến ban chỉ huy quân sự làm gác cửa cho người ta thôi. Quân đội cũng không phải do người nhà họ Tiền các người lập ra, có mấy đồng tiền là có thể huênh hoang được sao, tiểu thư Cầm Phương người ta chính là chấm tiểu đoàn trưởng Diệp chúng ta, nếu bàn về diện mạo, mày xem mày mới giống gấu ấy, cũng dám ở đây khoác lác. Tin hay không ông đây hô một tiếng, bảo đảm mày không ra khỏi Mặc Hương. Lúc này, một thanh âm đàn ông cũng ngạo mạn tương đương, có lẽ là bạn quân ngũ của Diệp Hào. Phó trung đoàn trưởng Thẩm, mày cho mày là ai hả? Một phó trung đoàn trưởng cũng khoe khoang cái gì? Ngay cả sư đoàn trưởng bọn mày ở trước mặt chú Khương tao cũng chỉ biết cúi đầu khom lưng. Càng không cần nói tới mày, chú Khương chú nói có đúng không? Thanh âm của gã kia. Được rồi. Cậu thanh niên, trở về đi, đứng làm phiền ngày vui của Nhất Hùng cháu ta. Việc này, cậu không phải vừa nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị Triệu nói rõ rồi hay sao? Hơn nữa, vừa rồi Chủ tịch thành phố Triệu cũng đã nói rất rành mạch. Cậu thanh niên, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc trước một chút. Có một số việc không phải chỉ múa mép khua môi có thể làm được.
hôn nhân là đại sự, là vấn đề rất nghiêm túc. Cha người ta đã không đồng ý cậu còn cố nán lại đây, như vậy tử cũng không tốt. Lúc này, người được gọi là chú Khương cắt tiếng, hơn nữa, đây hoàn toàn là một giọng điệu kẻ cả giáo huấn người ta. Họ Khương lãnh đạo ở tỉnh, cậu đoán ra là ai không? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi Phạm Cương đứng bên. Lão là Khương Nhiên, phó chủ tịch tỉnh mới được điều đến không lâu. Lúc này, Tạ Quốc Trung vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Đối với lão Tạ mà nói, hôm nay đúng thật không phải ngày lành. Bên trong chẳng những có phó chủ tịch tỉnh Khương Nhiên, hơn nữa còn có phó chủ tịch thường trực thành phố Triệu Hướng Lực. Đắc tội với lãnh đạo sẽ tìm chuyện đi mình, đắc tội Triệu Hướng Lực, ông ta tuy nói là cấp dưới, nhưng ở hội nghị thường vụ có thể mất đi một phiếu. Hơn nữa, Triệu Hướng Lực nếu lựa chọn, khẳng định sẽ chọn phó chủ tịch tỉnh Khương Nhiên này. Chủ tịch Khương, tôi sẽ không đi. Đây là chuyện của tôi với Cầm Phương, hiện tại đã là xã hội gì rồi, luật hôn nhân không phải đã nói tự do hôn nhân sao? Chú Triệu tuy nói có ý này, nhưng, Cầm Phương có thể không gật đầu. Dù sao cũng không thể gả Cầm Phương cho một người mà cô ấy không yêu. Tôi tin rằng chú Triệu sẽ nghĩ thông suốt, hôn nhân là đại sự cả đời, chú Triệu, chú nên thận trọng một chút, đừng hại cả đời Cầm Phương. Lúc này, Diệp Hào lại tranh lên tiếng. Cậu biết được Cầm Phương sẽ không yêu Nhất Hùng sao? Đây là ai nói cho cậu? Diệp Hào, hay là cậu cứ về trước đi, đừng ở đây thêm phiền ra. Chẳng lẽ thực sự muốn Triệu Mại Đạt tôi ra lệnh đuổi khách, như vậy, thể diện mọi người rất khó coi. Triệu Mại Đạt giọng điệu rất sung nói. Cậu thanh niên, về đi, đừng ở đây mà mất mặt, trở về tìm một người khác mà sống chung đi. Ngựa non háo đá, nếu cậu vẫn cứ quấn lấy Cầm Phương thì quá đáng rồi đó. Nếu cậu còn như vậy, Triệu Hướng Lực tôi sẽ phản ánh chuyện này với lãnh đạo các cậu. Đến lúc đó, thực sự mất mặt không phải càng phiền hà sao? Quân đội các đối với chuyện này rất coi trọng, cậu thanh niên, tự giải quyết ổn thỏa đi. Triệu Hướng Lực ở bên cạnh cũng hừ lạnh nói. Cũng được thôi, các người phá hoại hôn nhân người khác còn dám nói. Thẩm Đông Minh tôi chính là không đồng ý, đến lúc đó, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ đến quân đội luôn. Cả đám các người đều là lãnh đạo, sao còn mang nặng tư tưởng phong kiến. Hiện nay đã là thời đại nào rồi, không ngờ ép cưới cướp đoạt. Phó trung đoàn trưởng Thẩm Đông Minh đồng nghiệp tốt của Diệp Hào phó đoàn trưởng thật đúng là hết lòng vì bạn bè, liền bật lại.